Hoàng Thiên nghĩ đến đó rồi lạnh lùng nhìn Phạm Văn Hùng. Sau đó, anh nói, nếu như anh không nói thì tôi sẽ bẻ hết răng của anh đi. Mặc dù giọng của Hoàng Thiên vẫn bình thường nhưng tất cả những người đứng đó đều tin là Hoàng Thiên sẽ làm như vậy thật. Tất cả mọi người đều biết, với sự dữ dội và độc ác ban nãy của Hoàng Thiên, anh thật sự sẽ nhổ hết răng của Phạm Văn Hùng xuống. Hùng à, cháu mau ra nói chuyện với anh Thiên đi. Đừng cứng đầu nữa. Phạm Văn Hồng run giọng khuyên Phạm Văn Hùng. Đại ca, anh chịu cúi đầu một chút đi. Nếu không cả ba người chúng ta không ai ra khỏi đây được đâu. Phạm Văn Doãn sợ hãi, quay sang khuyên Phạm Văn Hùng. Dĩ nhiên, tên này cũng nghĩ cho bản thân mình. Bây giờ thoát được ra khỏi đây mới là điều quan trọng nhất với gã. Gã không quan tâm đến thể diện của Phạm Văn Hùng. Phạm Văn Hùng hận không thể đập đầu chết quách đi cho xong. Hoàng Thiên đã làm cho anh ta nhục nhã đến cỡ này rồi, không biết còn định xử lý anh ta thế nào nữa. Phạm Văn Hùng thật sự không thể cúi đầu nhận sai với Hoàng Thiên được. Vì cho đến thời điểm này, anh ta vẫn chỉ coi Hoàng Thiên là một đứa ở rể lắm tiền chứ cũng không có tài cán gì. Phạm Văn Hùng cũng không nghĩ nhiều vì sao Kha Phù lại sợ Hoàng Thiên như vậy, vì cho dù bây giờ anh ta có nghĩ thì cũng nghĩ không ra. Cúi cái đầu nhà mày ấy, tao cũng phải giữ mặt mũi cho mình chứ. Phạm Văn Hùng chút giận lên Phạm Văn Doãn. Phạm Văn Doãn không dám hó hé gì. Phạm Văn Doãn có thể cậy thế làm càn tất cả là nhờ có Phạm Văn Hùng chống lưng nên gã không dám đối đầu lại với Phạm Văn Hùng. Phạm Văn Hồng không khuyên được Phạm Văn Hùng thì cũng không dám nói gì nữa. Trong lòng ông ta đang sợ hãi vô cùng. Hai người im mồm vào. Lát nữa tôi sẽ xử lý hai người sau. Phạm Văn Doãn. Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn run lên cầm cập. Hai người bọn họ bị Hoàng Thiên dọa cho mất hồn mất vía rồi. Tôi đã cho anh cơ hội rồi đấy nhé. Đừng trách tôi ác. Hoàng Thiên nói xong thì bước vài bước đến trước mặt của Phạm Văn Hùng rồi nắm chặt một mớ tóc của anh ta. Kiểu tóc của Phạm Văn Hùng rất cun ngầu. Từ trước tới nay, Phạm Văn Hùng luôn rất để ý tới vẻ ngoài của mình. Anh ta còn học theo kiểu đầu của Đàm Vĩnh Hưng nữa chứ. Hoàng Thiên ra tay rất mạnh, Phạm Văn Hùng đau đến nghiến răng nghiến lợi. Anh ta kêu gào thảm thiết. Kéo được Phạm Văn Hùng từ dưới đất lên, Hoàng Thiên tống vào mặt anh ta một cú đá. Đá được vài cái Hoàng Thiên hỏi Phạm Văn Hùng, nghĩ thông chưa? Có muốn nói chuyện với tôi chưa? Tao nói cái mẹ mày. Phạm Văn Hùng mắng Hoàng Thiên, gã này bị đá đến nóng máu nên cái gì cũng nói ra được. Hoàng Thiên giơ ngón tay cái ra, anh Hùng hay lắm, không hổ danh là ông trùm của Bắc Giang. Đáng mặt đàn ông lắm. Thấy Hoàng Thiên khen mình như thế, trong lòng Phạm Văn Hùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Gã cảm giác như mình cũng lấy lại được ít thể diện rồi. Phì, dựa vào một mình mày mà muốn đánh cho tao phục à? Mẹ nó, mày nghĩ đơn giản quá rồi. Phạm Văn Hùng lấy lại sức, hắn nhổ phì ra một cái rồi lại làm bộ đàn anh. Ha ha, anh Hùng dậy trí phải, đều tại tôi ra tay nhẹ quá, tôi sẽ cố gắng thêm chút nữa. Hoàng Thiên cười ha ha, anh lấy đà trong khi vẫn đang kéo tóc Phạm Văn Hùng rồi đá vào mặt gã hơn 20 phát. Phạm Văn Hùng lúc này đã không còn bộ dạng của con người nữa rồi. Mặt anh ta xanh tím chăng chịt lại còn sưng phù lên một cách đáng sợ. Đến cha anh ta giờ có nhìn chắc cũng không nhận ra anh ta là ai nữa. Mẹ nó, đừng đánh nữa. Hoàng Thiên, anh dừng tay lại. Phạm Văn Hùng sắp không chịu được nữa rồi. Anh ta có là mình đồng ra sắt cũng không chịu được nữa. Kiểu đánh như vậy đúng là muốn giết chết người khác mà. Anh bảo tôi không đánh nữa thì tôi phải ngừng tay à? Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng và lại đá thêm vài cái nữa. Phạm Văn Hùng bị anh đá cho đến ngất đi. Lúc này, Hoàng Thiên mới buông tay ra. Phạm Văn Hùng ngã uýt xuống nền nhà, anh ta trông chẳng khác gì một con chó đã chết, không ngồi dậy nổi nữa. Lúc này Hoàng Thiên mới thở ra một hơi. Ánh mắt anh quét mắt sang nhìn Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn. Hai cha con này đều đã bị dọa cho sợ run rẩy. Phạm Văn Hồng nghĩ rằng chỉ cần gọi con trai lớn của ông ta đến thì Hoàng Thiên sẽ bị tẩn cho một trận nhớ đời và ít nhất cũng phải khiến cho Hoàng Thiên phải tàn phế. Nhưng ông ta không thể ngờ được, Phạm Văn Hùng đã không thể hiện được mà còn bị Hoàng Thiên đánh cho ra nông nỗi này. Sao quần của hai người đều ướt vậy? Hoàng Thiên trao mày rồi hỏi Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn. Mắc tiểu. Phạm Văn Hồng lắp bắp, mặc dù như vậy rất mất mặt nhưng bọn họ không dám không trả lời Hoàng Thiên. Người trong phòng bao không nhịn được mà cười thầm, hai người đó không ngờ lại bị Hoàng Thiên dọa cho đái cả ra quần,
điều này đúng là ngoài sức tưởng tượng của bọn họ mới có vậy mà đã thế rồi, sao anh có thể tới Bắc Ninh làm việc được vậy? Hoàng Thiên cũng đến cạn lời, anh nhìn Phạm Văn Hồng rồi nói. Phạm Văn Hồng không dám phản kháng lại, ông ta cúi đầu xuống, không dám nhìn Hoàng Thiên. Hai người tự nói đi xem phải làm thế nào. Hoàng Thiên hỏi Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn. Làm thế nào, còn có thể làm thế nào nữa? Tim của Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn bị dọa cho nhảy lên trên cổ họng. Phạm Văn Hùng chính là tấm gương cho bọn chúng. Nếu làm không tốt, bọn chúng cũng sẽ bị Hoàng Thiên đối xử y như đã đối xử với Phạm Văn Hùng. Dập, dập, cha con hai người đó thương lượng với nhau xong thì quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Anh Thiên, tất cả đều do chúng tôi không tốt. Chúng tôi bảo đảm sẽ rời khỏi thành phố Bắc Ninh ngay. Chúng tôi không dám làm anh tức giận nữa. Như vậy có được không? Phạm Văn Hồng cũng là người biết ăn nói. Ông ta cứ hứa hẹn một lèo như vậy trước mặt Hoàng Thiên. Tôi cũng vậy, anh Thiên, tôi sai rồi. Nếu như anh vẫn chưa hết tức thì có thể đánh tôi vài cái. Phạm Văn Doãn thậm chí còn dẻo mồm hơn cha của gã. Gã nghĩ rằng gã đã nói như thế thì làm sao Hoàng Thiên còn có thể ra tay được nữa. Có điều, Phạm Văn Doãn đã lầm. Hoàng Thiên không làm theo những gì Phạm Văn Doãn đã nghĩ. Ha ha, cậu Doãn đây có vẻ hiểu chuyện nhỉ. Vậy được rồi, nếu cậu đã nói như thế thì tôi cũng sẽ nể mặt cậu. Hoàng Thiên cười ha ha, anh vung tay ra và cho Phạm Văn Doãn mười mấy cái tát. Mẹ nó! Phạm Văn Doãn tức nổ đom đóm mắt. Trong lòng anh ta nghĩ rằng Hoàng Thiên này đúng là không ra gì, được nước làm tới. Cậu Doãn, cần tôi đánh nữa không? Hoàng Thiên hỏi Phạm Văn Doãn nhẹ nhàng. Đừng đánh nữa. Anh Vương, tôi không chịu nổi nữa. Phạm Văn Doãn xua tay lia lịa, gã sợ rằng Hoàng Thiên sẽ ra tay đánh tiếp. Nếu tôi không đánh nữa người khác lại tưởng tôi rất nghe lời của anh đấy. Hoàng Thiên cười rồi nói với Phạm Văn Doãn. Phạm Văn Doãn bị dọa cho xanh mặt, mắt anh ta đảo quanh rồi nói với Hoàng Thiên, vậy anh đánh nữa đi, đánh thật mạnh vào. Bốp 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 Hoàng Thiên lại tát thêm mấy cái nữa. Phạm Văn Doãn thực sự bị Hoàng Thiên đánh cho sơ xác. Uích, Phạm Văn Doãn ngã rúi rụi xuống đất. Sao tên họ Hoàng này nói chuyện không có tí đạo lý nào vậy? Hắn là muốn đánh mình thôi. Trong lòng Phạm Văn Doãn chửi thầm Hoàng Thiên, hắn nằm trên mặt đất ôm lấy mặt và không dám ngồi dậy. Ông Hồng, ông tính thế nào? Hoàng Thiên nhìn Phạm Văn Hồng đang quỳ dưới đất và nói với ông ta như đang nói chuyện phiếm. Phạm Văn Hồng sợ vã mồ hôi. Ông ta biết mình có trốn cũng không thể trốn được. Hoàng Thiên muốn đánh cả ba người bọn họ và bây giờ chỉ có mình ông ta là chưa bị đánh. Tôi tự đánh. Phạm Văn Hồng cũng thức thời. Đúng là gừng càng già càng cay, ông ta biết điều hơn hai gã trẻ tuổi kia nhiều. Ông ta tự vung tay ra tát vào mặt mình, tiếng đánh vang lên bôm bốp không ngừng. Ông Hồng giác ngộ cũng cao nhỉ. Hoàng Thiên gật đầu thỏa mãn, anh cho Phạm Văn Hồng một like. Nhưng Phạm Văn Doãn thì tức điên lên. Ông ta vừa tự đánh mình vừa chửi thầm Hoàng Thiên trong lòng. Ông ta hận không thể giết chết Hoàng Thiên ngay lập tức. Không khí trong phòng bao vô cùng náo nhiệt, Ngô Diệu Hoa nhìn chân chân những gì đang diễn ra. Cô ta hối hận vì đã đồng ý đến Bắc Ninh với Phạm Văn Hùng. Ngoại trừ cô ta ra, những người từ Bắc Giang tới đây đều đã bị đánh cho tơi bời. Cô ta lo lắng không yên. Cô ta lén lút nhìn Hoàng Thiên một cái. Ngô Diệu Hoa không chắc chuyện Hoàng Thiên có đánh mình hay không. Hoàng Thiên không có ý định dạy cho Ngô Diệu Hoa một bài học vì dù gì anh cũng không có thói quen đánh phụ nữ. Nếu như không quá đáng lắm thì Hoàng Thiên cũng không động tay động chân với phụ nữ. Nhưng Ngô Diệu Hoa không biết được những điều đó. Cô ta sợ bị đánh nên chủ động đến gần Hoàng Thiên hỏi, anh Thiên, anh cũng bớt giận rồi, chúng tôi đi được chưa? Hoàng Thiên trong lòng cảm thật buồn cười, bọn họ muốn tới thì tới muốn đi thì đi như vậy à? Đánh thức người đàn ông của cô dậy đi. Tôi muốn hỏi anh ta chút chuyện. Hoàng Thiên chỉ vào Phạm Văn Hùng đang hôn mê nằm đó rồi nói với Ngô Diệu Hoa. Ngô Diệu Hoa vừa nghe những lời Hoàng Thiên nói xong, toàn thân liền cảm thấy choáng váng, nghĩ thầm Hoàng Thiên vẫn còn muốn tiếp tục dạy dỗ Phạm Văn Hùng nữa sao? Nếu còn cứ tiếp tục như vậy, thực sự có thể khiến Phạm Văn Hùng bị đánh chết đó. Nhưng cô lại càng không dám không nghe theo lời Hoàng Thiên nói, đành phải đi tới gọi Phạm Văn Hùng dậy. Đau chết mất. Phạm Văn Hùng sau khi tỉnh lại mở to đôi mắt, câu đầu tiên anh ta nói chính là kêu đau. Có thể không đau sao? Đã bị Hoàng Thiên đánh cho thành cái bộ dạng như thế này rồi còn không đau được sao?
Cả khuôn mặt của Phạm Văn Hùng bị đánh tới sưng tím hết mặt mày, hai mắt cũng bị đánh tới sưng phù lên, miễn cưỡng lắm mới có thể mở được mắt ra. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Phạm Văn Hùng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Anh không còn gì muốn nói nữa à? Hoàng Thiên bình tĩnh và ôn hòa hỏi Phạm Văn Hùng. Cho dù Hoàng Thiên có ôn hòa như vậy, nhưng trong lòng của Phạm Văn Hùng vẫn không thể dừng sợ hãi, giờ phút này anh ta cảm thấy Hoàng Thiên chính là ma quỷ. Tôi nói. Phạm Văn Hùng nghĩ rằng Hoàng Thiên vẫn muốn đánh anh ta, vậy là nhanh chóng giành lời nói trước. Anh Hoàng Thiên, tôi biết sai rồi, cầu xin anh đừng đánh tôi nữa. Anh sai ở đâu? Bây giờ Hoàng Thiên giống như một người thầy đang dạy dỗ học sinh vậy, anh kiên nhẫn hỏi anh ta. Tôi không nên tới thành phố Bắc Ninh này tìm anh gây phiền phức, tôi cũng không nên đứng ra giúp bố và em trai, càng không nên bất kính với anh. Phạm Văn Hùng lần này đã thành thật hơn rất nhiều, đã chịu thừa nhận mọi sai lầm trước mặt Hoàng Thiên. Ồ, như này mới giống lời mà con người nên nói chứ. Hoàng Thiên nói xong, chuẩn bị vỗ vỗ vào mặt Phạm Văn Hùng để an ủi anh ta. Phạm Văn Hùng lúc này không biết Hoàng Thiên lại muốn làm gì anh ta. Cho rằng Hoàng Thiên còn muốn tiếp tục đánh anh, thế là sợ tới ong đầu hoa mắt mà ngất đi. Hoàng Thiên lúc này thật sự là không nói nên lời mà, xem ra câu chuyện cổ kính cung chi điểu là có thật rồi, thật sự có thể dọa chết một chú chim mà không cần phải làm gì. Con người xem ra cũng là như vậy. Phạm Văn Hùng hiện tại không phải là cũng bị dọa sợ tới hôn mê rồi hay sao? Kha Phù à, một tên không có tiền đồ như anh ta mà cũng đáng để ông sợ như vậy sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười, chỉ vào Phạm Văn Hùng vừa bị dọa sợ tới mức ngất đi kia, quay đầu lại hỏi ông Kha Phù. Khuôn mặt già nua của ông Kha Phù dần dần đỏ lên, xấu hổ đến mức một câu cũng không thể nói ra. Ông ta cảm thấy ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt mấy mươi năm cuộc đời của mình mắc phải một sai lầm như vậy. Ban đầu ông ta nên kiên định đi theo Hoàng Thiên mới phải, nếu đem so sánh Phạm Văn Hùng với Hoàng Thiên về sự khí phách và gan dạ thì Phạm Văn Hùng thật sự là không đáng để nhắc tới. Nghĩ thông được chuyện này, ông Kha Phù cảm thấy bản thân sắp không thể kìm được giận nữa, vì để làm cho Hoàng Thiên có thể một lần nữa tín nhiệm ông ta liền tiến tới đến bên cạnh Hoàng Thiên. Cậu Hoàng Thiên, ông Kha Phù tôi từ nay về sau sẽ đi theo cậu, lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không chối từ. Nếu như dám hài lòng, tôi sẽ chết không được yên thân. Ông Kha Phù đứng trước mặt mọi người tỏ rõ thái độ của bản thân, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Hoàng Thiên lạnh lùng cười. Hiện giờ thật sự anh không muốn tin tưởng ông Kha Phù này nữa. Thấy Hoàng Thiên cười lạnh, ông Kha Phù trong nhất thời như đã hiểu ra mọi chuyện, ông ta đột nhiên rút ra một con dao găm sắc bén từ bên hông. Hai mắt của Hoàng Thiên như có điện, nhanh chóng nhìn chằm chằm ông Kha Phù, nghĩ rằng ông Kha Phù đang muốn động thủ với anh sao. Tiêu Tấn nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt Hoàng Thiên, chuẩn bị để có thể đối phó với ông Kha Phù bất cứ lúc nào. Cậu Hoàng Thiên đừng hiểu lầm. Ông Kha Phù nặng nề thở dài, sau đó đột nhiên đem tay trái của mình đặt lên trên ghế, giơ tay chém xuống. Một dao chém xuống, ngón tay út của ông Kha Phù đã bị ông ta không chút lưu tình mà chặt đứt đi. Ông Kha Phù lúc này chỉ có thể cắn răng nhịn đau, trên trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh, nhưng ông ta sau cùng cũng không hề kêu lên một tiếng. Kha Phù à, ông đang làm cái gì vậy? Hoàng Thiên chau mày, hỏi ông Kha Phù. Cậu Hoàng Thiên! Nếu như cậu không tha thứ cho tôi lần này, vậy tôi sẽ tiếp tục làm, mỗi lần từng ngón một. Ông Kha Phù kiên quyết nói. Hoàng Thiên đứng đó cũng không nói lời nào, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của ông Kha Phù. Anh phát hiện, ông Kha Phù thực sự không giống như đang giả vờ, xem ra ông ta là thật lòng. Huống hồ ai có thể dám tự chặt đi chính những ngón tay của mình chứ, xem ra ông Kha Phù đang thật sự muốn sửa chữa sai lầm. Nhìn Hoàng Thiên cũng không tỏ rõ thái độ của mình, trong lòng ông Kha Phù chợt lạnh đi, ông ta lại cắn răng tiếp tục cầm con dao lên, chuẩn bị tiếp tục chặt thêm một ngón tay nữa. Được rồi Kha Phù à, chuyện ngày hôm nay, coi như nó chưa từng xảy ra đi. Hoàng Thiên nói rồi đi tới trước mặt ông Kha Phù, nắm lấy cổ tay đang cầm con dao của ông ta. Cậu Hoàng Thiên, ông Kha Phù trên mặt chứa đầy nét hổ thẹn, tới trước mặt Hoàng Thiên cúi đầu. Được rồi, ông trở về trước đi. Hoàng Thiên vỗ vỗ vào bả vai của ông Kha Phù, bình thản nói. Ông Kha Phù thấy vậy cuối cùng cũng yên tâm, Hoàng Thiên rộng lượng không so đo với ông ta chuyện của hôm nay đã vô cùng may mắn rồi. Ông Kha Phù đưa theo Lăng Thanh Trúc rời khỏi chỗ này.
những người tới từ thành phố Hải Phòng đi theo ông Kha Phú tới lúc này tất cả cũng đều đối với Hoàng Thiên cúi đầu khom lưng, sau khi chào hỏi cũng lần lượt rời đi. Chỉ giữ lại ba bố con nhà họ Phạm, còn có cái người tự xưng là có gia thế có bối cảnh Ngô Diệu Hoa kia nữa. Còn Phạm Văn Hồng vẫn đang quỳ ở một góc, đôi mắt của ông ta không ngừng nhìn ngang liếc dọc, chỉ sợ Hoàng Thiên sẽ tới dạy dỗ ông ta. Mọi người đều nghe rõ cho tôi, về sau đừng để tôi nhìn thấy mọi người xuất hiện ở thành phố Bắc Ninh này nữa, nếu để tôi gặp phải khẳng định sẽ không có chuyện dễ dàng bỏ qua như ngày hôm nay đâu. Hoàng Thiên chỉ tay vào đám người Phạm Văn Hồng rồi nói. Lời tuy không nhiều, nhưng những lời nói ra lại vô cùng chất lượng. Phạm Văn Hồng như chút được gánh nặng, xem ra Hoàng Thiên lần này thật sự muốn tha cho bọn họ rồi. Vâng vâng vâng, anh Hoàng Thiên cứ yên tâm, chúng tôi lập tức rời khỏi thành phố Bắc Ninh, sau này cũng không dám đến gây phiền phức cho anh nữa. Phạm Văn Hồng vô cùng chân thành gật đầu. Hoàng Thiên cũng biết những lời ông ta nói ra là lời thật lòng, nhưng mà cũng mặc kệ ông ta thôi, lúc này liền dẫn theo Tiêu Tấn cùng rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Hoàng Thiên đã đi rồi, Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn mới dám thở phào một cái. Cái cô Ngô Diệu Hoa kia cũng nhẹ nhàng thở hắt ra, chạy nhanh đến đánh thức Phạm Văn Hùng dậy. Phạm Văn Hùng liên tiếp hôn mê, hôm nay xem như là ngày anh ta mất hết mặt mũi, sau khi mở mắt, nhìn thấy Hoàng Thiên đã rời đi rồi, Phạm Văn Hùng lúc này mới yên tâm. Anh Văn Hùng, anh cảm thấy thế nào rồi? Ngô Diệu Hoa nhìn thấy Phạm Văn Hùng bị đánh tới nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ, thật sự rất rất thương xót cho anh ta nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Con mẹ nó, tên đó quá độc ác. Phạm Văn Hùng trong lòng thầm chửi rủa. Văn Hùng, chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Hay là, nhanh chóng rời khỏi thành phố Bắc Ninh này đi, bằng không đến khi Hoàng Thiên thay đổi chủ ý thì chúng ta sẽ rất thảm đó. Phạm Văn Hồng lo lắng hỏi Phạm Văn Hùng. Phạm Văn Hùng nghe xong liền trừng mắt nhìn Phạm Văn Hồng, bật người đứng dậy nổi trận lôi đình. Kêu chúng ta rời đi, không bao giờ. Mọi người đều nhớ kỹ lời nói này của tôi, không tới 3 ngày. Tôi nhất định làm cho Hoàng Thiên phải quỳ gối trước mặt tôi còn phải đem tên nhóc đó đánh đến khi nó tàn phế mới thôi. Làm cho anh ta nửa đời sau đều phải nằm trên giường không thể đứng dậy được. Phạm Văn Hùng phẫn nộ gào ầm lên, lửa giận trong lòng đều phát hết ra ngoài. Chuyện này, Phạm Văn Hồng chán nản buông tay, ngay cả ông ta cũng không thể tin Phạm Văn Hùng đủ năng lực để có thể đối phó được Hoàng Thiên. Phạm Văn Doãn vừa nghe Phạm Văn Hùng nói như vậy, cậu ta dường như lại tràn đầy nhiệt huyết. Cũng đứng lên chạy lại. Anh Văn Hùng nói đúng đó. Nhất định phải làm cho tên Hoàng Thiên kia bị tàn phế, con mẹ nó, nếu có thể trực tiếp giết chết hắn được là tốt nhất. Phạm Văn Doãn cả người hùng hùng hổ hổ nói, cậu ta ở một bên châm thêm lửa vào chuyện này, cậu ta ước gì Phạm Văn Hùng có thể giết chết Hoàng Thiên, như vậy cậu ta sẽ có cơ hội đưa Lâm Ngọc An về bên cạnh mình. Phạm Văn Hùng hiện tại đang nghĩ xem phải làm sao để tìm lại thể diện đã mất, anh ta đứng ở đó. Mở miệng mắng chửi, tên Hoàng Thiên cũng chả có gì tài giỏi cả. Chỉ giỏi ỷ vào việc đây là địa bàn của hắn ta. Hai người cứ chống mắt lên mà xem, bây giờ tôi sẽ kêu đàn em chuyên nghiệp của mình tới giết hắn tai. Nói xong, Phạm Văn Hùng khoa trương ở trước mặt mọi người gọi điện thoại cho đối phương, gọi đàn em tâm đắc nhất của anh ta đến thành phố Bắc Ninh này. Anh Văn Hùng à, anh đang muốn làm to chuyện này lên sao? Dù sao Ngô Diệu Hoa cũng vẫn là phụ nữ. Nhìn thấy dáng vẻ Phạm Văn Hùng hùng hổ muốn giết người như thế thì bất chi bất giác cũng có chút lo lắng. Bởi vì nơi này chính là thành phố Bắc Ninh, không giống như ở Bắc Giang, nếu như thực sự làm loạn đến mức ảnh hưởng tới mạng người, Phạm Văn Hùng còn có thể sống yên ổn ở đây sao? Hơn nữa Hoàng Thiên cũng không phải là một người bình thường, ngộ nhỡ không thể thành công giết được Hoàng Thiên thì khẳng định Hoàng Thiên sẽ truy lùng báo thù Phạm Văn Hùng. Em nói đúng rồi đấy, đúng là tôi muốn làm lớn chuyện này lên. Không đánh phế được thằng Hoàng Thiên đó đi, sau này tôi làm sao có thể yên ổn chứ? Phạm Văn Hùng gào lên. Nghe Phạm Văn Hùng nói như vậy, Phạm Văn Hồng cũng thấy phấn chấn hẳn lên. Suy nghĩ hồi lâu, Phạm Văn Hồng nói với Phạm Văn Hùng, Văn Hùng à, con cứ yên tâm, cha đã có chủ ý rồi, kêu tên thuộc hạ là sát thủ của con nhanh đến đây đi, lần này cha nhất định giúp con đạt được ý nguyện. Hả, cha có chủ ý tốt nào sao? Phạm Văn Hùng kích động hỏi Phạm Văn Hồng. Ha ha ha, đến lúc đó con tự khắc sẽ biết thôi. Phạm Văn Hồng giảo hoạt cười phá lên. Sau khi Hoàng Thiên cùng Tiêu Tấn rời khỏi khách sạn, bọn họ liền lái xe đi đến công ty Viễn Đạt. Trên đường đi, Hoàng Thiên nhận được điện thoại của Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên à, mọi chuyện thế nào rồi?
Giọng nói lo lắng của Lâm Ngọc An nhanh chóng được truyền tới, cô vẫn thấy rất không yên tâm về chuyện này, bởi vì cô biết hôm nay Hoàng Thiên sẽ đi đàm phán cùng tên Phạm Văn Hùng kia. Không có việc gì cả, anh đang trên đường tới công ty của em, lát nữa gặp em. Hoàng Thiên rất bình thản nói. Tới lúc này Lâm Ngọc An mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, sau khi ngắt điện thoại, cô liền đi tới trước cửa công ty, chờ Hoàng Thiên. Rất nhanh sau đó, Hoàng Thiên đã tới nơi đón Lâm Ngọc An đi, hai người cùng nhau trở về biệt thự Hải Hoa. Nhưng khi bọn họ vừa về đến ngoài cửa biệt thự, liền nhìn thấy Lâm Huỳnh Mai và Trương Lan Phượng đã đến từ sớm đang ngồi chờ bọn họ. Hai người bọn họ mang theo không ít hành lý, bọn họ đứng ở đó giống như biết trước Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An sẽ trở về đây vậy. Thấy Trương Lan Phượng đến nơi này, Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy đau đầu. Đúng là khi không muốn nhìn thấy người nào, thì người đó liền tự tìm đến tận cửa, Hoàng Thiên thực sự thấy phục rồi. Yo, mau nhìn kìa, chị và anh rể của con trở về rồi kìa. Thị lực của Trương Lan Phượng vẫn còn rất tốt, chỉ theo hướng mà Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đang đi tới nói rồi với Lâm Huỳnh Mai. Sở dĩ bà ta kích động như vậy hoàn toàn là bởi vì căn biệt thự Hải Hoa này. Căn biệt thự này đối với Trương Lan Phượng mà nói thật sự có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Trương Lan Phượng có nằm mơ cũng muốn được bước chân vào trong căn biệt thự này, hơn nữa bà ta bây giờ vô cùng tò mò, bên trong của căn biệt thự Hải Hoa này rốt cuộc trông như thế nào. Cho nên bà ta thực sự không đợi được nữa, liền dẫn theo Lâm Huỳnh Mai đến đây, hơn nữa đã đến đây từ rất sớm chờ Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An trở về. Lâm Huỳnh Mai cũng vô cùng tò mò về nơi này. Cô cũng muốn nhìn xem rốt cuộc căn biệt thự mà Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ở có dáng vẻ như thế nào, cô nằm mơ cũng muốn được sống và hưởng thụ cuộc sống ở một nơi xa hoa như vậy. Con rể à, Ngọc An, các con trở về rồi à, hì hì, hì hì. Trương Lan Phượng nở một nụ cười gượng gạo, dù là cười nhưng nhìn vào lại thấy vô cùng cứng ngắc. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên lập tức cảm thấy bà mẹ vợ này thật sự quá phiền phức. Anh cũng thật sự cũng bội phục bộ da mặt dày này của Trương Lan Phượng rồi, tại sao nó có thể không chút xấu hổ nào đến như vậy chứ? Nhưng dù sao thì anh vẫn phải giữ lại cho Lâm Ngọc An chút thể diện nên lúc này cũng không nói gì cả, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Trương Lan Phượng lấy một lần. Trương Lan Phượng cũng không phải bị mù, bà ta đương nhiên có thể nhìn ra Hoàng Thiên không thích bà ta, nhưng bà ta cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Dù sao chỉ cần da mặt đủ dày để có thể tiến vào bên trong biệt thự Hải Hoa này thì mọi chuyện rồi đâu sẽ có đó cả thôi. Chỉ cần bà ta có thể bước một chân vào biệt thự thì Hoàng Thiên đừng mong sẽ đuổi được bà ta ra ngoài, đây là chuyện mà Trương Lan Phượng đã tính toán kỹ từ trước. Đương nhiên là Hoàng Thiên cũng hiểu được dụng ý này của Trương Lan Phượng, hiện giờ xung quanh anh quả thực có quá nhiều mớ phiền phức đeo bám mà. Mẹ, Huỳnh Mai, tại sao hai người lại tới đây vậy? Lâm Ngọc An cảm thấy rất bất ngờ. Cất lời hỏi Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai. Hơ hơ, không đến không được nha, hiện tại mẹ đang cảm thấy rất khó chịu đây, tại cái ngôi nhà nát kia thực sự là ăn không ngon ngủ không yên, nên hôm nay mẹ bắt buộc phải dọn đến nơi này đây. Trương Lan Phượng phá lên cười, cứ như chuyện bà ta dọn tới đây sống là một chuyện vô cùng hiển nhiên. Đúng vậy đó chị à, chị và anh rể có một căn biệt thự vừa to vừa xa hoa như vậy, còn không có nổi một chỗ cho mẹ và em ở hay sao? Lâm Huỳnh Mai cũng vừa cười sởi lời vừa nói với Lâm Ngọc An, sau đó còn quay về phía Hoàng Thiên mà bày ra bộ mặt phụng phịu làm nũng, giả bộ thành một cô gái nhỏ đáng yêu. Còn Hoàng Thiên thì trước giờ chưa từng thấy cô em vợ này của mình có điểm nào đáng yêu cả, tuy rằng Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai là chị em ruột, nhưng dáng vẻ và tính cách giữa hai chị em bọn họ lại có khác biệt rất lớn. Từ góc độ của Hoàng Thiên mà nói, Lâm Huỳnh Mai được thừa hưởng không ít gen tốt từ Trương Lan Phượng. Từ khi Hoàng Thiên vào nhà họ Lâm đến nay, Lâm Huỳnh Mai đã không ít lần thể hiện sự khinh thường Hoàng Thiên. Lâm Huỳnh Mai luôn luôn không để Hoàng Thiên vào trong mắt, bây giờ lại mở miệng là gọi anh rể, đã vậy còn gọi nghe vô cùng thân thiết, Hoàng Thiên chỉ nghe thôi cũng thấy ghê tởm. Xem ra con người vẫn biết nhìn rõ hiện thực mà, vừa lợi dụng vừa kết giao, một khi cảm thấy được người nào có giá trị lợi dụng liền nhanh chóng chạy đến làm thân, trên mặt đều mang theo một bộ mặt tươi cười giả tạo. Đối với những người như thế, Hoàng Thiên trong lòng luôn cảm thấy phiền phức, cho nên anh chỉ đứng ở đó mà không nói bất kỳ một câu nào, biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất bình tĩnh, từ mặt anh sẽ không nhìn ra bất kỳ sự vui vẻ hay tức giận nào. Hoàng Thiên càng làm ngơ không nói lời nào, Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai lại càng không biết Hoàng Thiên rốt cục là có thái độ như thế nào với chuyện này, hai người bọn họ đều bởi vậy mà lo lắng chết đi được.
Cuối cùng vẫn là Lâm Huỳnh Mai nhịn không nổi nữa phải lên tiếng, cô ta vừa cười vừa đi tới bên cạnh Hoàng Thiên, dáng vẻ vô cùng thân thiết nói, anh rể à, sao anh lại không nói gì vậy? Là vì không cho em và mẹ chuyển tới đây ở sao? Đừng hỏi anh chỉ là một thằng phế vật trong nhà mà thôi, có hỏi thì hỏi chị gái em kia kìa. Hoàng Thiên cười tự giễu, không nóng không lạnh nói với Lâm Huỳnh Mai. Điều này làm cho khuôn mặt của Lâm Huỳnh Mai đỏ ửng lên, lời nói ban nãy của Hoàng Thiên giống như những chiếc đỉnh, từng cái đóng lên mặt cô ta. Bởi vì Lâm Huỳnh Mai đã không ít lần gọi Hoàng Thiên là phế vật, mà hiện tại cô còn đứng trước mặt người mà cô gọi là phế vật. Đàm Mỹ Hài. Này nhỏ giọng thương lượng cầu xin, đây thật đúng là châm chọc mà. Hi hi, anh rể à, anh cũng đừng nên nói những lời như vậy nữa chứ, anh sao có thể là phế vật được, hiện tại anh chính là người giỏi nhất trong nhà chúng ta rồi. Lâm Huỳnh Mai cười hì hì nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm như không nghe thấy gì cả, chỉ đứng ở một bên, chờ Lâm Ngọc An quyết định. Dù sao thì đây cũng là mẹ ruột và em gái của Lâm Ngọc An, dù cho Hoàng Thiên có không muốn tiếp đón bọn họ đi chăng nữa thì cũng không muốn vợ của mình phải khó xử. Hoàng Thiên, anh cảm thấy chuyện này nên thế nào thì được? Lâm Ngọc An ngập ngừng hỏi Hoàng Thiên, cô cảm thấy vô cùng khó xử. Hoàng Thiên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Ngọc An liền biết được đáp án của cô. Lâm Ngọc An là không nỡ để mẹ và em gái của mình đứng ngoài cửa như thế này mãi. Hoàng Thiên vô cùng yêu chiều người vợ này của mình, nên nghĩ đến việc sẽ phải để cho vợ phải khó xử, Hoàng Thiên vẫn không đành lòng làm vậy. Ngọc An, em tự quyết định chuyện này đi, dù em có đưa ra quyết định như thế nào thì anh cũng đều đồng ý với em. Hoàng Thiên vừa cười vừa nói với Lâm Ngọc An. Trong lời nói của anh tràn đầy sự ôn nhu ấm áp. Trong lòng cô lúc đó liền cảm thấy vô cùng ấm áp, những lời nói đó của Hoàng Thiên khiến cô cảm thấy rất cảm động. Trong lòng cô cũng biết rất rõ ràng, Hoàng Thiên là vì yêu chiều cô, mặc dù anh rất ghét người mẹ vợ và cô em vợ này nhưng khi ở trước mặt cô như vậy, anh vẫn lựa chọn nhẫn nại. Mẹ, Hoàng Thiên đồng ý để mẹ và Huỳnh Mai dọn tới đây ở rồi, nhưng có một việc như thế này, mẹ không được tìm Hạo Thiên gây phiền phức cho anh ấy. Cũng không được làm loạn cãi nhau, có được không ạ? Lâm Ngọc An thương lượng với Trương Lan Phượng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chuyện này có gì to tát đâu cơ chứ, ha ha hai. Trương Lan Phượng mặt mày hớn hở, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này của Lâm Ngọc An. Bà ta nghĩ thầm, trước tiên phải tiến được vào trong biệt thự đã, đợi thời gian lâu rồi, đến lúc đó nếu còn muốn đuổi bà ta ra ngoài thì mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng đâu. He he. Đến lúc đó cái nhà này còn không phải bà ta nói là được rồi sao? Đến khi đó Hoàng Thiên còn dám phản kháng lại nữa sao? Trương Lan Phượng như mở hội trong bụng, cùng Lâm Huỳnh Mai đem hành lý đưa đến trước cửa, chờ Hoàng Thiên đi tới mở cửa. Hoàng Thiên nhìn bộ dạng ôm theo hành lý rồi đứng ở cửa chờ anh mở cửa của Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai, trong lòng anh chỉ cười lạnh một tiếng. Anh rất hiểu Trương Lan Phượng, bà ta hiện tại nóng lòng muốn tiến vào đây như vậy, cho nên chuyện gì cũng dễ nói, đợi thời gian lâu rồi. Trương Lan Phượng chắc chắn sẽ lộ ra bản chất thật. Trương Lan Phượng ơi là Trương Lan Phượng, nếu bà biết thức thời thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, còn nếu bà lại đến tìm Hoàng Thiên tôi tìm phiền phức, vậy thì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể tống cổ bà ra khỏi đây. Hoàng Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, anh không thèm để ý tới Trương Lan Phượng, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà. Trương Lan Phượng không thể đợi được nữa liền nhanh chóng xách theo hành lý tiến vào trong nhà. Khi bà ta nhìn thấy nội thất và sự bày trí đầy hoa lệ bên trong căn phòng, mọi thứ đều khiến cho bà ta phải trợn mắt há mồm. Thật sự là quá xa hoa rồi. Qua, quả thực rất giống cung điện hoàng gia Tây Ban Nha nhát. Lâm Huỳnh Mai nhìn không rời mắt, sự xa hoa ở nơi đây thật sự khiến cho cô ta vô cùng kinh ngạc. Trương Lan Phượng cũng không biết nên bước chân về hướng nào, ánh mắt cũng không nghỉ nhìn quanh tứ phía, kích động đến độ chảy cả nước mắt nước mũi. Sau khi quan sát nơi này một hồi lâu, Trương Lan Phượng liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, đi tới nhiều góc khác nhau trong nhà chụp ảnh, chụp lại mình đang ở trong một nơi có khung cảnh vô cùng xa hoa này, bà ta chụp không ít ảnh rồi đăng lên mạng xã hội, không quên đem ra khoe với người khác, thỏa mãn tâm địa ham hư vinh của bà ta. Hoàng Thiên thu tất cả vào trong mắt, thật sự là nhìn không nổi nữa rồi, vậy là liền kéo tay của Lâm Ngọc An, đi về phòng ngủ của bọn họ. Con rể à! Mẹ và Huỳnh Mai sẽ ở phòng nào? Trương Lan Phượng theo phía sau Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, hỏi bọn họ. Tùy hai người chọn đó, nhìn chúng phòng nào thì dọn vào đó đi. Hoàng Thiên cũng không thèm ngoái lại nhìn, anh chỉ nói một câu rồi lên phòng. Yes!
Trương Lan Phượng kích động tới nhảy dựng lên, trông như một trò hề vậy. Bà ta và Lâm Huỳnh Mai vì tranh cãi về phòng ngủ mà chút nữa thì làm ầm cả lên, vừa mới chuyển vào đã khiến cho cả nhà không được yên tĩnh. Lâm Ngọc An nghe được bên ngoài có tiếng cãi nhau, cô chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn Hoàng Thiên, cô cảm thấy Hoàng Thiên có thể chịu đựng những chuyện như thế này suốt mấy năm nay, đúng thật là một kỳ tích. Hoàng Thiên à, nếu anh cảm thấy ở đây quá ồn ào, chúng ta sẽ dọn qua chỗ khác, coi như để nơi này lại cho mẹ và Huỳnh Mai ở. Lâm Ngọc An suy nghĩ một lúc rồi ôn nhu nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngẩn người, kỳ thật anh ở chỗ nào cũng được, chủ yếu là muốn để Lâm Ngọc An được hưởng thụ cảm giác sống trong căn biệt thự xa hoa như thế này mà thôi. Không phải em rất thích nơi này sao? Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An. Thích thì có thích, nhưng mà em sợ trong lòng anh sẽ cảm thấy không thoải mái, chỉ cần anh có thể được vui vẻ thoải mái, em và anh ở đâu cũng được. Lâm Ngọc An nhẹ giọng nói. Gặp được một người vợ vừa hiền lành lại tinh tế như vậy, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy rất vui mừng. Anh ôm Lâm Ngọc An vào trong lòng, cứ như vậy qua rất lâu, Hoàng Thiên cũng không nói gì cả. Lâm Ngọc An rúc vào trong lồng ngực Hoàng Thiên, tựa như một chú chim nhỏ vậy. Hai vợ chồng bọn họ đang hưởng thụ sự hạnh phúc thì vào ngay lúc đó, từ ngoài cửa truyền tới động tĩnh. Trương Lan Phượng một bên tiếp điện thoại, một bên vội vã đi ra ngoài, đúng lúc đi qua phòng ngủ của Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Vốn dĩ Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cũng không quá để ý, nhưng tiếng Trương Lan Phượng nghe điện thoại quá lớn, hơn nữa còn gọi ra tên của Phạm Văn Hồng. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cũng đã nghe được nôm na nội dung cuộc điện thoại, chuyện là Trương Lan Phượng và Phạm Văn Hồng đang nói chuyện điện thoại với nhau, hơn nữa hình như là Phạm Văn Hồng còn hẹn Trương Lan Phượng ra ngoài gặp mặt. Tên họ Phạm này vẫn còn ở thành phố Bắc Ninh. Hoàng Thiên khẽ cau mày, anh cảm giác có chuyện gì đó không đúng ở đây. Phạm Văn Hồng vẫn còn ở lại thành phố Bắc Ninh, đây là việc Hoàng Thiên không ngờ tới. Anh đã chỉnh đốn ba cha con nhà họ Phạm thảm đến vậy rồi mà họ vẫn còn dám ở lại thành phố Bắc Ninh. Người nhà họ Phạm đúng là con rán đánh mãi không chết mà. Trong lòng Hoàng Thiên rất buồn bực, nghe thấy tiếng Trương Lan Phượng đã đi ra cửa, sắc mặt Hoàng Thiên đột nhiên trầm xuống, cũng bước nhanh ra phòng. Anh muốn đi đâu thế? Lâm Ngọc An cũng cảm thấy tình hình có điều gì đó không ổn. Nhanh chóng đuổi theo hỏi Hoàng Thiên. Đương nhiên là cô sợ Hoàng Thiên và Trương Lan Phượng lại nảy sinh mâu thuẫn nữa, hơn nữa cô cũng biết việc Trương Lan Phượng giỏi nhất chính là gây chuyện, nói không chừng lần này đi ra ngoài lại gây ra chuyện gì đó nữa. Lúc nấy mẹ gọi điện thoại em nghe thấy đúng không? Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An có thể cảm nhận được sự phản cảm của Hoàng Thiên đối với Trương Lan Phượng, cô than nhẹ một tiếng rồi nói, em nghe được một chút, mẹ gọi điện thoại cho người bạn học cũ Phạm Văn Hồng đó. Bối cảnh của Phạm Văn Hồng này rất phức tạp, hơn nữa người này cũng không phải loại người lương thiện gì, với chỉ số thông minh của mẹ em mà lại qua lại với Phạm Văn Hồng nhiều như vậy thì rồi cũng có lúc phải khóc cạn nước mắt thôi. Hoàng Thiên nghiêm túc nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nghe vậy thì gật gật đầu, cô biết Hoàng Thiên nói không sai chút nào cả, người mẹ Trương Lan Phượng này của cô chỉ có mồm mép lợi hại với trình độ làm loạn thượng thừa thôi chứ thực ra trong lòng không biết cân nhắc điều gì. Gặp phải lão hồ ly như Phạm Văn Hồng. Trương Lan Phượng khẳng định không tính toán lại người ta. Kiếm hiệp hay. Mặc dù Lâm Ngọc An vẫn không biết bối cảnh của ba cha con nhà họ Phạm nhưng cô vẫn rất tin tưởng Hoàng Thiên, cô biết Hoàng Thiên sẽ không nói bừa. Vậy chúng ta đuổi theo gọi mẹ về đi, không cho bà ấy gặp mặt Phạm Văn Hồng. Lâm Ngọc An nói xong, chuẩn bị đuổi theo. Nhưng Hoàng Thiên kéo Lâm Ngọc An lại, nói với cô, anh và em cùng đi, nhưng không cần cản mẹ em lại, để bà ấy gặp Phạm Văn Hồng thử rồi tính tiếp. Tại sao, mặt Lâm Ngọc An tràn đầy vẻ nghi hoặc mà nhìn Hoàng Thiên, cô cảm thấy Phạm Văn Hồng này thật sự rất nguy hiểm, cô không muốn Trương Lan Phượng và ông ta gặp nhau. Em đừng hỏi nữa, cứ đi cùng anh đi, chúng ta đi theo mẹ em là được rồi. Hoàng Thiên không giải thích nhiều với Lâm Ngọc An, anh nắm lấy bàn tay trắng ngần của cô, đi ra ngoài rồi leo lên xe. Sở dĩ chọn theo dõi mà không cản Trương Lan Phượng lại là do Hoàng Thiên có tính toán của riêng anh. Phạm Văn Hồng không rời khỏi thành phố Bắc Ninh, điều này làm cho Hoàng Thiên cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng mà Hoàng Thiên cũng có dự cảm rằng cha con Phạm Văn Hồng hoàn toàn không dễ đối phó như trong tưởng tượng như vậy. Nếu Phạm Văn Hồng vẫn còn ở lại thành phố Bắc Ninh thì chứng tỏ rằng ba cha con Phạm Văn Hồng vẫn còn chưa biết sợ, nói không chừng bọn họ vẫn còn có chiêu trò gì phía sau nữa. Vì vậy Hoàng Thiên cần phải biết rõ ba cha con nhà họ Phạm muốn làm gì, vì để không đánh rắn động cỏ, anh quyết định đi theo sau Trương Lan Phượng thì hơn.
trước tiên phải gặp được Phạm Văn Hồng đã rồi tính tiếp. Nhìn thấy Trương Lan Phượng bắt một chiếc xe taxi rồi leo lên, Hoàng Thiên cũng nổ máy chở Lâm Ngọc An bắt đầu đi theo phía sau chiếc xe taxi đó. Theo sau một khoảng không xa cũng không gần, với tính cảnh giác gần như không có của Trương Lan Phượng thì chắc chắn không phát hiện ra được. Không lâu sau, chiếc xe taxi Trương Lan Phượng ngồi đã lái ra khỏi nội thành, đi thẳng đến vùng ngoại ô. Tuyến đường này Hoàng Thiên rất quen thuộc, chính là trang viên ngoại ô nơi Phạm Văn Hồng mở sòng bạc. Xê mẹ em đúng, dù có bị chịu thiệt trăm lần cũng không thèm ghi nhớ, sao bà ấy còn dám đến sòng bạc của Phạm Văn Hồng nữa chứ? Hoàng Thiên nhíu chặt mày, không còn lời nào để nói với Trương Lan Phượng nữa rồi. Lâm Ngọc An cũng không biết phải làm sao, cô lắc lắc đầu, có một người mẹ không biết lo lắng suy nghĩ gì như vậy cô cũng không còn cách nào. Hoàng Thiên, không phải anh muốn theo vào sòng bạc luôn đấy chứ? Chỉ có hai người anh và em, Phạm Văn Hồng muốn ra tay với chúng ta thì phải làm thế nào bây giờ? Lâm Ngọc An vẫn rất lo lắng, dù sao thì Phạm Văn Hồng cũng vô cùng hiểm ác, không thể không đề phòng được. Hoàng Thiên không nói gì, anh tính trước tiên xem xét tình huống đã rồi nói, nếu thực sự nghiêm trọng thì gọi người tới giúp cũng không muộn. Rất nhanh, chiếc xe taxi mà Trương Lan Phượng ngồi đã dừng lại ở một nơi cách sòng bạc của Phạm Văn Hồng không xa. Ngay sau đó Trương Lan Phượng xuống xe, đứng một chỗ nhìn căn nhà một tầng đó không chớp mắt, bà ta lấy ra một hộp đồ trang điểm tút tát lại. Sau khi trang điểm xong mới hài lòng đi vào tầng trệt. Hoàng Thiên càng nhìn càng tức giận, Trương Lan Phượng này vẫn còn để bụng tới bạn học cũ của bà ta. Tô mày vẽ mắt, không lẽ vẫn muốn tìm một đoạn tình yêu tuổi xế chiều sao? Đúng là không biết sống chết, không biết nặng nhẹ là gì mà, loại người như Phạm Văn Hồng là loại mà Trương Lan Phượng bà có thể điều khiển được sao? Bị người ta đùa tới chết bà cũng không biết tại sao bà lại chết. Trong lòng Hoàng Thiên âm thầm nghĩ như vậy. Anh cảm thấy người mẹ vợ này của anh thật sự là hết thuốc chữa rồi. Ngọc An, em ngồi trên xe chờ anh. Hoàng Thiên nhẹ giọng nói với Lâm Ngọc An, rồi sau đó đẩy cửa muốn xuống xe. Anh đi làm gì, anh tuyệt đối đừng đi vào, không thì anh gọi người tới giúp đi, bên cạnh Phạm Văn Hồng có thể có rất nhiều người đó. Lâm Ngọc An túm lấy cánh tay Hoàng Thiên, lo lắng nói với Hoàng Thiên. Nhìn thấy vợ mình căng thẳng như vậy, trong lòng Hoàng Thiên rất ấm áp. Lúc này mới cười nhẹ một cái với Lâm Ngọc An, nói, Ngọc An, em yên tâm đi, anh tự biết chừng mực mà. Dứt lời, Hoàng Thiên đóng cửa xe, bước về phía căn nhà kia. Tim Lâm Ngọc An như muốn nhảy lên tới cổ họng, trước đây cô đã biết con trai cả Phạm Văn Hùng của Phạm Văn Hồng, anh ta là một nhân vật không tầm thường ở Bắc Giang, loại người này đều là loại rất nguy hiểm. Nhìn thấy Hoàng Thiên chỉ đi tới trước căn nhà mà không đi vào, trong lòng Lâm Ngọc An mới bình tĩnh một chút. Tất nhiên Hoàng Thiên không thể đi vào tùy tiện như vậy được, loại người như Phạm Văn Hồng thì loại chuyện gì cũng có thể làm ra. Hơn nữa bây giờ Hoàng Thiên đang đơn độc một mình, cũng không biết trong phòng đó rốt cuộc có bao nhiêu người, Hoàng Thiên quyết định cứ nghe trộm trước một chút đã rồi tính tiếp. Căn nhà đó rất nhỏ, tổng cộng chỉ có 2 phòng, cửa sổ cũng đang mở ra, người bên trong nói chuyện thì người bên ngoài có thể nghe được rõ ràng. Ông bạn, anh vội vàng hẹn tôi ra đây như thế này có việc gì sao? Đúng lúc này, trong phòng truyền ra giọng nói của Trương Lan Phượng. Phạm Văn Hồng đang ở trong phòng uống nước trà, lúc này chỉ có một mình ông ta ở đây. Nhìn thấy Trương Lan Phượng tới thật, trong lòng Phạm Văn Hồng rất hưng phấn. Để đối phó với Hoàng Thiên, Phạm Văn Hồng quyết định trước tiên ra tay trên người Trương Lan Phượng. Đối với người mẹ vợ này của Hoàng Thiên, Phạm Văn Hồng vẫn hiểu rất rõ, dù sao trước đây bọn họ cũng từng là bạn học, gần đây lại có tiếp xúc qua lại với nhau. Trong mắt Phạm Văn Hồng, Trương Lan Phượng là người rất dễ lợi dụng. Lần trước ở trang viên sòng bạc, Phạm Văn Hồng để cho con trai Phạm Văn Doãn bày ra khổ nhục kế, vậy mà lại có thể lừa Trương Lan Phượng đến mức xoay vòng vòng, đến cuối cùng Trương Lan Phượng vẫn không nhìn thấu được. Đương nhiên, lần trước Phạm Văn Hồng chỉ muốn để cho Phạm Văn Doãn chiếm đoạt Lâm Ngọc An, nhưng lần này mục tiêu của Phạm Văn Hồng là Hoàng Thiên. Lan Phượng à, cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là rất muốn gặp cậu nên mới hẹn cậu ra ngoài nói chuyện mà thôi. Phạm Văn Hồng đang uống trà, mặt đầy ý cười ra hiệu bảo Trương Lan Phượng ngồi xuống. Trương Lan Phượng ngồi xuống trước mắt Phạm Văn Hồng, cười nói, Phạm Văn Hồng, chuyện lần trước xảy ra ở trang viên sòng bạc anh đừng để trong lòng nha. Con trai anh một lòng muốn cứu tôi và Ngọc An, rất dũng cảm, là do Hoàng Thiên không biết lý lẽ còn đánh con trai ông. Phạm Văn Hồng vừa nghe Trương Lan Phượng nói như thế, trong lòng ông ta càng vui vẻ hơn.
Trong lòng nghĩ cái bà già hổ giấy Trương Lan Phượng này vẫn còn chưa biết đấy là do con trai ông diễn kịch sao. Ha ha, những việc đã qua rồi thì cứ cho qua đi. Lan Phượng, ngày mốt là sinh nhật tôi, cậu có thể dẫn Ngọc An tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi được không? Phạm Văn Hồng cười cười hỏi Trương Lan Phượng. Vậy sao, vậy thì tôi nhất định sẽ tới, anh cứ yên tâm đi, ngày mốt tôi sẽ dẫn Ngọc An cùng tới chúc mừng sinh nhật anh. Hắc hắc, thật ra con trai anh rất tốt. Trương Lan Phượng vừa muốn nói sẽ đá Hoàng Thiên ra ngoài, sau đó sẽ chiêu Phạm Văn Doãn vào cửa làm con rể. Nhưng lại đột nhiên nghĩ tới Hoàng Thiên vẫn còn một căn biệt thự giá trị trên trời nên những lời sau đó bị bà ta gắng gượng nuốt trở về. Nếu bây giờ biệt thự Vân do Hoàng Thiên đứng tên thì tạm thời thật sự không thể làm cho Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ly hôn, dù gì cũng phải thu biệt thự vào tay rồi lại đuổi Hoàng Thiên ra ngoài sau. Bàn tính trong lòng Trương Lan Phượng trỗi dậy, những lời sau đó đều bị bà ta nuốt ngược trở về. Con người Phạm Văn Hồng xoay mấy vòng, cười nói, thằng bé Văn Doãn này rất ưu tú. Nhưng không biết nó có phúc phận được ở cùng với con gái bà không đây. Việc này ấy hả, hắc hắc, sau này hãng nói đi, phải xem duyên phận thế nào đã. Trương Lan Phượng phá lên cười rồi đáp. Hoàng Thiên ở bên ngoài nghe được vô cùng rõ ràng, sắc mặt anh đã vô cùng khó coi rồi. Nghe thấy Phạm Văn Hồng và Trương Lan Phượng không biết xấu hổ mà nói thế, Hoàng Thiên đi tới cửa, đạp cửa ra rồi đi vào. Là cậu, sao cậu lại đến đây? Trương Lan Phượng bị giật mình không nhẹ, lời nói cũng hơi lắp bắp, bây giờ bà ta thật sự rất sợ Hoàng Thiên. Hơn nữa Trương Lan Phượng cũng chột dạ, nhìn sắc mặt giờ phút này của Hoàng Thiên, chắc chắn là đã nghe hết những lời của bà ta và Phạm Văn Hồng rồi. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Hoàng Thiên, trong lòng Trương Lan Phượng rất sợ hãi, bà ta không muốn bị Hoàng Thiên giáo huấn nữa đâu. Phạm Văn Hồng cũng rất kinh ngạc, vốn dĩ ông ta muốn lợi dụng Trương Lan Phượng dẫn Lâm Ngọc An tới buổi tiệc sinh nhật của ông ta. Muốn tùy tiện đùa giỡn Lâm Ngọc An thì chỉ cần bỏ chút thuốc vào rượu của cô ta rồi để cô ta và Phạm Văn Doãn gạo nấu thành cơm là được. Sở dĩ chọn ngày mốt là vì sát thủ Phạm Văn Hùng điều từ Bắc Giang tới đối phó Hoàng Thiên ngày mốt sẽ tới thành phố Bắc Ninh. Như theo kế hoạch của Phạm Văn Hồng thì ngày mốt sẽ để con trai ông ta chiếm trọn được Lâm Ngọc An, sau đó thì là một mũi tên trúng hai đích, đánh Hoàng Thiên tới mức tàn phế. Như vậy thì mới có thể coi như báo thù được, mới có thể hạ được lửa giận trong lòng ông ta. Không thể không thừa nhận, rằng ba cha con nhà họ Phạm đã bị Hoàng Thiên giáo huấn đến mức muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng bây giờ Hoàng Thiên lại như từ trên trời rơi xuống, làm cho Phạm Văn Hồng cảm thấy rất kinh ngạc. May mà vẫn chưa phân phó hành động, vì vậy Phạm Văn Hồng cũng không có gì phải sợ cả. Cậu Hoàng Thiên, sao cậu cũng tới đây thế này? Sau khoảnh khắc kinh ngạc, Phạm Văn Hồng nở một nụ cười cứng ngắc, rón rén tới chào hỏi với Hoàng Thiên. Sợ hãi. Từ tận trong lòng Phạm Văn Hồng vẫn đang sợ hãi Hoàng Thiên, thật sự ông ta đã bị Hoàng Thiên đánh tới nỗi để lại bóng ma tâm lý rồi. Vừa thấy Phạm Văn Hồng ở trước mặt Hoàng Thiên như thế, Trương Lan Phượng thật sự là được mở rộng tầm mắt. Trong lòng bà ta nghĩ đây vẫn là thằng vô dụng Hoàng Thiên trước đây sao? Lại có thể làm cho Phạm Văn Hồng sợ hãi như thế, thật sự là không dám tưởng tượng mà. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, Trương Lan Phượng càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ. Bà ta thật sự không hiểu được tại sao Hoàng Thiên lại xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất đến như vậy. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Phạm Văn Hồng một cái, trong lòng anh rất rõ ràng thứ bại hoại Phạm Văn Hồng này chắc chắn không có ý muốn an phận. Về việc tại sao lại muốn hẹn Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An tham gia tiệc sinh nhật của ông ta, bây giờ Hoàng Thiên vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng mà có thể chắc chắn rằng, Hoàng Thiên anh khẳng định sẽ không để Lâm Ngọc An tham gia loại tiệc tùng này. Phạm Văn Hồng, ông vẫn dám ở lại thành phố Bắc Ninh đấy à? Sắc mặt Hoàng Thiên âm trầm, giọng nói lãnh khốc hỏi Phạm Văn Hồng. Trong lòng Phạm Văn Hồng thầm mắng Hoàng Thiên, sòng bạc ở ngoại ô thành phố Bắc Ninh mỗi ngày thu lợi khả quan như vậy, ông ta làm sao có thể bằng lòng rời khỏi thành phố Bắc Ninh chứ? Cậu Hoàng Thiên, tôi cũng đã nhận trừng phạt đến mức như thế rồi, tại sao cậu lại cứ khăng khăng muốn đuổi tôi đi khỏi đây chứ? Phạm Văn Hồng thật sự là một người có được giãn được. Lão hồ ly này trước mặt Hoàng Thiên lại tỏ ra cực kỳ lo sợ, bây giờ liền giống như một con mèo bệnh vậy. Nhưng Hoàng Thiên không coi Phạm Văn Hồng thành mèo bệnh, con trai cả của lão già này là nhân vật làm mưa làm gió ở Bắc Giang, phải chịu thiệt thòi lớn như thế sao cha con nhà họ Phạm có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Bây giờ hẹn gặp mặt Trương Lan Phượng có thể chính là một âm mưu, chút việc nhỏ này Hoàng Thiên vẫn có thể rõ ràng. Lão già, ông không cần phải giả ngu giả dại trước mặt tôi như thế đâu.
tôi cảnh cáo ông, đừng có mà đi tìm đường chết nữa, đối nghịch với Hoàng Thiên tôi ông sẽ không có kết cục tốt đâu. Sau khi Hoàng Thiên ném ra câu này thì nhìn cũng không thèm nhìn Phạm Văn Hồng một cái, ánh mắt anh rơi trên người Trương Lan Phượng. Con nhìn mẹ như thế làm gì? Nhìn đến mức lông tơ Trương Lan Phượng cũng phải dựng ngược, bà ta lắp ba lắp bắp hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Trương Lan Phượng, nhưng mà anh cũng biết rõ, nếu Trương Lan Phượng biết xấu hổ là gì thì heo mẹ cũng có thể leo cây được rồi. Bà đi ra đây, Hoàng Thiên chỉ Trương Lan Phượng, ý bảo bà ta đi ra cùng. Trương Lan Phượng cũng là một người sĩ diện, đặc biệt là trước mặt con rể mình bà ta vẫn luôn là một bá chủ cường thế, đã lúc nào phải nghe lời Hoàng Thiên đâu. Thấy Hoàng Thiên tùy ý như vậy bảo bà A đi ra ngoài, một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho bà ta, đương nhiên bà ta không đồng ý. Cậu có lầm hay không? Dùng thái độ thế này nói chuyện với tôi sao? Trương Lan Phượng tức điên lên, trừng mắt nói với Hoàng Thiên. Đương nhiên giờ phút này Trương Lan Phượng chỉ là miệng cọp gan thỏ, giả bộ lấy oai, nếu không thì bà ta sẽ mất mặt trước mặt Phạm Văn Hồng mất. Có muốn tôi lôi bà ra ngoài không? Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, lạnh lùng hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng đã lãnh giáo sự lợi hại của Hoàng Thiên từ lâu rồi, bà ta biết Hoàng Thiên chưa bao giờ nói chơi, đã nói được thì sẽ làm được. Nếu thật sự để cho Hoàng Thiên ra tay thì bà ta chỉ có mất mặt thêm mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Lan Phượng chậm rãi đứng dậy, vẫn cố chấp muốn làm ra vẻ một phen, nói, hừ, còn nói tôi đi ra ngoài luôn đấy thì cậu làm gì được tôi. Trương Lan Phượng vừa không kiên nhẫn nói vừa bước ra khỏi phòng. Phạm Văn Hồng cũng không dám cùng đi ra, nhưng mà trong mắt ông ta đều là vẻ hung tàn. Trong lòng nghĩ Hoàng Thiên ơi là Hoàng Thiên, thằng nhóc, mày chờ đấy cho ông, trước tiên cho mày hung hăng ngang ngược thêm mấy ngày, mày chờ đến ngày mốt đi. Có lời gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi còn muốn nói chuyện phiếm với Phạm Văn Hồng nữa. Trương Lan Phượng khoanh tay, sau khi đi ra khỏi nhà gỗ hơn 10 mét thì tức giận hừ một tiếng nói với Hoàng Thiên. Còn muốn nói chuyện phiếm với Phạm Văn Hồng, nói em gái bà chứ nói nữa thì đến Lâm Ngọc An cũng bị lôi vào. Trong lòng Hoàng Thiên rất bực bội, chỉ thẳng vào mũi Trương Lan Phượng quát lên, bà nói cái cọng lông con khỉ ấy. Không có việc gì làm nên kiếm chuyện dẫn sói vào nhà phải không? Tôi nói cho Trương Lan Phượng bà biết, ngày mốt bà muốn đi thì tự mà đi, không được phép dẫn Ngọc An đi. Ây yô, xem cách ăn nói của cậu kìa, tôi hỏi cậu, tôi dân Ngọc An đi tham dự tiệc tùng thì làm sao? Ngọc An là do tôi sinh do tôi dưỡng, tôi dẫn nó đi thì cậu quản được chắc. Trương Lan Phượng giận đùng đùng hét lên với Hoàng Thiên. Thấy cái đức hạnh này của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên thật sự muốn hung hăng đánh cho bà ta một trận. Ngọc An là vợ tôi không cho phép cô ấy đi thì bà không thể dẫn cô ấy đi. Hoàng Thiên lạnh giọng quát. Trương Lan Phượng vừa nghe lời này thì cười nhạo một tiếng, chống nạnh nói, ha ha, tôi biết vì sao cậu không cho Ngọc An đi tham gia tiệc rượu rồi, cậu sợ Ngọc An bị Phạm Văn Doãn câu đi mất phải không? Hừ, chính mình không tin tưởng vợ mình mà còn nghỉ thần nghi quỷ. Coi như là Hoàng Thiên đã rõ ràng rồi, không thể giảng đạo lý với Trương Lan Phượng được, bà già ngu ngốc này là một kẻ dầu muối đều không ăn. Sao lại cãi nhau nữa rồi? Hoàng Thiên, anh đừng kích động như vậy, có gì thì từ từ nói. Lâm Ngọc An xuống xe, đi qua khuyên nhủ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An một cái, tức giận trong lòng cũng tan đi một ít. Lâm Ngọc An lại nhìn Trương Lan Phượng, nói với bà, mẹ nghe lời Hoàng Thiên đi mà, lời của anh ấy sẽ không sai đâu. Thấy Lâm Ngọc An cũng tới, Trương Lan Phượng lại càng hung hăng lên, ít nhất ở trước mặt Lâm Ngọc An, bà ta cảm thấy Hoàng Thiên sẽ không dám làm gì bà ta. Nghe cậu ta, ha ha, cậu ta nghĩ cái gì mẹ rõ ràng nhất, cậu ta chính là sợ con bị Phạm Văn Doãn câu dẫn đi mất. Ngọc An, ngày mốt con chuẩn bị một chút rồi đi tham gia tiệc sinh nhật của Phạm Văn Hồng với mẹ. Trương Lan Phượng lại bày ra vẻ mình là người đứng đầu trong nhà, dùng giọng điệu ra lệnh mà nói với Lâm Ngọc An. Mẹ có thể đừng qua lại với Phạm Văn Hồng nữa được không? Con sẽ không tham gia tiệc tùng gì với mẹ đâu, vậy nhé. Lâm Ngọc An nói xong lập tức kéo Hoàng Thiên lên xe, cô sợ Hoàng Thiên sẽ đánh Trương Lan Phượng nữa mất. Trương Lan Phượng thấy thế thì bắt đầu luống cuống, bà ta đã đồng ý với Phạm Văn Hồng ngày mốt sẽ dẫn Lâm Ngọc An đi cùng rồi, nếu làm không được, bà ta sẽ cảm thấy mình sẽ không còn mặt mũi nào trước mặt Phạm Văn Hồng nữa. Ngọc An, con quay lại cho mẹ. Trương Lan Phượng cuống lên, đuổi theo kéo ai Lâm Ngọc An lại. Hoàng Thiên sớm đã không còn kiên nhẫn với Trương Lan Phượng rồi,
thấy Trương Lan Phượng vẫn cắn mãi không tha, Hoàng Thiên thật sự nhìn không được mà muốn đấm bà ta. Hoàng Thiên, anh đừng làm vậy với mẹ, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Ngọc An cũng nhận ra Trương Lan Phượng chuẩn bị ăn đấm rồi nên cô nhanh chóng nắm chặt tay Hoàng Thiên. Vừa thấy phản ứng của Lâm Ngọc An như vậy, Hoàng Thiên liền hiểu rõ Lâm Ngọc An đang lo lắng điều gì, anh cố kìm nén lại, không đánh Trương Lan Phượng nữa. Trương Lan Phượng, tôi cảnh cáo bà, nếu bà dám dẫn Ngọc An tham gia tiệc sinh nhật chó má gì đấy, tôi sẽ đánh gãy chân bà. Bà muốn đi thì tự mà đi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì đừng khóc lóc cầu xin tôi cứu bà. Hoàng Thiên chỉ vào mũi Trương Lan Phượng của trách. Điều này làm cho Trương Lan Phượng tức điên lên, bị Hoàng Thiên chỉ thẳng mặt mà trách mắng như thế, bà ta tức đến mức sắp điên rồi. Trước đây đều là bà ta làm vậy với Hoàng Thiên, nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt vô cùng sắc bén của Hoàng Thiên như thế, Trương Lan Phượng không dám tiếp tục nói những lời khó nghe nữa, bà ta thật sự bị Hoàng Thiên đánh đến sợ rồi. Hừ, cậu không cho tôi đi, tôi cứ đi. Hơn nữa có thể xảy ra chuyện gì chứ? Phạm Văn Hồng là bạn học cũ của tôi, anh ta có thể ăn thịt tôi chắc. Trương Lan Phượng vẫn u mê không chịu tỉnh mà hừ một tiếng. Hoàng Thiên lười không thèm để ý tới Trương Lan Phượng nữa, người nếu đã muốn chết thì có trời cũng không cản nổi, để bà ta muốn làm gì thì làm cho rồi. Chúng ta đi thôi, Hoàng Thiên dắt Lâm Ngọc An lên xe, lái xe rời khỏi nơi này. Phạm Văn Hồng ở trong phòng híp mắt nhìn hết tất cả. Hung quang trong mắt ông ta túa ra không ngừng. Ông ta hận Hoàng Thiên thấu xương, nhưng cảm thấy Hoàng Thiên nhất định sẽ không đồng ý cho Lâm Ngọc An tham gia tiệc sinh nhật thì kế hoạch của ông ta sợ là phải ngâm nước nóng rồi. Lan Phượng à, đừng chấp nhặt với thằng con rể điên khùng ấy. Ha ha, buổi tiệc ngày mốt cậu dẫn Ngọc An tới được là tốt nhất, nếu không được thì cậu tới một mình là được rồi. Phạm Văn Hồng cười xảo quyệt nói với Trương Lan Phượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy xe của Hoàng Thiên đã đi xa, Trương Lan Phượng lúc này mới tức giận dậm chân một cái, mắng, Văn Hồng, anh nói không sai, Hoàng Thiên này chính là một con chó điên. Anh chờ xem về nhà tôi xử lý nó thế nào. Phạm Văn Hồng cũng biết là Trương Lan Phượng đang mạnh miệng, ông ta thầm nghĩ trong lòng, Trương Lan Phượng vẫn còn muốn xử lý Hoàng Thiên sao? Nếu dám xử lý thì lúc nấy đã xử lý rồi. Ha ha, đúng vậy, Lan Phượng cậu thật lợi hại, tôi đều biết cả. Phạm Văn Hồng cười giả lả. Trương Lan Phượng đảo cặp mắt trắng dã, nói với Phạm Văn Hồng, được rồi anh Văn Hồng, cứ như vậy đi, ngày mốt chúng ta lại liên hệ tiếp. Được, ngày mốt tôi gọi điện cho cậu. Phạm Văn Hồng cười híp mắt nói. Trương Lan Phượng mặt xám mày cho, chặn một chiếc xe taxi lại rồi rời khỏi đây. Sau khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An về đến nhà, Hoàng Thiên cũng không nghĩ thêm về mấy việc đó nữa, anh cũng biết Lâm Ngọc An chắc chắn sẽ nghe lời anh. Sẽ không đi tham gia tiệc sinh nhật gì đó với Trương Lan Phượng. Nhưng Lâm Ngọc An lại cực kỳ lo lắng, cô hiểu rất rõ tính cách của Trương Lan Phượng, bà ta là kiểu người không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, ngày mốt Trương Lan Phượng nhất định sẽ tham gia tiệc sinh nhật. Hoàng Thiên, anh nói xem nếu mẹ thật sự đi tham dự tiệc sinh nhật đó thì phải làm sao đây? Lâm Ngọc An rất không yên tâm mà hỏi Hoàng Thiên. Ha ha, còn có thể như thế nào nữa? Làm không tốt sẽ bị Phạm Văn Hồng bắt lại rồi dùng bà ta tới uy hiếp anh. Hoàng Thiên thản nhiên cười nói. Lâm Ngọc An vừa nghe những lời như vậy, trong lòng hơi lột bột một chút. Bây giờ cô rất tin tưởng Hoàng Thiên, cô biết lời Hoàng Thiên nói hẳn là sẽ không sai. Vậy thì phải làm sao? Hoàng Thiên, chúng ta nghĩ biện pháp ngăn cản không để mẹ tham gia đi. Lâm Ngọc An gấp gáp nói. Em đâu phải không hiểu bà ấy, chúng ta cản được sao? Hoàng Thiên hỏi ngược lại Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cũng rất đau đầu, đối với người mẹ không được bình thường này cô cũng không có cách nào cả. Ngay lúc này Trương Lan Phượng cũng về tới nơi. Trước mặt Phạm Văn Hồng, Hoàng Thiên không chừa cho bà ta chút mặt mũi nào, điều này làm cho Trương Lan Phượng đến bây giờ vẫn nghẹn một bụng lửa giận. Vốn nghĩ muốn đi tìm Hoàng Thiên chút giận, nhưng Trương Lan Phượng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không dám đi. Sau khi về tới phòng mình, Trương Lan Phượng lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin nói chuyện phiếm với Phạm Văn Hồng trên Messenger. Chiều ngày hôm sau khi Hoàng Thiên đang chuẩn bị đi đến công ty đón Lâm Ngọc An tan làm, nhưng cũng ngay lúc này điện thoại của anh lại kêu lên. Nhìn số điện thoại một cái, là Tiêu Tấn gọi tới. Lúc bình thường Tiêu Tấn rất ít khi gọi điện thoại cho Hoàng Thiên biết chắc chắn là Tiêu Tấn có việc quan trọng cần nói. Anh nhanh chóng nhận cuộc gọi. Chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh vừa vội vàng vừa thống khổ của Tiêu Tấn,
anh Hoàng Thiên, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Trái tim Hoàng Thiên chấn động mãnh liệt, với địa vị và năng lực của Tiêu Tấn, nếu không phải gặp phải biến cố to lớn gì thì thái độ của Tiêu Tấn sẽ không như vậy. Xảy ra chuyện gì? Vợ tôi bị xe tông rồi, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Tài xế tông trúng vợ tôi lúc ấy muốn chạy, bị tôi bắt lại rồi. Anh Hoàng Thiên, bây giờ anh qua đây một chút đi, thằng tài xế này có vấn đề rất lớn. Âm thanh trầm thấp của Tiêu Tấn truyền tới. Sau khi Hoàng Thiên hỏi vị trí hiện giờ của Tiêu Tấn thì liên cúp điện thoại, lái xe chạy thẳng đến đó. Dựa theo địa điểm hẹn trước với Tiêu Tấn, Hoàng Thiên nhanh chóng chạy vào trong một căn phòng thuê. Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng khách có vài người đang đứng, toàn bộ là thuộc hạ của Tiêu Tấn. Anh Hoàng Thiên, mấy người thuộc hạ của Tiêu Tấn sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên thì đồng thanh chào hỏi. Hoàng Thiên gật gật đầu rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tiêu Tấn nghe tiếng nên đi ra, vừa nhìn thấy người đến là Hoàng Thiên thì Tiêu Tấn liền thở dài một cách trầm trọng. Tình hình của vợ anh sao rồi? Hoàng Thiên vỗ vai Tiêu Tấn, biểu thị ý an ủi. Tình hình rất không tốt, hai chân đều bị tông gãy hết, có thể giữ lại được không còn khó mà nói được. Tiêu Tấn rít một hơi thuốc thật mạnh, phiền muộn nói. Hoàng Thiên có thể từ ánh mắt Tiêu Tấn mà nhận ra được Tiêu Tấn vẫn còn rất yêu vợ anh ta, thần sắc đau lòng giờ khắc này của anh ta tuyệt đối không phải là giả vờ. Anh nói thằng tài xế kia có vấn đề, lẽ nào là nó cố ý tông vào vợ anh sao? Hoàng Thiên hỏi Tiêu Tấn. Tiêu Tấn nghe xong thì lập tức cắn chặt răng, trên mặt toàn bộ là sự giận dữ. Đúng vậy, thằng đó thật sự là nhắm vào tôi và vợ tôi, đột nhiên tăng tốc độ đâm vào chúng tôi. Tiêu Tấn nhớ lại tình huống lúc đó, tiếp tục hung hăng nói, lúc đó tôi phản ứng nhanh nhảy ra khỏi xe, nhưng vợ của tôi thì... Nhìn thấy bộ dáng đau đớn thống khổ như vậy của Tiêu Tấn, trong lòng Hoàng Thiên bỗng thấy rất hỗn loạn. Từ trước đến nay Tiêu Tấn đều vô cùng trung thành và tận tâm với Hoàng Thiên, chỉ cần Hoàng Thiên ra lệnh một tiếng thì từ trước giờ Tiêu Tấn đều là người xông lên đầu tiên. Bây giờ vợ của Tiêu Tấn gặp tai nạn xe, hơn nữa rõ ràng là có người cố ý báo thù mới tông vào, Hoàng Thiên cũng không kìm được lửa giận trong lòng. Thằng tài xế đó đang ở đâu? Hoàng Thiên hỏi Tiêu Tấn. Đang trong phòng ngủ, thằng đó sống chết gì cũng không chịu thừa nhận. Tiêu Tấn chỉ vào phòng ngủ, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không nói gì thêm nữa, khoanh tay đi vào phòng ngủ. Tiêu Tấn cũng đi vào cùng, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại. Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, chỉ thấy một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang ngồi trên giường, tên đó trông mỏ nhọn hàm khỉ, hai mắt xoay chuyển láo liên, vừa nhìn liền biết là loại trong lòng hay mưu tính chuyện xấu. Hai thuộc hạ của Tiêu Tấn đang đứng trong phòng canh chừng tên đàn ông mỏ nhọn đó. Nhìn thấy Hoàng Thiên đi vào. Tên đàn ông mỏ nhọn không tự chủ mà đánh giá một vòng trên người Hoàng Thiên, nhưng một câu cũng không nói. Hoàng Thiên cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm tên đàn ông mỏ nhọn đó. Mười mấy giây sau, tên đàn ông mỏ nhọn đó liền bị nhìn tới mức trong lòng bắt đầu hoảng hốt, bởi vì giờ phút này trên người Hoàng Thiên phát ra khí chàng cường đại, làm cho tên đàn ông mỏ nhọn hơi không thở nổi. Mày nhìn gì mà cứ nhìn chằm chằm tao vậy? Tên đàn ông mỏ nhọn làm ra vẻ không vui. Trừng mắt hỏi Hoàng Thiên. Bốp! Một người thuộc hạ của Hoàng Thiên không nói hai lời liền văng cho tên đàn ông mỏ nhọn một bạt tai, nói, ăn nói với anh Hoàng Thiên như thế hả? Mày nói lại một lần nữa cho tao nghe thử coi. Đánh cho tên đàn ông mỏ nhọn phải trợn tròn mắt, anh ta hung hăng mà trừng người thuộc hạ của Tiêu Tấn một cái, nhưng cũng không dám hé răng nói lời nào. Hoàng Thiên nhìn người vẫn rất chuẩn. Chỉ trong giây phút tiếp xúc ngắn ngủi anh đã nhìn ra được người đàn ông mỏ nhọn này thuộc về loại lưu manh, không phải dễ đối phó như vậy. Ai cử mày tới? Lúc Hoàng Thiên mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng tên mỏ nhọn, âm thanh lạnh lùng hỏi. Tên mỏ nhọn hừ một tiếng, quái gở nói với Hoàng Thiên, hừ hừ, tao nói chứ, có phải bọn mày ai cũng có tật xấu gì không? Tao đều đã nói trăm lần rồi, tao mới biết lái xe, nhầm phanh xe thành chân ga, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mày vẫn không chịu thành thật đúng không? Tiêu Tấn cũng nổi giận, đi qua nắm cổ áo của tên đàn ông mỏ nhọn, chuẩn bị dạy dỗ lại thằng này một chút. Tên đàn ông mỏ nhọn bày ra một bộ dáng, lợn chết không sợ nước sôi, mắt lạnh nhìn Tiêu Tấn nói, ha ha, có ngon thì mày đánh chết tao đi. Đánh chết tao thì mày cũng phải ngồi tù ăn đạn thôi. Mày cho rằng tao không dám đánh chết mày à? Tiêu Tấn quát gầm lên rồi xoay cổ tay muốn giáo huấn tên đàn ông mỏ nhọn. Tên đàn ông mỏ nhọn cũng hơi hoảng sợ, nhưng tên này vẫn còn muốn mạnh miệng, nói với Tiêu Tấn, tùy mày.
hơn nữa dù ông đây có tông vợ mày thì đã làm sao? Tự khắc sẽ có cảnh sát giao thông đến giải quyết, mày bắt nhốt tao ở đây là muốn làm gì? Thấy tên này vẫn còn nói năng hùng hồn như vậy, Tiêu Tấn thật sự là tức đến điên lên, nhưng không đánh qua mà lúc này lại rút một con dao rêu tên đàn ông mỏ nhọn chấn động, sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút. Hoàng Thiên biết tính tình của Tiêu Tấn, dưới cơn thịnh nộ anh ta thật sự có thể đâm cho tên mỏ nhọn này một dao. Vì vậy Hoàng Thiên ngăn Tiêu Tấn lại, Hoàng Thiên nhìn tên đàn ông mỏ nhọn nói, tao cũng không muốn tranh cãi vô ích với mày, nếu mày đã muốn ăn đau ăn khổ thì Hoàng Thiên tao nhất định sẽ cho mày toại nguyện. Nhưng mà tao khuyên mày, tốt nhất mày vẫn nên thành thật khai ra ai là người phái mày lái xe tông vợ Tiêu Tấn đi. Tên đàn ông mỏ nhọn sợ sệt mà nhìn Hoàng Thiên một cái, trong lòng anh ta vẫn còn rất hoảng loạn. Mấu chốt là Hoàng Thiên không giống với những người khác, khi đứng trước mặt tên đàn ông mỏ nhọn, chỉ cần phần khí chàng cường đại đó thôi đã có thể làm cho tên đàn ông mỏ nhọn cảm thấy bị áp bách mạnh mẽ. Tao không biết mày đang nói khùng nói điên gì cả, không có ai sai xử tao, là do tao không cẩn thận mới tông vào vợ nó. Tên đàn ông mỏ nhọn bày ra bộ dạng không kiên nhẫn, giống to lên với Hoàng Thiên. Thật đúng là tức chết tao mà, Tiêu Tấn nhịn không nổi nữa. Đi qua muốn cho tên đàn ông mỏ nhọn một bài học nhớ đời. Hoàng Thiên đi tới khoát khoát tay với Tiêu Tấn, ý bảo anh ta đừng động thủ. Lạnh lùng nhìn tên đàn ông mỏ nhọn, trong lòng Hoàng Thiên đã có chút tính toán rồi. Cho dù là mày không nói, tao cũng có thể đoán ra được ai là người sai khiến mày. Là Phạm Văn Hùng, phải không? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi tên đàn ông mỏ nhọn. Tên đàn ông mỏ nhọn không hé răng nhưng thân thể lại khe khẽ chấn động một chút. Thấy phản ứng của tên mỏ nhọn như thế, trong phút chốc Hoàng Thiên đã biết rõ bản thân mình đoán không sai chút nào, thật sự là do Phạm Văn Hùng phái tới. Ngày hôm qua Tiêu Tấn mang theo người hộ tống Hoàng Thiên cùng nhau đến bữa tiệc cam go ấy, cùng với lúc Hoàng Thiên đang ngược đãi Phạm Văn Hùng thì Tiêu Tấn cũng dẫn người dạy dỗ mười mấy thuộc hạ của Phạm Văn Hùng. Vì vậy Phạm Văn Hùng cũng hận luôn Tiêu Tấn, chỉ là Hoàng Thiên không ngờ rằng động tác báo thù của Phạm Văn Hùng lại nhanh như vậy. Tên đàn ông mỏ nhọn này không quá giỏi ngụy trang, mặc dù miệng anh ta không thừa nhận nhưng biểu tình của anh ta đã hoàn toàn bán đứng anh ta rồi. Hoàng Thiên nhìn một cái thì đã hiểu bản thân anh đoán không sai chút nào, tên đàn ông mỏ nhọn này thật sự là do Phạm Văn Hùng phái tới. Phạm Văn Hùng, mày được lắm, cũng đủ độc ác, vậy mà lại muốn dùng xe tông chết Tiêu Tấn. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ tới những điều đó, cơn tức giận của anh cũng đè xuống không nổi nữa rồi. Tiêu Tấn là anh em tốt của anh. Vợ của anh em mình bây giờ đang nằm trong bệnh viện, hai chân có thể giữ lại được không còn chưa biết. Mà sở dĩ bị biến thành như vậy, tất cả đều là do Tiêu Tấn làm việc cho anh nên mới rơi vào kết cục thế này. Nếu Hoàng Thiên không báo mối thù này cho Tiêu Tấn thì anh cũng không thể ăn nói với chính mình được. Vẫn không chịu nói đúng không? Hoàng Thiên không kiên nhẫn nữa, lập tức túm lấy cổ áo tên đàn ông mỏ nhọn. Tên đàn ông mỏ nhọn cũng không còn kiêu ngạo như trước được nữa. Lúc đối mặt với Hoàng Thiên, trong ánh mắt anh ta rõ ràng có một tia hoảng loạn. Không, tao không quen biết Phạm Văn Hùng gì cả, càng không biết mày đang nói gì. Tên đàn ông mỏ nhọn như đã hạ quyết tâm, trừng mắt nói với Hoàng Thiên. Được, mày cũng có khí phách lắm. Hoàng Thiên lãnh khốc nói, sau đó nói với Tiêu Tấn, giao cho anh đấy, oan có đầu nợ có chủ, thằng này lái xe tông vợ anh bị thương, anh muốn xử lý nó thế nào thì cứ xử lý như thế. Hiểu rồi. Tiêu Tấn không kìm được tức giận mà đáp, anh ta đi qua túm lấy tóc của tên đàn ông mỏ nhọn. Tên đàn ông mỏ nhọn này cũng rất có cá tính, anh ta để một đầu tóc dài ngang vai, nhưng lần này thì thảm rồi, anh ta bị bàn tay to của Tiêu Tấn túm chặt, đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Ây ai mày làm gì vậy? Mày đây là xâm phạm nhân quyền, tao muốn tố cáo mày. Tên đàn ông mỏ nhọn a a a kêu to vì đau, tóc bị Tiêu Tấn túm rụng từng mảng lớn. Xâm phạm nhân quyền. Con mẹ mày, mày tông xe gãy hai chân vợ tao thì tính sao? Tiêu Tấn phân nộ hét lên, hung hăng đấm vài quyền vào ngay mũi của tên đàn ông mỏ nhọn đó. Lại nhìn tên đàn ông mỏ nhọn, toàn mặt đã toàn là máu, khuôn mặt anh ta nào chịu được quả đấm như thép của Tiêu Tấn chứ? Con mẹ mày thằng mọi dợ, tên mỏ nhọn run rẩy chửi bới, vẫn còn tỏ vẻ bất bình không phục. Đâm tên đàn ông mỏ nhọn. Hoàng Thiên nhanh chóng cản Tiêu Tấn lại. Anh biết con người dưới cơn phẫn nộ có thể làm ra bất cứ việc gì, tuyệt đối không thể để Tiêu Tấn giết chết tên đàn ông mỏ nhọn này được. Dù sao Tiêu Tấn cũng chỉ là một kẻ lăn lộn trong giang hồ, nếu như thật sự giết người thì cũng không thoát khỏi cảnh tù tội. Còn nữa,
Hoàng Thiên vẫn muốn chuyện của Phạm Văn Hùng ra từ trong miệng tên đàn ông mỏ nhọn này. Anh Hoàng Thiên, anh đừng cản tôi phải làm thịt thằng bại hoại này. Con người Tiêu Tấn đều đỏ cả lên, nhưng mà anh ta nhìn về phía Hoàng Thiên chớp chớp mắt, ý bảo bản thân mình sẽ không xúc động như vậy đâu, chỉ là dọa tên đàn ông mỏ nhọn một chút để anh ta thành thật khai báo thôi. Lúc này Hoàng Thiên mới yên tâm, nhưng mà anh cũng sợ tên đàn ông mỏ nhọn này sẽ lại tìm đường chết, chọc cho Tiêu Tấn dưới cơn tức giận thọc một dao, vậy thì xong đời rồi. Để tôi đi, Hoàng Thiên kéo Tiêu Tấn ra sau người mình, sau đó nói với hai tên thuộc hạ của Tiêu Tấn, tìm cho tôi một sợi dây thừng đi. Vâng, hai tên thuộc hạ đi tìm dây thừng, sau đó Hoàng Thiên bảo bọn họ cột hai tay của tên đàn ông mỏ nhọn lại. Mày muốn làm gì? Tên đàn ông mỏ nhọn sợ hãi nhìn Hoàng Thiên hỏi. Không phải là mày không chịu nói sao? Tao sẽ treo mày lên cho đến khi mày nói mới thôi. Hoàng Thiên nói rồi mở cửa sổ của phòng ngủ ra, ý bảo hai tên thuộc hạ của Tiêu Tấn lôi tên đàn ông mỏ nhọn tới cửa sổ. Trong tiếng hét thất thanh của tên đàn ông mỏ nhọn, anh ta đã bị treo lên ngoài cửa sổ, bị một sợi dây thừng treo lên giữa không trung, thân thể kề sát vào vách tường. Độ cao mười mấy tầng, vừa nhìn xuống phía dưới một cái, tên đàn ông mỏ nhọn trong phút chốc đã bị dọa đến tiểu ra quần. Một đầu khác của dây thừng được một người khác giữ, chỉ cần đối phương buông tay anh ta sẽ rơi xuống, tan xương nát thịt. Cho dù không rơi xuống thì trong thời gian dài hai cổ tay cũng sẽ tàn phết đi. Nghe thấy âm thanh run rẩy của tên đàn ông mỏ nhọn, Hoàng Thiên nghi ngờ tên này thật sự mắc chứng sợ độ cao, không thì sao lại bị dọa thành bộ dáng đó chứ. Kéo hắn vào đi, Hoàng Thiên lệnh cho hai thuộc hạ của Tiêu Tấn. Hai tên thuộc hạ kéo tên đàn ông mỏ nhọn vào, anh ta như một con chó chết ngã nhào trên mặt đất. Mồ hôi lạnh của tên đàn ông mỏ nhọn ướt đẫm toàn thân, trong lòng mắng thầm Hoàng Thiên vô cùng biết cách tra tấn người khác. Đã chịu nói thì phải nói ra hết. Nếu mày còn dám ôm mộng qua loa cho thoát nạn thì tao lập tức sẽ ném mày xuống đây. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Tên đàn ông mỏ nhọn nhìn sắc mặt lãnh khốc của Hoàng Thiên, anh ta cảm thấy Hoàng Thiên khẳng định không phải đang dọa anh ta. Được rồi tao nói, tao thật sự là được Phạm Văn Hùng phái tới, chính là phải lái xe đâm chết Tiêu Tấn rồi giả thành một vụ tai nạn giao thông. Tên đàn ông mỏ nhọn nói với Hoàng Thiên. Còn gì nữa không, mày còn biết gì thì nói ra hết đi. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Lên đàn ông mỏ nhọn lau đi mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên, Phạm Văn Hùng chuẩn bị điều sát thủ từ Bắc Giang đến, muốn lấy mạng mày. Sát thủ. Hoàng Thiên nghe xong thì trong lòng chấn động, cái này thì anh thật sự không biết, cũng không biết tin tức này có đáng tin không. Sát thủ khi nào thì tới? Hoàng Thiên lấy lại tinh thần, hỏi tên đàn ông mỏ nhọn. Tên đàn ông mỏ nhọn lắc đầu nhẹ một cái, nói với Hoàng Thiên, cái này thì tao không biết, nhưng mà có thể là sẽ rất nhanh. Trước mắt Phạm Văn Hùng vẫn còn ở thành phố Bắc Ninh, chính là ở đây để chờ sát thủ tới, muốn kết thúc tính mạng mày. Sắc mặt Hoàng Thiên rất âm trầm, bây giờ anh cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ quyết đoán. Ngày hôm qua trong ghế lô của quán rượu nên hoàn toàn phế Phạm Văn Hùng đi mới đúng. Anh Hoàng Thiên, phải xử lý tên này thế nào? Tiêu Tấn hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Tiêu Tấn, cảm thấy lửa giận của Tiêu Tấn vẫn chưa tan hết. Vì vậy Hoàng Thiên chỉ tên đàn ông mỏ nhọn rồi nói với Tiêu Tấn, tên này giao cho anh, dạy dỗ một trận rồi thôi, tôi không hy vọng anh dính tới mạng người và tòa án. Tôi biết rồi anh Hoàng Thiên, Tiêu Tấn đáp ứng, anh ta cũng biết Hoàng Thiên là vì tốt cho anh ta, vì vậy trong lòng vẫn rất cảm động. Bây giờ trong lòng Hoàng Thiên đã có tính toán, vì vậy cũng không ở lại đây nữa, anh bước nhanh ra khỏi phòng trọ. Vừa mới tới dưới lầu Hoàng Thiên liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che đang đậu ở chỗ này. Khi đi qua chiếc xe có rèm che thì cửa xe mở ra, từ bên trong có một người bước ra. Cậu chủ! Hoàng Thiên nhìn tên đàn ông trước mặt này một cái, đúng là Vũ Thanh. Thật là không nghĩ tới Vũ Thanh vậy mà lại xuất hiện ở đây, đây thật là điều Hoàng Thiên không ngờ tới. Sao anh lại ở đây? Hoàng Thiên hỏi Vũ Thanh. Lên xe rồi nói. Vũ Thanh mở cửa xe mời Hoàng Thiên lên. Sau khi Hoàng Thiên lên xe thì Vũ Thanh cũng lên sau, anh ta nghiêm túc nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, thật ra tôi một đường theo cậu tới đây, tôi có một việc quan trọng muốn nói với cậu. Ừ, nói đi Vũ Thanh. Hoàng Thiên gật đầu, anh cũng rõ ràng việc Vũ Thanh muốn nói chắc chắn không phải chuyện nhỏ, nếu không thì Vũ Thanh cũng sẽ không đích thân đi một chuyến thế này. Vũ Thanh nghĩ nghĩ rồi nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, hiện tại có một nhóm sát thủ muốn lấy mạng cậu. Sao? Trong lòng Hoàng Thiên chấn động mãnh liệt, xem ra chuyện tên đàn ông mỏ nhọn nói là thật rồi,
đến cả Vũ Thanh cũng giúp chứng thực. Đối với năng lực tình báo của Vũ Thanh, không ở Chu gia nhưng lại được quốc gia chiêu mộ, anh ta và thuộc hạ hơn 100 người đã trở thành tổ chức thần bí làm việc vì quốc gia rồi. Là sát thủ do Phạm Văn Hùng tìm tới. Hoàng Thiên dừng một chút rồi hỏi Vũ Thanh. Chu Tửu lắp bắp kinh ngạc, anh ta không nghĩ tới Hoàng Thiên vậy mà đã biết việc này rồi. Cậu chủ cậu được đấy, xem ra về sau tôi có thể nhẹ nhàng hơn một chút rồi, ha ha. Vũ Thanh cười to một trận. Hoàng Thiên cũng cười, anh rất rõ ràng sở dĩ Vu Tử ở lại thành phố Bắc Ninh lâu như vậy chính là để âm thầm bảo vệ anh, nếu không phải như thế thì cũng không vấn luôn xuất hiện tại thời khắc nguy hiểm. Cậu chủ, tôi nhiều nhất là có thể ở lại thành phố Bắc Ninh nửa tháng nữa. Đợi sau khi tôi đi rồi thì cậu phải cẩn thận mọi việc. C đặc biệt là người phụ nữ bên cạnh ông chủ, cậu phải đề cao cảnh giác. Vũ Thanh vô cùng nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên gật đầu, Vũ Thanh thật sự rất trung thành với anh, trong lòng anh cũng nóng lên. Yên tâm đi, người phụ nữ đó vẫn không có bản lĩnh đến mức có thể lấy được mạng tôi đâu. Hoàng Thiên cười khổ một chút, lại nhớ về chuyện cũ. Vũ Thanh không muốn nhắc đến đề tài làm cho Hoàng Thiên không vui, anh ta nghĩ nghĩ rồi nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, tôi đã điều tra kỹ càng rồi, cha của Phạm Văn Hùng ngày mai bao khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật, thật ra tiệc gì đó là giả, muốn ra tay với vợ và mẹ vợ của cậu mới là thật. Mục tiêu cuối cùng vẫn là cậu. Hoàng Thiên híp mắt lại, ánh sáng lạnh trong mắt bắn ra bốn phía, anh đã có biện pháp ứng phó rồi. Người mẹ vợ không bớt lo của tôi kia ngày mai có thể sẽ thật sự đi tham gia tiệc sinh nhật. Hoàng Thiên nhìn Vũ Thanh nói. Ha ha, đấy là việc nhà của cậu chủ, tôi không nên nói tới thì hơn. Nhưng cậu nhắc tới mẹ vợ cậu thì tôi cũng muốn nói vài câu, người mẹ vợ đó của cậu đúng là thiếu đòn. Vũ Thanh cười ha ha nói với Hoàng Thiên. Hết cách rồi, ai kêu tôi lại treo mình lên một cái cây như người mẹ vợ này chứ? Thôi nói chuyện chính đi, nếu Phạm Văn Hùng đã muốn tìm chết như vậy thì đương nhiên tôi phải tác thành cho hắn rồi. Hoàng Thiên nói. Vũ Thanh mỉm cười nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, cậu chuẩn bị đối phó với Phạm Văn Hùng thế nào? Ngày mai tôi mang theo nhiều người một chút, trực tiếp diệt Phạm Văn Hùng luôn là được. Hoàng Thiên đáp. Vũ Thanh lắc lắc đầu, nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, cậu có điều chưa biết rồi, lần này Phạm Văn Hùng chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hơn nữa sát thủ mà hắn điều tới từ Bắc Giang tối hôm nay là tới thành phố Bắc Ninh rồi, toàn bộ đều là sát thủ chuyên nghiệp đã trải qua huấn luyện đặc thù. Lợi hại như vậy sao? Hoàng Thiên nhíu mày hỏi Vũ Thanh. Đương nhiên, nếu chỉ là vài tên lưu manh bình thường thì tôi căn bản không cần phải ra mặt, vài tên thuộc hạ của Lão Việt là có thể giúp thiếu gia giải quyết gọn rồi. Nhưng lần này không được, những sát thủ chuyên nghiệp này thuộc hạ của Lão Việt căn bản không giải quyết được. Vũ Thanh vô cùng nghiêm túc nói. Hoàng Thiên biết Vũ Thanh sẽ không nói bừa, nếu Vũ Thanh đã nói như thế thì chắc chắn còn nghiêm trọng hơn so với thế này nữa. Được rồi, vậy anh nói thử xem phải làm sao bây giờ. Hoàng Thiên hỏi ý kiến Vũ Thanh. Vũ Thanh đã sớm bố trí xong, anh ta cười cười với Hoàng Thiên, nói, khách sạn mà Phạm Văn Hồng thuê tôi đã điều tra kỹ rồi. Cậu chủ nếu có hứng thú thì bây giờ chúng ta qua đó một chuyến. Được, Hoàng Thiên gật gật đầu. Vũ Thanh không nói hai lời, khởi động xe trực tiếp chở Hoàng Thiên đi đến khách sạn cao cấp đó. Sau khi vào khách sạn, Vũ Thanh trực tiếp gọi ông chủ ra. Ông chủ vừa nhìn Vũ Thanh một cái liền cảm thấy có một cỗ áp lực mạnh mẽ, làm trong lòng ông ta phát lạnh. Điều này cũng rất bình thường, Vũ Thanh đã giết bao nhiêu người cơ chứ, trên người tự nhiên cũng sẽ phát ra một cỗ sát khí vô hình, đây là điều những người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Ông chính là ông chủ. Đúng vậy. Tìm một chỗ nói chuyện đi. Vũ Thanh nói xong thì tùy tiện túm ông chủ vào một căn phòng. Ông chủ khách sạn cũng không dám làm ra chút phản kháng nào. Sau khi vào phòng thì quy quy củ củ đứng một bên chờ Hoàng Thiên và Vũ Thanh hỏi. Hoàng Thiên ngồi trên ghế còn Vũ Thanh lại đứng bên cạnh Hoàng Thiên. Lúc này ông chủ khách sạn mới phát hiện thì ra Hoàng Thiên mới là người định đoạt, ông ta nhanh chóng cúi đầu khom lưng nói với Hoàng Thiên, vị khách này có gì dặn dò sao? Anh chỉ cần mở miệng là được rồi. Có Vũ Thanh ở đây tự nhiên không cần Hoàng Thiên phải lo những việc này, lúc này Hoàng Thiên nhìn Vũ Thanh một cái. Vũ Thanh hiểu rõ. Hỏi ông chủ khách sạn, có phải có một người tên Phạm Văn Hồng ngày mai muốn bao hết khách sạn của ông tổ chức tiệc không? Đúng đúng đúng, đúng là có chuyện này. Ông chủ khách sạn nơm nớp lo sợ trả lời. Vậy thì tốt, chúng tôi có vài người muốn ẩn úp trước ở khách sạn của ông có thể phối hợp không? Vũ Thanh nhìn chằm chằm ông chủ khách sạn hỏi. Ông chủ khách sạn đã bị dọa tới ngốc luôn rồi,
ông ta vô thức cảm thấy Vũ Thanh không phải người bình thường, còn muốn phái người ẩn nấp ở khách sạn. Không lẽ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì sao? Càng nghĩ càng sợ, ông chủ khách sạn qua một lúc lâu cũng không nói gì. Tôi đây không phải là đang thương lượng với ông, tối nay người của tôi sẽ đến đây ẩn núp trước. Nếu ông tiết lộ chuyện này với Phạm Văn Hồng thì hãy cẩn thận cái mạng ông đấy. Vũ Thanh cảnh cáo ông chủ này, ông chủ khách sạn nơm nớp lo sợ trả lời. Vậy thì tốt, chúng tôi có vài người muốn ẩn úp trước ở khách sạn của ông có thể phối hợp không? Vũ Thanh nhìn chằm chằm ông chủ khách sạn hỏi. Ông chủ khách sạn đã bị dọa tới ngốc luôn rồi, ông ta vô thức cảm thấy Vũ Thanh không phải người bình thường, còn muốn phái người ẩn nấp ở khách sạn. Không lẽ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì sao? Càng nghĩ càng sợ, ông chủ khách sạn qua một lúc lâu cũng không nói gì. Tôi đây không phải là đang thương lượng với ông, tối nay người của tôi sẽ đến đây ẩn núp trước. Nếu ông tiết lộ chuyện này với Phạm Văn Hồng thì hãy cẩn thận cái mạng ông đấy. Vũ Thanh cảnh cáo ông chủ vợ chồng Tiêu Tân gặp phải tai nạn xe cộ, đây chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, không diệt trừ nhà họ Phạm này thì về sau vĩnh viễn sẽ không có ngày an ổn. Trong lòng nghĩ những việc này, Hoàng Thiên ngồi trên xe của Vũ Thanh về tới chỗ anh đậu xe. Vũ Thanh nói thêm với Hoàng Thiên vài câu nữa rồi mới lái xe rời khỏi nơi này. Hoàng Thiên leo lên xe của mình, lái xe trở về biệt thự Hải Hoa. Lâm Ngọc An đang ở trong phòng, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Cô quá hiểu Trương Lan Phượng, cô biết nếu làm không tốt thì ngày mai Trương Lan Phượng sẽ đi tham gia tiệc sinh nhật. Mà Hoàng Thiên lại không biết đã đi đâu rồi, hình như lúc đi còn rất vội vàng, điều này làm Lâm Ngọc An càng thêm lo lắng. Đang định gọi điện cho Hoàng Thiên hỏi thử thì Hoàng Thiên liền về rồi. Hoàng Thiên, không sao chứ? Lâm Ngọc An đứng lên nghênh đón, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói việc Tiêu Tân gặp tai nạn xe cộ, anh sợ Lâm Ngọc An sẽ lo lắng. Vợ chồng hai người ngồi trong phòng nói chuyện vài câu, tới tối rồi thì lên giường nghỉ ngơi. 9 giờ sáng ngày hôm sau Trương Lan Phượng đã tới phòng của Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An gõ cửa. Sau khi Hoàng Thiên mở cửa phòng thì thấy sắc mặt Trương Lan Phượng rất khó coi, trong lòng Trương Lan Phượng bây giờ rất hỗn loạn. Thực ra Trương Lan Phượng cũng phải căng ra đầu mãi mới dám đến đây gõ cửa, hôm nay bà ta trang điểm rất xinh đẹp, chính là một lòng muốn đi tham gia tiệc sinh nhật của Phạm Văn Hồng. Ngày hôm qua đã mạnh miệng nói ra, đồng ý với Phạm Văn Hồng sẽ dẫn Lâm Ngọc An cùng đi rồi, vì vậy bà ta mới phồng gan lên đi qua gọi Lâm Ngọc An. Ngọc An đâu? Trương Lan Phượng thò đầu vào phòng ngó nghiêng, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không để ý tới Trương Lan Phượng. Nếu không phải hôm qua đã quyết định sẽ đi tham gia tiệc sinh nhật thì Hoàng Thiên đã sớm đuổi Trương Lan Phượng ra ngoài rồi. Thấy Hoàng Thiên lại không dạy dỗ bà ba, trong lòng Trương Lan Phượng mừng thầm, lòng nghĩ Hoàng Thiên thay đổi chủ ý rồi sao? Có thể để Ngọc An đi cùng bà rồi à? Ngọc An ơi, Ngọc An, con mau mau thay quần áo đi cùng mẹ đi. Trương Lan Phượng nhìn thấy Lâm Ngọc An thì lập tức hô lên. Lâm Ngọc An căn bản không muốn đi, thấy Trương Lan Phượng vẫn còn tới gọi cô. Trong lòng cô thật sự vô cùng căng thẳng. Nếu chọc giận Hoàng Thiên thì Trương Lan Phượng có thể lại bị đánh nữa đó. Mẹ, ngày hôm qua không phải đã nói rõ rồi sao? Con không đi đâu, mẹ cũng đừng đi. Lâm Ngọc An nói với Trương Lan Phượng. Cái con bé này thật là, hôm qua mẹ đã đồng ý với chú Phạm Văn Hồng của con rồi, con không thể cho mẹ chút mặt mũi được sao? Trương Lan Phượng rất không vui nói. Lâm Ngọc An thật sự là phiền muốn chết, cô nói với Trương Lan Phượng, mẹ. Con đã nói với mẹ rồi, Phạm Văn Hồng đó không phải loại người tốt lành gì đâu, mẹ không thể cách ông ta xa một chút à. Lời này làm cho Trương Lan Phượng đỏ mặt tía tai, bà ta không nghĩ Phạm Văn Hồng là người xấu. Con muốn chọc tức mẹ đúng không? Sao có thể tin lời nói sằng nói bậy của Hoàng Thiên mà xem người tốt thành người xấu chứ? Trương Lan Phượng giận đùng đùng nói. Nhưng cô cảm thấy có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, bây giờ Trương Lan Phượng đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Ngọc An, nếu đã nói như vậy rồi thì anh đi cùng em. Hoàng Thiên đột nhiên nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An kinh hãi, đời nào cô có thể nghĩ tới việc Hoàng Thiên sẽ đồng ý đi cùng cô được chứ? Hoàng Thiên, anh nghiêm túc đấy à? Lâm Ngọc An không dám tin mà hỏi Hoàng Thiên. Ừ, không cần dối đâu, anh đi cùng em, không sao đâu. Hoàng Thiên gật gật đầu. Lâm Ngọc An lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù không biết nguyên nhân trong chuyện này nhưng nếu Hoàng Thiên chịu đi cùng cô thì đương nhiên cô rất yên tâm rồi. Thế này cũng có thể khỏi cãi nhau với Trương Lan Phượng, vậy là Lâm Ngọc An liền quyết định đi cùng với Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng cảm thấy rất ngạc nhiên,
bà ta không ngờ rằng Hoàng Thiên sẽ có thay đổi lớn như vậy, thuận lòng đồng ý, lại còn muốn đi cùng Lâm Ngọc An nữa chứ. Mặc dù Trương Lan Phượng không muốn dẫn Hoàng Thiên theo, nhưng nếu Hoàng Thiên không đi thì chắc chắn Lâm Ngọc An cũng sẽ không đi, vì vậy Trương Lan Phượng cũng đành cam chịu. Sau khi ra khỏi nhà, Hoàng Thiên lái xe đi thẳng đến khách sạn cao cấp ngày hôm qua. Trong lòng Trương Lan Phượng rất buồn bực, bà ta chưa nói với Hoàng Thiên là đi đâu, sao Hoàng Thiên đã biết rồi? Cậu biết địa điểm Phạm Văn Hồng tổ chức tiệc sinh nhật sao? Trương Lan Phượng hiếu kỳ hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười lạnh một cái, nói với Trương Lan Phượng, đâu chỉ biết địa chỉ, Phạm Văn Hồng chuẩn bị bắt bà lại, chuẩn bị xuống tay với Ngọc An, chuẩn bị giết chết tôi, những thứ này tôi đều biết cả. Cậu lại ăn nói hàm hồ gì thế? Sao có thể thế được chứ? Giọng điệu Trương Lan Phượng không tốt lành gì mà nói với Hoàng Thiên. Có phải là nói bậy không thì hôm nay sẽ rõ thôi. Nếu tôi mà nói đúng thì sau này bà đừng gây rắc rối rồi đem về nhà nữa, ok. Hoàng Thiên không nóng không lạnh nói với Trương Lan Phượng. Ý của cậu là tôi đi ra ngoài gây chuyện phải không? Vậy thì cậu nói thử xem thôi đã gây ra họa gì chứ? Tham gia một bữa tiệc sinh nhật thì hại được cái gì? Trương Lan Phượng vẫn còn rất không phục mà chất vấn Hoàng Thiên. Bà câm miệng cho tôi không muốn tranh luận với bà những chuyện này. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Trương Lan Phượng câm miệng thật, bà bây giờ thật sự không dám cương ngạnh với Hoàng Thiên nữa. Lâm Ngọc An cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cô cũng thật sự rất nhức đầu rồi, trong nhà chưa có phút giây nào được yên ổn, khi nào mới có thể chấm dứt cảnh này chứ. Rất nhanh Hoàng Thiên đã lái xe tới khách sạn cao cấp đó. Ngoài cửa đã đậu không ít xe rồi, xem ra người đến tham gia tiệc sinh nhật của Phạm Văn Hồng cũng không ít. Trương Lan Phượng nhìn thấy mà ngưỡng mộ vô cùng, trong lòng thầm nghĩ có tiền đúng là tốt thật, nhìn tiệc sinh nhật của người nhà họ Phạm lại có nhiều khách quý đến như vậy, thật sự là rất oai. Trong lòng hâm mộ Phạm Văn Hồng, Trương Lan Phượng càng muốn tìm cách thân thiết với người bạn học cũ này hơn. Hoàng Thiên không để ý tới Trương Lan Phượng mà dắt Lâm Ngọc An đi vào khách sạn. Vũ Thanh đã bố trí đâu vào đấy từ trước rồi, vì vậy nên Hoàng Thiên cũng rất yên tâm, sát thủ chuyên nghiệp gì đó trước mặt Vũ Thanh cũng chỉ là chút gió thoảng mây bay mà thôi. Lâm Ngọc An vừa nãy nghe được rõ ràng Hoàng Thiên nói Phạm Văn Hùng đã điều động sát thủ chuyên nghiệp muốn động thủ với Hoàng Thiên, vì vậy mà trong lòng Lâm Ngọc An đang rất căng thẳng. Hoàng Thiên, hay là chúng ta đừng cậy mạnh nữa, có sát thủ chuyên nghiệp muốn ra tay với anh thì sao anh còn dám tới đây chứ? Lâm Ngọc An nhẹ nhàng khuyên nhủ Hoàng Thiên. Hy vọng có thể cùng Hoàng Thiên rời khỏi đây. Ngọc An, em chưa nghe qua câu là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi chưa? Hôm nay tránh được rồi ngày mai thì sao? Hoàng Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nghe xong thì hơi sững người, cô không cách nào phản bác lại câu này của Hoàng Thiên, bởi vì sát thủ dưới tay Phạm Văn Hùng đang núp ở trong bóng tối, mà cô và Hoàng Thiên lại ở ngoài sáng, khó tránh khỏi vào một ngày nào đó sẽ bị người A sát hại. Nghĩ đến điều này, trong lòng Lâm Ngọc An cũng oán trách Trương Lan Phượng, nếu thật sự như lời Hoàng Thiên nói, thì người mẹ Trương Lan Phượng này của cô lần này thật sự là dẫn sói vào nhà, chọc phải tên Phạm Văn Hồng này, phiền phức không ngừng. Người trong khách sạn đã rất nhiều, Phạm Văn Hồng hôm nay mặc rất sang trọng nhưng chẳng khác nào loại mặt người giả thú, mang theo con trai Phạm Văn Doãn của ông ta đứng ở đó chào hỏi khách khứa. Mặc dù bọn người Phạm Văn Hồng đến từ Bắc Giang nhưng mạng lưới quan hệ vẫn rất khủng. Quen biết không ít người bản địa ở thành phố Bắc Ninh. Vì vậy người tới chúc mừng sinh nhật Phạm Văn Hồng cũng đều là những nhân vật máu mặt ở thành phố Bắc Ninh. Phạm Văn Hồng cũng chỉ là mượn một cái cớ, thật ra hôm nay nào phải sinh nhật ông ta cơ chứ. Lão già này tùy tiện chọn một ngày làm ngày sinh nhật, mục tiêu chính là Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Còn về phần Trương Lan Phượng, Phạm Văn Hồng cũng có rất nhiều tâm tư. Bởi vì muốn giữ giấc mộng mối tình đầu thời cấp 3 nên Phạm Văn Hồng cũng không quá muốn xuống tay với Trương Lan Phượng. Phạm Văn Doãn thì một lòng nhớ thương Lâm Ngọc An, Phạm Văn Hồng lại nhớ thương Trương Lan Phượng, còn Phạm Văn Hùng lại một lòng muốn phế Hoàng Thiên, ba cha con nhà họ Phạm này toàn bộ đều đang một lòng hướng tới ba người Hoàng Thiên. Vừa thấy Lâm Ngọc An đã tới, con người Phạm Văn Doãn đều sáng cả lên, thèm thuống đến nỗi sắp chảy nước miếng. Nhưng mà khi anh ta nhìn thấy Lâm Ngọc An khoác tay Hoàng Thiên đi vào, trong lòng anh ta so với ăn phải ruồi bọ còn khó chịu hơn. Hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, Phạm Văn Doãn thật sự hận không thể giết chết Hoàng Thiên. Ngọc An, em tới rồi đấy à? Phạm Văn Doãn cười tươi rói đứng đón trước mặt Lâm Ngọc An, tham lam ngắm nhìn Lâm Ngọc An, chào hỏi cùng cô. Chỉ tiếc là khuôn mặt đó của Phạm Văn Doãn rất khó coi,
mặt vẫn còn chưa hết sưng, chỗ này một mảng xanh chỗ kia một mảng tím, thê thảm vô cùng. Thấy Phạm Văn Doãn dùng ánh mắt như vậy quấy rối mình, trong lòng Lâm Ngọc An vô cùng ghê tởm, bị Phạm Văn Doãn nhìn tới mức cả người đều không được tự nhiên. Lâm Ngọc An dứt khoát không nói lời nào, hơn nữa đến nhìn cũng không thèm nhìn Phạm Văn Doãn một cái, giả vờ như không nghe thấy gì. Phạm Văn Doãn bị đối xử như thế thì mặt mày đỏ chót, bên cạnh có nhiều người như thế, tên này cảm thấy vô cùng mất thể diện. Con đàn bà thối, mày cứ làm lơ đi, không lâu nữa sẽ cho mày thấy. Xem thử mày có chịu ngoan ngoãn không? Phạm Văn Doãn nghiến răng nghiến lợi tiêu điểm của toàn trường rồi. Hoàng Thiên nhìn quanh bốn phía một chút, anh đang tìm kiếm Phạm Văn Hùng. Cuối cùng, Hoàng Thiên cũng đã tìm thấy Phạm Văn Hùng một mặt âm trầm đứng trong đám đông. Anh ta đang ở cùng với bạn gái Ngô Diệu Hoa, hai người đang bưng ly rượu nhiệt tình nói chuyện với vài vị khách. Nhưng mà ánh mắt của Phạm Văn Hùng không ngừng quét đến bên người Hoàng Thiên, trong con người đều là sự hung ác. Hoàng Thiên hiểu rõ chút ý đồ này của Phạm Văn Hùng, thật sự là muốn động thủ giết anh. Chỉ là ở đây nhiều người như thế nên thật sự không nhìn ra kẻ nào giống sát thủ, Hoàng Thiên cũng dứt khoát không quan sát nữa, dù sao thì Vũ Thanh cũng đã sớm sắp xếp thỏa đáng rồi, cho dù là sát thủ chuyên nghiệp thì có sao. Nhưng ngay lúc này Phạm Văn Hùng lại bưng ly rượu, dẫn Ngô Diệu Hoa tới chỗ Hoàng Thiên. Ngô Diệu Hoa quét từ trên xuống dưới đánh giá Hoàng Thiên một lần, trong lòng âm thầm cảm thán. Cô ta đã biết hôm nay Phạm Văn Hùng muốn làm gì, cũng nhận định rằng Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, tàn phế đã coi như Hoàng Thiên gặp may rồi, tệ nhất thì Hoàng Thiên sẽ mất mạng. Bởi vì Ngô Diệu Hoa hiểu quá rõ thủ đoạn và mức độ tàn nhẫn của Phạm Văn Hùng, cô cảm thấy hôm nay chắc chắn Hoàng Thiên sẽ rất thảm. Cả Lâm Ngọc An bên cạnh Hoàng Thiên nữa, cũng không tránh khỏi việc bị Phạm Văn Doãn cưỡng đoạt. Anh Hoàng Thiên, Ngô Diệu Hoa tôi thật sự bội phục sự dũng cảm của anh. Anh lại dám tới đây thật sao, ha hai. Ngô Diệu Hoa cười tới hoa nhường nguyệt thẹn, không ngần ngại mà trực tiếp nói với Hoàng Thiên, anh hôm nay xui xẻo rồi. Ha ha, có gì mà không dám đến chứ? Không lẽ người đàn ông của cô còn có thể ăn thịt tôi sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười, nhìn Ngô Diệu Hoa rồi lại quét mắt nhìn Phạm Văn Hùng một cái. Sắc mặt Phạm Văn Hùng vô cùng khó coi, trong lòng nghĩ cái thằng họ Hoàng này thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đã tiến vào thiên la địa võng rồi còn có thể cười được. Hoàng Thiên, hôm kia mày thật sự rất uy phong đấy. Nhưng hy vọng hôm nay mày không tiểu ra quần. Sắc mặt Phạm Văn Hùng âm trầm cười lạnh, nhìn Hoàng Thiên nói. Câu này là tôi nên nói với anh mới đúng chứ nhỉ? Hoàng Thiên hỏi ngược lại Phạm Văn Hùng, biểu tình trên mặt vô cùng điềm tĩnh. Phạm Văn Hùng híp mắt lại, chỉ cười lạnh một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa. Bữa tiệc tiến hành như bình thường. Những vị khách quý đều chẳng hay biết gì, không ai biết rằng bữa tiệc ngày hôm nay có bao nhiêu hung hiểm. Sau mười mấy phút, Phạm Văn Hùng đột nhiên búng tay một cái, phát ra tín hiệu. Ngay lập tức, sáu người đàn ông mặc tây trang nhảy từ trên lầu xuống, những người này khuôn mặt đều lãnh khốc, động tác tương đối nhanh nhẹn. Có hai người rút súng đứng canh ở cửa khách sạn, còn lại bốn người, tất cả đều đi tới phía sau Hoàng Thiên. Vừa thấy có người rút súng ra. Toàn bộ mấy vị khách quý đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù bọn họ cũng biết rõ nhà họ Phạm làm gì nhưng trên tiệc sinh lại nhật động dao động súng thế này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, không biết người nhà họ Phạm muốn đối phó ai. Các vị không cần phải căng thẳng, oan có đầu nợ có chủ, Phạm Văn Hồng tôi cam đoan đảm bảo an toàn của các vị. Phạm Văn Hồng bỗng lên tiếng, lớn giọng trấn an mấy vị khách ở đây một chút. Dừng một chút, Phạm Văn Hồng lại đem tầm mắt dừng trên người Hoàng Thiên. Ông ta chỉ Hoàng Thiên, Phạm Văn Hồng lớn tiếng nói với mọi người trong đại sảnh, có thể mọi người cũng đã nghe nói rồi, ngày hôm kia ba cha con chúng tôi đã bị thằng nhãi tên Hoàng Thiên này đánh. Dứt lời, ánh hung tàn trong mắt Phạm Văn Hồng chợt lóe lên, hận không thể giết chết Hoàng Thiên ngay bây giờ luôn. Hoàng Thiên vừa nghe đã hiểu, bảo sao Phạm Văn Hồng lại mời nhiều khách khứa như vậy, lão già này muốn tìm lại thể diện trước mặt mọi người đây mà. Trương Lan Phượng vừa nghe thì đã nóng nảy. Bà ta nhanh chóng nói với Phạm Văn Hồng, anh Văn Hồng, anh hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật không phải là để đặc biệt đối phó với Hoàng Thiên chứ? Ha ha, Lan Phượng, cậu nói đúng rồi. Vốn dĩ tôi nghĩ muốn gọi điện kêu Hoàng Thiên đến, không ngờ rằng thằng nhãi này không biết sống chết là gì, vậy mà lại cùng cậu đến đây, ha ha. Phạm Văn Hồng cười gần một trận, trực tiếp ngả bài. Cuối cùng Trương Lan Phượng cũng rõ ràng, Phạm Văn Hồng mời bà ta đến buổi tiệc là để báo thù Hoàng Thiên.
Nếu Hoàng Thiên không tới cùng bà ta thì sợ rằng cũng không tránh khỏi, Phạm Văn Hồng sẽ bắt bà ta làm con tin để ép Hoàng Thiên tới cứu người. Nghĩ thông suốt điểm này, trên người Trương Lan Phượng nổi lên từng trận rét lạnh, bà ta cảm thấy hôm nay rắc rối to rồi. Mẹ nó, thì ra Hoàng Thiên nói không sai, Phạm Văn Hồng thật sự không có lòng tốt gì. Anh Văn Hồng, tôi tín nhiệm anh như vậy, anh tại sao có thể như thế chứ? Trương Lan Phượng đứng dậy, trừng mắt chất vấn Chu Thang. Lan Phượng, cậu an tâm chớ vội, một lát nữa tôi sẽ xử lý cậu sau. Phạm Văn Hồng tươi cười bỉ ổi, nhấn Trương Lan Phượng ngồi xuống ghế, sau đó ông ta đi lại gần Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, bây giờ mày đã biết con trai Phạm Văn Hùng của tao là người nào chưa? Ha ha, mày lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhanh một chút thì tao còn xem xét để cho mày chết sảng khoái một chút. Phạm Văn Hùng vô cùng đắc ý đứng trước mặt Hoàng Thiên nói. Ngôn tình hài. Bốp. Một bạt tai này đúng là do Hoàng Thiên đánh, lão già Phạm Văn Hồng này thật sự là chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, bị Hoàng Thiên ngược đãi đến mức thảm như vậy rồi mà bây giờ vẫn còn không chịu ghi nhớ, lại còn dám ở đây hô to gọi nhỏ với Hoàng Thiên. Sau khi chịu một bạt tai này, Phạm Văn Hồng lập tức câm miệng, ông ta bị một cái tát vang dội này của Hoàng Thiên đánh đến mơ màng. Đệt mẹ, tình huống gì thế này? Thằng nhãi con Hoàng Thiên này vẫn còn dám động thủ. Phạm Văn Hồng như một kẻ ngốc đứng ngẩn ngơ ra ở đó, cảm giác quay cuồng trong mơ hồ. Bởi vì 6 sát thủ Phạm Văn Hùng điều tới đều đã có mặt ở hiện trường rồi, toàn bộ đều là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện đặc biệt, hơn nữa toàn bộ đều đang cầm súng kia. Dưới loại tình huống thế này mà Hoàng Thiên vẫn dám đánh ông ta thật sự nghĩ hoài không hiểu. Hoàng Thiên, mày con mẹ nó muốn tìm đường chết phải không? Sau mấy giây sửng sốt, Phạm Văn Hồng trợn tròn mắt lên. Vô cùng hung dữ hét lên với Hoàng Thiên. Bốp bốp. Hoàng Thiên không khách khí chút nào, hung hăng đánh lên khuôn mặt tròn trịa của Phạm Văn Hồng hai bạt tai nữa. Phố. C. Phạm Văn Hồng thảm rồi, trực tiếp bị Hoàng Thiên đánh đến mức đầu óc quay cuồng, té lăn quay trên mặt đất. Phần đông khách khứa ở đây đều ngơ ngác nhìn mọi việc, bọn họ lại càng không dám tin người nhà họ Phạm ở Bắc Giang có thực lực như thế vậy mà lại bị đánh trước mặt mọi người, còn bị đánh đến sắp hôn mê ngã nhào ra đất. Hoàng Thiên này là người thế nào vậy? Trước đây hình như chưa từng nghe nói đến nhân vật thế này. Đúng vậy, tôi cũng chưa nghe nói đến, sao đến Phạm Văn Hồng mà anh ta cũng dám đánh. Tôi thấy Hoàng Thiên này thảm rồi, người trẻ tuổi tính khí cũng quá nóng nảy, con trai Phạm Văn Hùng của Phạm Văn Hồng cũng không phải kẻ ngồi không đâu. Khách khứa vây xem bắt đầu thảo luận, nhưng tất cả đều không dám lớn tiếng, đứng một bên ghé đầu trụng tai nói với nhau. Cha, cha thế nào rồi? Phạm Văn Doãn nhanh chóng chạy qua đỡ Phạm Văn Hồng dậy, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, hận không thể lập tức xé nát Hoàng Thiên ra. Đánh chết tôi rồi, Phạm Văn Hồng hô hấp dồn dập, đỏ mặt tía tai, ông ta cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, hận đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong. Phạm Văn Hùng đứng một bên nhìn thấy rất rõ ràng, tên này trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, trong lòng không ngừng tính toán xem phải làm thế nào đây. Điều từ Bắc Giang 6 tên sát thủ chuyên nghiệp đắc lực tới, Phạm Văn Hùng chuẩn bị hung hăng trả thù Hoàng Thiên một trận, anh A vốn dĩ tính đánh cho Hoàng Thiên tàn phế. Còn về việc giết chết Hoàng Thiên, Phạm Văn Hùng vẫn chưa có lá gan đó, bởi vì đây dù sao cũng là thành phố Bắc Ninh mà không phải là Bắc Giang, anh ta ở đây hoàn toàn không thể một tay che trời được. Nếu thật sự ra tới mạng người thì anh ta cũng không có kết cục tốt, làm không tốt còn phải ngồi tù thậm chí xử tử nữa. Nhưng mà giờ khắc này Phạm Văn Hồng đã động sát tâm với Hoàng Thiên. Con mẹ mày Hoàng Thiên, mày chết đến nơi rồi còn dám đánh bố tao. Thật sự không biết sống chết là gì. Trong lòng Phạm Văn Hùng thầm mắng Hoàng Thiên, anh ta đột nhiên vung tay lên, ý bảo 6 tên sát thủ chuyên nghiệp cùng tiến lên bắt Hoàng Thiên lại. Toàn bộ 6 tên sát thủ này đều nguyện sống chết trung thành với Phạm Văn Hùng, thấy Phạm Văn Hùng phất tay ra hiệu toàn bộ bọn họ đều đồng loạt xông về phía Hoàng Thiên. Có một tên sát thủ đã giơ súng lên nhắm ngay Hoàng Thiên. Thằng nhãi mày còn dám phản kháng nữa tao sẽ bắn cho mày một phát đấy. Tên sát thủ đó dùng súng chỉ Hoàng Thiên, hung hăng quát lên. Phanh! Hoàng Thiên đấm một quyền vào mặt tên sát thủ, động tác nhanh gọn, không mảy may bị dọa chút nào. Ui dai! Tên sát thủ này bị Hoàng Thiên đánh đến nỗi nước mắt cũng đều chảy ra, máu mũi chảy ròng. Tên này cũng bị Hoàng Thiên đánh tới mức hồ đồ. Trong lòng thầm nghĩ loại tình huống gì thế này? Ông đây đang dùng súng chỉ vào đầu Hoàng Thiên, sao Hoàng Thiên còn dám động thủ? Thật sự không sợ chết sao? Thằng nhãi được lắm,
mày con mẹ nó đây là đi tìm đường chết. Sát thủ quơ quơ súng trong tay, chỉ vào Hoàng Thiên mà măng. Nhưng mà anh ta không dám bóp cò thật, không có mệnh lệnh của Phạm Văn tại trường hợp thế này chứ. Lấy việc nổ súng để hù dọa người, mày dám bóp cò thật không? Hoàng Thiên chỉ vào mũi tên sát thủ, lạnh giọng quát lên hỏi. Tao, tên sát thủ gượng gạo đến không biết phải làm sao, anh ta cũng biết hôm nay đã đụng phải loại người không dễ dây vào, dùng súng cũng không dọa được tên này. Còn 5 người chúng mày, cầm súng thì ngon rồi sao? Hoàng Thiên lại chỉ 5 tên sát thủ còn lại, trầm giọng quát lên. 5 tên sát thủ này càng cảm thấy thể diện của mình dùng để quét rác được rồi, làm sát thủ nhiều năm như vậy rồi mà bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải một kẻ điên như Hoàng Thiên này. Thằng kia, mày thật sự không sợ chết. Lại có một tên sát thủ chĩa súng vào đầu Hoàng Thiên, lớn giọng gào lên. Bốp! Hoàng Thiên vung tay cho anh ta một bạt tai, đánh cho tên sát thủ đó quay một vòng tại chỗ luôn. Không dám nổ súng thì đừng có mà đứng trước mặt tao la hét. Hoàng Thiên quát lên, sau đó lại đi về phía mấy tên sát thủ còn lại, thưởng cho bọn họ mỗi người một bạt tai. Mày dám không? Mày dám không? Mỗi lần quất một tên sát thủ Hoàng Thiên đều quát lên một tiếng hỏi. Làm cho 6 tên sát thủ đều giống như kẻ ngốc, đứng ở đó nghẹn muốn chết, làm sát thủ mà lại làm đến nông nỗi này chắc cũng chưa có ai đâu. 6 người đó thật sự hận không thể nổ súng ngay lập tức, bắn cho Hoàng Thiên chết toi luôn. Nhưng mà bọn họ chưa nhận được mệnh lệnh của Phạm Văn Hùng, ai cũng không dám nổ súng cả. Vì vậy 6 tên sát thủ đều chuyển ánh mắt về hướng Phạm Văn Hùng, chỉ chờ Phạm Văn Hùng hạ lệnh một tiếng thôi. Phạm Văn Hùng cũng thật sự là đâm lao thì phải theo lao, phí nhiều công sức như vậy mà lại không thể dọa được Hoàng Thiên, lẽ nào hôm nay phải có người mất mạng thì mới tìm lại được mặt mũi sao? Làm sao đây anh Hùng, tên này thật sự không dễ đối phó đâu. Ngô Diệu Hoa len lén hỏi Phạm Văn Hùng, cô ta thật sự phục Hoàng Thiên rồi, cảm thấy tóc của Hoàng Thiên đúng thật là khó nắm. Phạm Văn Hùng cũng vô cùng khó xử, nếu không ra lệnh nổ súng thì sẽ bị mọi người cười chết. Nhưng nếu nổ súng thì ở thành phố Bắc Ninh cũng không dễ thu dọn. Thế nào, không dám hạ lệnh nổ súng sao? Vậy thì còn đặc biệt gọi sát thủ tới làm gì hả? Sắc mặt Hoàng Thiên vô cùng âm trầm, anh đi đến trước mặt Phạm Văn Hùng chất vấn, ngay sau đó liền vung cho anh ta vài bạt tai. Đánh cho Phạm Văn Hùng cũng nóng nảy luôn, lấy thân phận của anh ta đương nhiên bị tát thế này anh ta nào chịu được. Vừa muốn đánh trả lại Hoàng Thiên thì mũi anh ta đã bị Hoàng Thiên đấm cho một quyền. Nghêu! Phạm Văn Hùng ngao lên một tiếng thảm thiết, nhất thời mũi chảy máu ròng ròng. Làm cho tất cả mọi người đang xem cũng ngây dại, đâu là tình huống gì thế? Hoàng Thiên người đơn thế bạc mà cũng dám ngược Phạm Văn Hùng như vậy sao? Nhưng mà tất cả mọi người cũng thầm nhận định trong lòng rằng Hoàng Thiên chết chắc rồi, lấy tính khí và địa vị của Phạm Văn Hùng, xấu mặt trước mặt mọi người thế này thì anh ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết Hoàng Thiên. Tim Lâm Ngọc An cũng treo ngược lên. Cô cảm thấy Hoàng Thiên thật sự cũng hơi quá đáng, mặc dù ba cha con nhà họ Phạm đáng đánh thật nhưng người ta bây giờ đang chiếm thế thượng phong, Hoàng Thiên thế này không phải là tự chuốc khổ vào thân sao. Nhưng trong lòng Trương Lan Phượng lại âm thầm vui mừng, trong lòng thầm nghĩ Hoàng Thiên lần này chết chắc rồi, không bị Phạm Văn Hùng giết chết mới là lại chỉ cần Hoàng Thiên chết thì bà ta muốn tìm con rể thế nào cũng được, Phạm Văn Doãn trước mặt này cũng rất tốt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người, Phạm Văn Hùng thật sự bị đánh đến nóng nảy. Lúc này Phạm Văn Hùng đã đánh mất lý trí, nào còn muốn quan tâm có mất mạng người hay không, bây giờ anh ta chỉ muốn Hoàng Thiên chết. Giết chết nó cho tao, bắn chết nó cho tao. Phạm Văn Hùng như phát điên, to giọng hét lên với thuộc hạ. Nhất thời 6 tên sát thủ đều giơ súng lên, muốn nổ súng với Hoàng Thiên. Anh mau nằm xuống đi. Lâm Ngọc An ngay thời khắc quan trọng đã không màng gì đến bản thân mình, cô xông qua bảo vệ Hoàng Thiên, đồng thời còn muốn đẩy Hoàng Thiên xuống đất. Ngọc An còn điện rồi sao? Mau quay về đi, Trương Lan Phượng nóng ruột hô to một tiếng, bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, bà ta lo lắng Lâm Ngọc An bị đạn bắn chết. Bang 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 bang, 6 tiếng súng nổ lên làm tất cả mọi người ở đây bị dọa xanh mặt. Người có lá gan nhỏ còn không dám nhìn, đều cảm thấy Hoàng Thiên sẽ bị bắn thành cái sàng. Nhưng mà cùng với 6 tiếng súng vang lên, 6 tên sát thủ chuyên nghiệp đó cũng phát ra tiếng kêu đau đớn thê lương. Súng trong tay bọn họ cũng gần như đồng thời rơi trên mặt đất. Tình huống gì thế này? Thấy Hoàng Thiên không xây xước tắc ra miếng thịt nào, Lâm Ngọc An mở to đôi mắt xinh đẹp, cô hoàn toàn mơ màng rồi. Những người khác cũng vô cùng nghi hoặc,
Sau khi tiếng súng vang lên, Hoàng Thiên không có chuyện gì mà sáu tên sát thủ chuyên nghiệp cầm súng lại liên tiếp kêu đau, súng cũng rơi xuống đấy, chuyện gì thế? Nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người để rõ ràng là chuyện gì, chỉ thấy cổ tay của sáu tên sát thủ chuyên nghiệp đều trúng đạn, súng trong tay tất nhiên cũng không giữ được, toàn bộ đều rơi xuống đất. Phạm Văn Hùng bị vây trong trạng thái cuồng loạn lúc này cũng an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn tất cả, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay lập tức Phạm Văn Hùng liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hơn 10 người trẻ tuổi mặc trang phục tác chiến đặc chủng, trong tay mỗi người đều có một khẩu súng trường tự động, nhanh lẹ nhảy từ lâu hai xuống rồi đến bên cạnh Hoàng Thiên. Mấy người đó tạo hình thành một bức tường người, bảo vệ Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ở phía sau, hơn nữa miệng súng đều đang chĩa vào sáu tên sát thủ chuyên nghiệp kia, bất cứ lúc nào đều có thể nổ súng. Biết Hoàng Thiên sẽ xử lý mình như thế nào? Hoàng Thiên đặt ánh mắt lên người Phạm Văn Doãn, vừa thấy tên nhóc này thì cơn giận của Hoàng Thiên lại không biết đánh ở nơi nào. Cái tên ngu xuẩn này canh me thèm thuồng Lâm Ngọc An khiến Hoàng Thiên không thể nào khoan dung được. Cậu chủ Phạm, vợ của người khác tốt lắm phải không? Nên cậu luôn muốn xuống tay giành. Hoàng Thiên cay nghiệt nhìn chằm chằm Phạm Văn Doãn, hỏi anh ta. Tình cảnh trước mắt quá mức chấn động, 10 người mặc quân phục đặc chủng cứ như thần binh từ trên trời giáng xuống. Khí thế bức người khiến người khác vô cùng khiếp sợ. Mắt Phạm Văn Hùng hoàn toàn dại ra, anh ta há hốc miệng nhìn 10 người của Hoàng Thiên trước mắt mình, trong lòng cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Vốn nghĩ 6 tên sát thủ chuyên nghiệp bên Bắc Giang đều đến đủ châu bò lắm rồi, mỗi người đều mang theo súng lục thì đã quá vô địch thiên hạ. Nhưng so với 10 bộ đội đặc công của Hoàng Thiên trước mặt thì 6 tên sát thủ Phạm Văn Hùng dẫn đến chẳng là gì cả. Súng lục mà bọn họ mang so với 10 thanh súng trường tự động kia quả thật như súng đồ chơi vậy. Lâm Ngọc An cũng nhìn đến ngây ngốc, trong lòng của cô hiện tại vừa cảm động vừa chấn động, cũng mang theo một chút nghi ngờ. Ông chồng mình sao lại có thể có được đãi ngộ như vậy? 10 người lính đặc chủng giống như là đang hộ giá anh vậy. Lâm Huỳnh Mai cũng há hốc miệng, kinh hoàng đến không nói được một lời nào. Cô ta cũng không biết 10 người mặc quân phục chiến đấu này từ đâu chui ra. Có mối quan hệ gì với Hoàng Thiên? Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn cũng kinh hãi đến rất cằm, bọn họ trơ mắt nhìn Hoàng Thiên, dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi Hoàng Thiên sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Tên Ngô Diệu Hoa cũng trố mắt đứng bên cạnh Phạm Văn Hùng, sững sờ mà nhìn Hoàng Thiên, trong lòng đang thầm đoán thân phận của Hoàng Thiên. Những vị khách ở xung quanh thì không cần nhắc đến, mấy người này đều kinh hoàng đến hồn phách không định. Nhưng họ cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bởi vì hôm nay xem như họ được mở rộng tầm mắt, đây là súng thật đạn thật đó, thật quá đã nghiền rồi. Hoàng Thiên, rốt cuộc mày là người thế nào? Lúc này, Phạm Văn Hùng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên hỏi một câu. Mặc dù nét mặt bên ngoài vẫn rất hung dữ, nhưng ai cũng có thể nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của Phạm Văn Hùng lúc này, rất rõ ràng rằng đã căng thẳng đến mức không chịu nổi rồi. Ha ha, mày sợ rồi à? Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng. Đi ra từ phía sau những người mặc quân phục chiến đấu, đến gần phía trước Phạm Văn Hùng. 10 người mặc quân phục chiến đấu không dám lơ là, toàn bộ đều đi lên theo, súng chĩa về phía Phạm Văn Hùng. Dường như chỉ cần Phạm Văn Hùng động thủ với Hoàng Thiên thì bọn họ sẽ ra tay. Thực ra sự lo lắng của những người này là dư thừa rồi, Phạm Văn Hùng đang tay không tấc sắt, anh ta chỉ có thể tự mình chuốc khổ chứ căn bản đánh không lại Hoàng Thiên. Phạm Văn Hùng không sợ là điều không thể nào. Trong lòng anh ta hiện tại cảm thấy vô cùng sợ hãi, đối với thân phận của Hoàng Thiên cũng cảm thấy tò mò, không biết Hoàng Thiên rốt cuộc là tên từ đâu đến. Phạm Văn Hùng, tao lại sợ mày sao? Hoàng Thiên, ngày trước mày ngược đãi cha con chúng tao không nhẹ, hôm nay lại bảo người của mày đánh bị thương nhiều thuộc hạ của tao như vậy, mày cảm thấy món nợ này nên tính như thế nào? Phạm Văn Hùng giấy lên can đảm cố hung hăng trước mặt Hoàng Thiên, trong mắt anh ta chừng đến lồi tròn ra. Bốn dĩ anh A làm như vậy là vì muốn lấy lại thể diện trước mặt mọi người. Nhưng Phạm Văn Hùng đã tính sai nước rồi, kêu gào như vậy trước mặt Hoàng Thiên chẳng khác gì là tự mình tìm ngược cả. Bốp, bốp, bốp bốp. Hai tay Hoàng Thiên đánh mấy cái bạt tai liên hồi lên mặt của Thanh Hùng chỉ trong chớp mắt. Cuối cùng vì bàn tay phát đau nên Hoàng Thiên mới dừng lại. Nếu như tay không đau thì căn bản Hoàng Thiên sẽ không dừng lại. Không có một ai dám ngăn cản. Đến cả Ngô Diệu Hoa cách Phạm Văn Hùng gần nhất cũng không dám tiến lên phía trước để ngăn cản. Họ để mặc cho Hoàng Thiên đánh Phạm Văn Hùng xưng thành đầu heo. Mày. Phạm Văn Hùng bị đánh đến mơ hồ, chỉ tay về phía Hoàng Thiên, nói năng lộn xộn.
Mộc Hoàng Thiên đá chân lên, đạp vào người của Phạm Văn Hùng. Ôi ết, Phạm Văn Hùng hét thảm bay lên, thân thể nặng nề đập lên một bàn rượu, khiến cho bàn rượu bị đập đổ xuống. Định Thần nhìn lại Phạm Văn Hùng đã thấy miệng anh ta phun đầy máu, rõ ràng đã bị Hoàng Thiên đạp đến mức nội thương. Xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị Hoàng Thiên làm cho sững sờ. Hoàng Thiên, mày nhớ kỹ cho tao, Phạm Văn Hùng tao nhất định sẽ báo thù. Phạm Văn Hùng dùng sức để giống Hoàng Thiên một tiếng, anh ta tức đến mức phổi muốn nổ tung luôn. Ha ha, đức hạnh như vậy mà còn dám uy hiếp tao. Hoàng Thiên không kiềm được một trận cười lạnh, bước mấy bước lại gần Phạm Văn Hùng, nắm lấy tóc của Phạm Văn Hùng. Phạm Văn Hùng giống như một thằng ngốc để mặc cho Hoàng Thiên kéo lấy đầu tóc mình, đến phản kháng cũng quên mất. Có gan mày nói lại lần nữa xem. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Phạm Văn Hùng, quát lên. Phạm Văn Hùng khẽ mở miệng nhưng không dám nói lần nữa, bởi vì khí thế hiện tại của Hoàng Thiên quá đáng sợ, và lại anh ta cũng bị Hoàng Thiên đánh đến mức bị ám ảnh tâm lý. Không dám hé răng, không có gan rồi. Hoàng Thiên tức giận quát lên, lại đấm Phạm Văn Hùng mấy cái. Hiện tại Phạm Văn Hùng đã không còn chịu nổi nữa. Anh ta bị nắm đấm thép của Hoàng Thiên đánh đến mức hoa đầu chóng mặt, chịu không nổi mấy cái đã ngất lịm đi. Làm loạn nửa ngày bản lĩnh cũng chỉ có thế này. Hoàng Thiên cạn lời mà nói rồi quăng Phạm Văn Hùng bị hôn mê lên trên nền. Một phen ngược đãi ngông cuồng này đã khiến cho mọi người ở nơi này như bị sét đánh choáng váng cả đi. Đặc biệt là Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn, chân của hai cha con này đều đang run cầm cập, sắp đứng không nổi nữa. Niềm hy vọng duy nhất của bọn họ chính là Phạm Văn Hùng, vốn cho rằng 6 sát thủ chuyên nghiệp mà Phạm Văn Hùng điều đến từ Bắc Giang chắc chắn sẽ xử lý được Hoàng Thiên một trận, lại chẳng ngờ được kết cục sẽ như vậy. Nhìn thấy Vũ Thanh chậm chạp không xuất hiện, Hoàng Thiên biết Vũ Thanh sẽ không đến, chỉ phái mười mấy thuộc hạ đến để giúp đỡ cho anh. Kỹ thuật bắn súng của mười mấy người Vũ Thanh phái đến đều thuộc hàng chuẩn xác cao, trong chốc lát đã bắn vào cánh tay của 6 tên sát thủ, nhìn vừa dễ dàng lại vừa chuẩn xác. Trong lòng Hoàng Thiên âm thầm cảm khái, nhưng lúc anh nhìn thấy Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn thì lửa giận trong lòng lại hừng hực dâng lên. Tính con người vốn tiện, luôn có mấy kẻ tiện đến thiếu đòn, không đánh bọn họ thì bọn họ lại khó chịu mà không ngừng quấy phái giống như Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn trước mắt vậy. Hai cha con này mặt quá dày rồi, hôm trước vừa mới dọn dẹp một trận thì hôm nay lại làm ra chuyện này rồi. Hoàng Thiên càng nghĩ càng tức giận, giương tay chỉ về phía Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn. Quát nói, hai người cút qua đây cho tôi. Điều Phạm Văn Hồng lo lắng đã đến, vừa thấy Hoàng Thiên gọi mình qua thì gương mặt ông ta đã tuôn đầy mồ hôi. Phạm Văn Doãn cũng hoảng loạn, anh ta dám thề với trời rằng bây giờ anh ta không còn một chút xíu tơ tưởng nào với Lâm Ngọc An cả. Mỉm cười nghênh đón với Hoàng Thiên lại không xong, tên Hoàng Thiên này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Cậu Thiên, chuyện này đều là hiểu lầm, chúng ta không đánh không quen nhau, sau này làm bạn nhau thì thế nào? Gương mặt Phạm Văn Hồng nhăn nhó, vô cùng nhẫn nại thương lượng với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xém chút nữa không nhịn được mà cười lên, lão Phạm Văn Hồng này được đấy, da mặt dày như vậy. Ha ha, ông nói muốn là bạn với tôi. Hoàng Thiên cười lạnh một cái, hỏi Phạm Văn Hồng. Đúng, đúng vậy. Phạm Văn Hồng lắp bắp trả lời. Ông cũng xứng à? Hoàng Thiên trừng mắt hỏi Phạm Văn Hồng. Mặt Phạm Văn Hồng nóng bừng, bị Hoàng Thiên làm cho sượng cả mặt. Lại không dám nói cái gì. Ông qua kia đập đầu vô tường đi, đụng đến khi nào tôi nói dừng thì dừng. Hoàng Thiên chỉ về phía bức tường phía nam, nói với Phạm Văn Hồng. Đập đầu vô tường. Phạm Văn Hồng trừng lớn mắt, buồn bực đến mức muốn đập đầu một cái vô tường rồi chết luôn cho rồi. Có ai chơi đùa người khác như vậy đâu, tên họ Hoàng này quả thực biết cách châm biếm người khá. C. Trong lòng Phạm Văn Hồng thăm hỏi tổ tông của Hoàng Thiên một hồi mới mặt nặng mày nhẹ đứng lên, nhưng lại không hề cử động thêm. Xem ra ông thật sự xem lời của tôi thành gió thổi qua tai. Hoàng Thiên nhíu mày, thuận tay cầm lấy một chai bia rỗng lên. Không không không, tôi đi đập. Phạm Văn Hồng bị dọa đến liên tục vây tay về phía Hoàng Thiên, sợ hãi Hoàng Thiên cầm chai bia đó đập lên đầu mình. Hoàng Thiên phẩy phẩy tay với Phạm Văn Hồng, ra hiệu ông ta nhanh một chút. Phạm Văn Hồng không chút tình nguyện đi đến bức tường phía nam, bắt đầu đập đầu lên tường. Ông còn dám không dùng lực đập nữa tôi sẽ dùng chai bia giúp ông, ở chỗ này có mấy trăm chai bia lựng. Hoàng Thiên bình thản nói với Phạm Văn Hồng. Phạm Văn Hồng hoàn toàn không còn tâm lý cầu may nữa, bất lực là đành dùng sức để đập tường.
không đến mấy cái thì Phạm Văn Hồng đập không nổi nữa, đụng đến đầu muốn vỡ ra luôn. Mọi người ở nơi này cảm thấy rất buồn cười nhưng lại không dám cười lên. Nhìn thấy cha già bị giày vò thảm thương như vậy thì trong lòng Phạm Văn Doãn lại căng thẳng và sợ hãi đến không chịu nổi. Anh ta lén lúc nhìn Hoàng Thiên, không biết Hoàng Thiên sẽ xử lý mình như thế nào. Hoàng Thiên đặt ánh mắt lên người Phạm Văn Doãn, vừa thấy tên nhóc này thì cơn giận của Hoàng Thiên lại không biết đánh ở nơi nào. Cái tên ngu xuẩn này canh me thèm thuồng Lâm Ngọc An khiến Hoàng Thiên không thể nào khoan dung được. Cậu chủ Phạm, vợ của người khác tốt lắm phải không? Nên cậu luôn muốn xuống tay giành. Hoàng Thiên cay nghiệt nhìn chằm chằm Phạm Văn Doãn, hỏi anh ta. Phạm Văn Doãn đã sắp tè ra quần đến nơi rồi, bởi vì cậu ta cũng tự mình hiểu rõ, biết người mà Hoàng Thiên ghét nhất, chính là cậu ta. Vừa nghe thấy Hoàng Thiên hỏi như vậy, cậu ta nhanh chóng lắc đầu, không không không, cậu Thiên, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Vậy cậu có ý gì? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi Phạm Văn Doãn. Tôi không có nhớ thương vợ của anh, tôi không có lá gan lớn như vậy. Phạm Văn Doãn cũng bất chấp mặt mũi, giọng điệu gần như là van xin nói với Hoàng Thiên. Thật vậy à, sao tôi nhớ hai ngày trước cậu còn hỏi tôi, cần bao nhiêu tiền để tôi có thể tặng vợ tôi cho cậu nhỉ? Hoàng Thiên nhướng mày, nhìn chằm chằm Phạm Văn Doãn. Bịch bịch, Phạm Văn Doãn bị dọa đến mức quỳ xuống, run lẩy bẩy dưới chân Hoàng Thiên. Không phải Phạm Văn Doãn không có sĩ diện, mà chỉ là lúc này đây cậu ta thật sự quá sợ hãi, không biết Hoàng Thiên sẽ dùng thủ đoạn gì để xử lý mình. Thấy Phạm Văn Doãn không có tiền đồ như vậy, lửa giận trong lòng Hoàng Thiên càng lớn. Phạm Văn Doãn, cậu biết Hoàng Thiên tôi chán ghét nhất là loại người nào hay không? Chính là loại người không có cốt cách như cậu, nếu như cậu cứng rắn đến cùng với tôi, thì có lẽ tôi còn có thể trừng trị cậu nhẹ hơn một chút. Hoàng Thiên chỉ vào Phạm Văn Doãn đang quỳ dưới chân của mình, khiển trách. Phạm Văn Doãn nghe xong mấy lời này, trái tim cũng đang nhỏ máu. Mẹ kiếp Hoàng Thiên, mày cho rằng ông đây muốn quỳ xuống trước mặt mày à? Cũng quá mất mặt rồi, đây còn không phải là vì không có biện pháp, bị mày hù hay sao? Cặp mắt của cậu ta đảo vài vòng, năng lực ứng biến của thanh niên này cũng còn rất mạnh mẽ, sau khi nghe Hoàng Thiên nói vậy xong, cậu ta lập tức đứng lên. Hoàng Thiên, anh đừng tưởng Phạm Văn Doãn tôi sợ anh, có bản lĩnh thì anh tới đây đi. Để tôi xem thử anh có thể làm gì được tôi. Phạm Văn Doãn chỉ vào Hoàng Thiên rồi gào to lên. Rất tốt, tôi đây sẽ thành toàn cho cậu mở mang kiến thức một chút. Hoàng Thiên nói xong thì cầm chai bia lên. Việc này, Phạm Văn Doãn thật sự muốn chết luôn cho rồi, không có cốt khí chịu thua cũng không được, có cốt khí chơi tay đôi với Hoàng Thiên cũng không được, rốt cuộc cái tên này muốn làm cái gì đây? Không đợi Phạm Văn Doãn suy nghĩ xong, chai bia cũng đã đập vào trên đầu cậu một a. Soảng, mảnh vụn thủy tinh văng tứ phía, Phạm Văn Doãn hét thảm một tiếng, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Lại nhìn Phạm Văn Doãn, trông cậu ta đúng thảm luôn, bị chai bia đập vào đầu, đầu như muốn nở hoa, suýt nữa là bị đập chết luôn rồi. Bên kia Phạm Văn Hồng vẫn còn đang đập đầu vào tường, Hoàng Thiên sợ lão già này quá cô đơn lạnh lẽo, lúc này chỉ Phạm Văn Doãn, cậu cũng đi qua đây, đập đầu vô tường với cha cậu đi. Anh! Phạm Văn Doãn ngồi dưới đất ôm đầu, nhau thì tốt hơn. Cái gì? Đồ khốn kiếp! Phạm Văn Hùng tức đến mức trợn trắng mắt, suýt chút hôn mê thêm lần nữa. Nhưng anh ta cũng biết rất rõ, nếu như không nghe lời Hoàng Thiên thì anh ta sẽ có kết cục thê thảm đến thế nào. Không còn cách nào khác, Phạm Văn Hùng chỉ đành phải đi qua, cùng đứng đó đập đầu vào tường với Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn. Lần này thật sự náo nhiệt, cha con ba người này giống như cái chuông, đập vào tường rất có tiết tấu. Chỉ một lúc sau, cái đầu của ba cha con nhà họ Phạm bị đập thành một bầu máu. Những người ở chỗ này đều bị hoảng sợ, bọn họ kinh hãi nhìn Hoàng Thiên, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã không trêu chọc đến anh. Má ơi, người tên Hoàng Thiên này lợi hại như vậy sao? Đúng vậy, rất trâu bò. Cha con nhà họ Phạm ở Bắc Giang có thân phận cao như vậy, nhưng hình như đến thành phố Bắc Ninh thì không có tác dụng gì cả. Còn không phải hay sao, nhưng quan trọng là do chọc tới cậu Hoàng Thiên này nữa, quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều xì xào bàn tán. Ai ai cũng dùng ánh mắt sùng bái và kính sợ nhìn Hoàng Thiên, đoán xem rốt cuộc là anh đang muốn làm cái gì. Ngô Diệu Hoa hồn bay phách lạc đứng đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cô ta là bạn gái của Phạm Văn Hùng, trong lòng càng thêm lo lắng Hoàng Thiên sẽ không bỏ qua cho cô ta, hành hạ cô ta sống không bằng chết.
Lúc này Hoàng Thiên chỉ là vô tình liếc qua Ngô Diệu Hoa một chút, cũng đã làm cô ta sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng chạy đến cầu xin Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, anh bỏ qua cho em đi, em không có làm cái gì hết. Ngô Diệu Hoa không dám kiêu ngạo, cũng không ở vào thế lực hùng mạnh của gia đình mình, mà ở trước mặt Hoàng Thiên luôn ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Thiên cũng không định làm khó cô ta, lúc này nhìn cô ta nói, cô muốn tôi bỏ qua cho cô như thế nào? Ngô Diệu Hoa hơi ngơ ngác, vội vàng nói, chỉ cần anh Hoàng Thiên đừng đánh em là được rồi, cũng đừng bắt em đập đầu vào tường, em chịu không nổi. Ha ha, vậy được rồi, tự cô đi qua bên kia úp mặt vào tường suy nghĩ đi. Hoàng Thiên chỉ vào vách tường bên cạnh. Ngô Diệu Hoa như chút được gánh nặng, úp mặt vào tường suy nghĩ cũng không khó, chỉ cần không đập đầu vào tường là được. Ngô Diệu Hoa nhanh chóng bước đến trước vách tường, thành thành thật thật đứng ở đó, động đậy một chút cũng không dám. Thấy cha con nhà họ Phạm bị Hoàng Thiên trừng trị như vậy, Lâm Ngọc An thật sự rất kinh ngạc. Bây giờ cô mới thật sự hoàn toàn quen biết con người của Hoàng Thiên một lần nữa, cảm thấy mấy năm qua Hoàng Thiên sống thật sự rất oan ức. Mọi người đều nói Hoàng Thiên là một tên ở rể vô dụng, nhưng mà có kẻ vô dụng nào như vậy hay sao? Những kẻ mà nói Hoàng Thiên bất tài, mới thật sự là có mắt như mùi. Trong lòng Lâm Ngọc An cảm thấy bất bình dùm cho Hoàng Thiên, vành mắt cô có chút ẩm ướt, cô đây chỉ là xúc động thôi. Trương Lan Phượng lại càng giống như tượng gỗ, đứng ở đó ngây ngốc nhìn Hoàng Thiên, hoàn toàn bị khí phách của Hoàng Thiên làm cho kinh hãi. Suy nghĩ một chút, Trương Lan Phượng còn cảm thấy rất may mắn, tuy lần này bà ta bị Hoàng Thiên đánh cũng không ít, nhưng ít nhất Hoàng Thiên không bắt bà đi đập đầu vào tường. Cha con nhà họ Phạm đập đầu trên dưới trăm lần, đầu còn muốn to hơn quả dưa hấu ba vòng, thế này thì ai chịu nổi chứ? Trong lòng Trương Lan Phượng sợ hãi. Rốt cuộc bà ta cũng nhận ra rằng hình như đứa con rể này của bà ta rất trâu bò. Bịch! Lúc này Phạm Văn Hồng đã không chịu nổi nữa, hai chân mềm nhũn tê liệt ngã khuỵu xuống mặt đất, ở trên trán toàn là máu. Cha cố gắng chịu đựng một chút, đứng lên tiếp tục đập, đừng ngừng lại, nếu không thì còn phải chịu sự đau khổ khác. Cái tên Phạm Văn Doãn này cũng rất lanh trí, muốn kéo Phạm Văn Hồng đứng lên, để tránh Hoàng Thiên lại tặng thêm cho Phạm Văn Hồng một bữa tiệc lớn khác. Con trai của ông nói rất đúng, ông nhanh đứng lên đập đầu đi, bằng không thì còn phải chịu sự đau khổ càng lớn hơn nữa. Hoàng Thiên đứng một bên bổ sung thêm một câu. Trong lòng Phạm Văn Hồng mắng chửi 18 đời tổ tông nhà Hoàng Thiên, nhưng ông ta lại không dám nói câu nào, cắn răng kiên trì động tác đập đầu vào tường. Anh Thiên, như vậy không có sao chứ? Bọn họ có thể đập chết luôn hay không? Lâm Ngọc An có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nhìn thì đã biết Lâm Ngọc An lại mềm lòng, cũng có thể cô lo lắng sẽ xảy ra án mạng. Đập chết luôn thì tốt, anh đỡ phải tốn công. Hoàng Thiên mỉm cười, nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An sợ ngây người, cô không nghĩ đến Hoàng Thiên thật sự muốn đưa cha con nhà họ Phạm vào chỗ chết. Hoàng Thiên cũng không giải thích nhiều với Lâm Ngọc An, anh thấy rất rõ ràng, cha con nhà họ Phạm thật sự không biết xấu hổ, không cũng sẽ không có chuyện rắc rối như hôm nay. Hôm nay cần phải trừng trị cha con nhà họ Phạm này đau đến tận xương cốt mới được, miễn cho bọn chúng lại nhảy ra làm người ta buồn nôn. Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài khách sạn có một người bước vào, đã đến gần Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nhìn, người đến chính là Vũ Thanh. Cậu chủ, vừa nãy tôi đi ra ngoài làm chút việc, mọi chuyện trong này xử lý đều xong hết rồi à? Vũ Thanh hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, không nói gì thêm. Vũ Thanh nhìn những người đang ở đây. Nói với bọn họ, chúng tôi đang thi hành công vụ, tất cả những người không liên quan mời rời khỏi nơi này. Thi hành công vụ. Những vị khách qua mặt ở đây đều lắp bắp kinh hãi, có điều nhìn thấy Vũ Thanh oai phong lẫm liệt như vậy, lại nhìn hơn 10 người mặc quân phục ngụy trang được trang bị vũ khí đầy đủ, những vị khách này đột nhiên hiểu ra. Bà mẹ nó, hóa ra là bộ đội đặc công. Chẳng trách tất cả đều mặc quân phục ngụy trang và sử dụng súng trường tự động. Đúng vậy, đúng vậy. Cha con nhà họ Phạm gây họa lớn rồi, cũng đã điều động bộ đội đến bắt bọn họ. Chúng ta cũng đi nhanh thôi, đúng một lát nữa là bắt luôn cả chúng ta đấy. Các vị khách xì xào bàn tán một hồi, ai cũng mạnh bạo xông ra khỏi cửa khách sạn, không bao lâu thì tất cả đều đã bỏ chạy hết. Chỉ để lại ba cha con nhà họ Phạm, còn có Ngô Diệu Hoa, ngoài ra còn có 6 sát thủ bị bắn trúng cổ tay. Tất cả mọi người đều rời đi thì càng khiến trong lòng cha con nhà họ Phạm càng thêm sợ hãi. Thứ khiến cho bọn họ càng sợ hãi hơn đã đến, chỉ nghe Vũ Thanh hỏi xin chỉ thị từ Hoàng Thiên,
cậu chủ, bây giờ ba cha con nhà họ Phạm xử lý sao đây? Khi Hoàng Thiên vừa nói ra những lời này, ngay cả Vũ Thanh cũng rất kinh ngạc, không kìm được nhìn Hoàng Thiên chằm chằm. Vũ Thanh thật sự không ngờ, bây giờ cậu chủ lại có sự thay đổi lớn như vậy, đây vẫn còn là Hoàng Thiên lúc nhỏ có tính cách ôn hòa hay sao? Vũ Thanh có suy nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, bởi vì anh ta hiểu Hoàng Thiên rất rõ, hơn nữa chỉ dừng lại lúc Hoàng Thiên còn nhỏ. Thật ra anh ta không biết, 10 năm này Hoàng Thiên chịu biết bao nhiêu nhục nhã nên tính cách đã sớm biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Hùng nghe được những lời này, sợ tới mức hồn bay lên trời. Má ơi, muốn xử bắn bọn ta hay sao? Trong đầu ba cha con nhà họ Phạm đều có chung suy nghĩ này, trong thời gian ngắn sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Đặc biệt là Phạm Văn Hồng, lão già này cực kỳ tiếc mạng, con trai có tiền có thế, ông ta cũng được thơm lây mở sòng bạc ở các nơi trong nước, lợi nhuận kiếm được cũng khoảng cỡ vài trăm tỷ. Nhiều năm như vậy, cuộc sống của Phạm Văn Hồng phải nói là cực kỳ thoải mái. Tiền bạc, địa vị, mỹ nữ, tất cả đều có, ông ta thật sự không muốn chết đâu. Không không không, cậu Hoàng Thiên, anh không thể làm vậy, cậu không thể giết chúng tôi. Phạm Văn Hùng run rẩy lớn giọng gào thét, mà bắt đầu, gần như khóc nức nở. Cậu Hoàng Thiên, anh ngàn vạn lần đừng giết tôi biết sai rồi, cũng không dám đến trêu chọc anh nữa đâu mài. Phạm Văn Doãn càng sợ hãi hơn. Khóc lóc cầu xin Hoàng Thiên. Phạm Văn Hùng xem như có dũng khí, tuy trong lòng cũng sợ bị giết nhưng anh ta vẫn đứng đó không lên tiếng, so với cha và em trai mình thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngô Diệu Hoa đứng hoa mặt vào tường cũng suy nghĩ, không biết cô ta có nằm trong danh sách bị xử bắn hay không, đã sớm bị dọa đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Anh Hoàng Thiên, anh, chắc không phải ngay cả em, anh cũng giết đấy chứ. Ở trước mặt Hoàng Thiên, Ngô Diệu Hoa cũng không dám kiêu ngạo. Bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu, đi đến trước mặt Hoàng Thiên hỏi. Tùy tâm trạng. Giọng điệu Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói với Ngô Diệu Hoa. Tùy tâm trạng. Ngô Diệu Hoa không hiểu rõ lắm Hoàng Thiên có ý gì, nhưng mà cô ta lại rất có biện pháp, cứ cố hết sức biểu hiện thuần khiết xinh đẹp trước mặt Hoàng Thiên, hy vọng có thể khiến Hoàng Thiên thương hoa tiếc ngọc, tha cho cô ta một lần. Hoàng Thiên nhìn thấy cô ta như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vốn dĩ Hoàng Thiên cũng chỉ định hù dọa mấy người này thôi, huống hồ cho dù anh có thật sự đánh chết cha con Phạm Văn Hồng đi chăng nữa thì cũng không tính giết người phụ nữ này, dù sao Ngô Diệu Hoa cũng không trực tiếp trêu chọc đến Hoàng Thiên. Vừa nhìn thấy bạn gái của mình ở trước mặt Hoàng Thiên tỉ tiện như vậy, Phạm Văn Hùng cảm thấy đỉnh đầu mình là một thảo nguyên xanh lè luôn rồi, vừa ngộp thở vừa tức giận. Hoàng Thiên, mày có gan thì giết hết bọn tao đi, giết bọn tao rồi, sau này mày cũng đừng mong được sống yên ổn. Đàn em của tao sẽ không buông tha cho mày đâu. Phạm Văn Hùng lết đến gần Hoàng Thiên quát lớn, trọng lời nói tràn đầy uy hiếp. Thứ mà Hoàng Thiên ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, vốn dĩ ban đầu anh không có ý định lấy mạng Phạm Văn Hùng, nhưng mà bây giờ, anh không ngại thành toàn cho anh ta đâu. Cậu đang uy hiếp tôi à? Hoàng Thiên xa sầm mặt, nhìn chằm chằm Phạm Văn Hùng hỏi. Thấy bộ dạng Hoàng Thiên khí thế u ám như vậy, trong lòng Phạm Văn Hùng thật sự sợ hãi. Thế nhưng theo như Phạm Văn Hùng thấy, anh ta chắc chắn phải chết, dù gì anh ta cũng sắp chết rồi, thì phải chết cho có thể diện một chút. Không phục nhìn Hoàng Thiên chằm chằm. Không chịu, được thôi, tôi dùng chai rượu thay thế, lại thưởng thêm cho cậu 5 chai rượu nữa này. Hoàng Thiên vừa dứt lời thì lại muốn đi tìm chai rượu. Phạm Văn Doãn sợ hãi, vội vàng xua tay với Hoàng Thiên, không không, tôi bằng lòng mà. Nói xong. Phạm Văn Doãn đứng dậy chạy đến bên cạnh Phạm Văn Hồng, cùng đập đầu vào tường với ông ta. Lúc này, Phạm Văn Hùng cũng tỉnh dậy, lầm bầm đứng lên, bước đi loạng choạng, vẫn còn vô cùng choáng váng. Cậu cũng đi qua đó đập đầu vào tường đi, ba cha con mấy người nên ở bên cạnh nghĩ đến đây, Phạm Văn Hùng bỏ qua sự sợ hãi của mình, trợn mắt mắng Hoàng Thiên, mẹ, ông đây uy hiếp mày thì sao? Có gan thì mày cứ giết, đàn em của tao sẽ đuổi giết mày và người nhà mày. Cho đến khi nào tất cả bọn mày xuống gặp Diêm Vương mới thôi. Những lời này của Phạm Văn Hùng, xem như hoàn toàn chọc giận Hoàng Thiên. Cái tên Phạm Văn Hùng này đi tìm đường chết thật sự thành công rồi, cho dù bây giờ Hoàng Thiên có ở trước mặt Lâm Ngọc An đi nữa thì anh nhất định cũng phải làm thịt Phạm Văn Hùng. Rất tốt, nếu mày đã có gan không sợ chết như vậy rồi thì tao đây sẽ thành toàn cho mày. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó cầm lấy cây súng trường tự động từ trong tay một dòng những người bộ đội đặc công. Sau khi nạp đạn lên nòng,
trong mắt Hoàng Thiên đã tràn ngập sát khí, họng súng nhắm ngay đầu Phạm Văn Hùng, muốn bóp cò. Con mẹ nói, khi Phạm Văn Hùng vừa nhìn thấy Hoàng Thiên chơi thật, anh ta vẫn rất biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện, phát hiện trong mắt Hoàng Thiên tràn đầy sát khí, chắc chắn đã muốn giết người rồi, cái này cũng không phải chỉ muốn dọa anh tai bịch bịch. Hai chân Phạm Văn Hùng lập tức mềm nhũn, quỳ thẳng xuống trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Phạm Văn Hùng chằm chằm, cạn lời. Ông nội, ông tổ ơi, ban nãy con chỉ mạnh miệng thôi, làm sao mà con có thể không sợ chết chứ? Phạm Văn Hùng hoàn toàn không biết xấu hổ, hận không thể nhận Hoàng Thiên làm ông nội, chỉ cần Hoàng Thiên không xử bắn anh ta là được rồi. Hoàng Thiên thật sự mở rộng tầm mắt, cái tên Phạm Văn Hùng này làm người ta cực kỳ cạn lời. Vậy thì mày còn giả vờ nguy hiểm cái gì chứ? Hoàng Thiên gầm lên, nhấc chân đá Phạm Văn Hùng văng ra. Lại nhìn Phạm Văn Hùng, như con chó chết mà ngã ở đó, mà còn nịnh nọt tươi cười với Hoàng Thiên, cười một cái có thể được gọi là vô cùng lúng túng. Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn cảm thấy trên mặt nóng rát, niềm tự hào và chỗ để dựa vào của nhà bọn họ, là Phạm Văn Hùng, nhưng ngay lúc này đây, Phạm Văn Hùng cứ như trò hề, không có chút cốt khí nào cả. Không muốn chết à? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Dạ, đúng vậy ông nội, ông thả con đi, con sẽ trở về Bắc Giang, cả đời này cũng sẽ không bao giờ bước vào thành phố Bắc Ninh nửa bước. Bây giờ có nói gì đi nữa thì Phạm Văn Hùng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ cần Hoàng Thiên đồng ý tha cho anh ta một lần là được. Vậy được rồi, nhớ kỹ lời mày đã nói hôm nay, Hoàng Thiên trầm giọng nói. Phạm Văn Hùng nghe xong lập tức mừng rỡ, xem ra có thể giữ lại một mạng rồi. Cảm ơn cậu Hoàng Thiên. Đừng vội cảm ơn, mày nên để lại vài món đồ đã, nếu không mày sẽ không nhớ rõ ngày hôm nay đâu. Hoàng Thiên u ám lạnh lẽo nói với Phạm Văn Hùng. Trong lòng Phạm Văn Hùng lột bột một cái, dựa vào trực giác. Anh ta có thể cảm nhận được, đồ mà Hoàng Thiên muốn lấy nằm trên người anh ta. Cậu Hoàng, cậu muốn tôi để lại cái gì vậy? Tôi còn rất nhiều tiền, tôi có thể để lại tiền. Phạm Văn Hùng nhìn Hoàng Thiên hỏi. Tiền tao không cần, muốn một ngón tay của mày thôi. Hoàng Thiên nói. Cái này. Phạm Văn Hùng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tuy anh ta cũng được xem như một kẻ hung ác, nhưng cắt đứt một đầu ngón tay thôi, anh ta cũng chịu không nổi. Cậu Hoàng. Đừng như vậy mà. Còn tiếp tục lề mề than vãn nữa thì hai ngón, tự mình cắt nhanh lên. Hoàng Thiên nghiêm nghị quát. Làm Phạm Văn Hùng sợ tới mức hồn cũng sắp bay luôn, anh ta biết Hoàng Thiên nói được làm được, nếu không nhanh chóng cắt, có thể Hoàng Thiên thật sự sẽ muốn hai ngón tay của anh ta. Con mẹ nó Hoàng Thiên, mày chờ đó cho tao. Phạm Văn Hùng mắng chửi thầm Hoàng Thiên trong lòng, đã hạ ngoan tâm, nhất định phải phát động trả thù điên cuồng. Rút ra một cây dao nhỏ bên hông, Phạm Văn Hùng đặt ngang một ngón tay lên mặt đất, ngay sau đó nhắm mắt cắn chặt răng. Phập! Theo tiếng hét thảm của Phạm Văn Hùng, thằng này đã hôn mê luôn rồi. Đều cút đi, nhớ kỹ, đừng để tao nhìn thấy. Bất cứ ai trong chúng mày lần nữa. Hoàng Thiên cảnh báo mấy người Phạm Văn Hùng, sau đó dẫn theo Lâm Ngọc An nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Phạm Văn Hùng và Phạm Văn Doãn thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Thiên đi rồi. Bọn họ mới thật sự thoát hiểm. Phú Thanh mang theo người của anh ta đi sát Hoàng Thiên, cũng ra khỏi khách sạn. Trương Lan Phượng đâu còn lá gan ở lại đó ngồi ngốc nữa. Vội vàng đi theo Hoàng Thiên, rất sợ anh sẽ bỏ bà ta ở lại đây. Cậu chủ, tôi dẫn người đi trước, có chuyện gì thì gọi tôi. Phú Thanh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đưa mắt nhìn Phú Thanh dẫn người rời khỏi, sau đó anh mang theo anh ta cũng không muốn bị hét sót, anh ta còn chưa sống đủ đâu. Cậu chủ Hoàng Thiên, anh đừng như vậy. Phạm Văn Hùng sợ rồi, anh ta ôm lấy bắp đùi của Hoàng Thiên, mặt mũi tràn đầy sự cầu xin. So với thái độ vừa rồi của Phạm Văn Hùng, sự tương phản cũng hơi bị lớn rồi, thật sự khiến người khác kinh ngạc. Hoàng Thiên cũng bị sét đánh không nhẹ, còn tưởng Phạm Văn Hùng là một người đàn ông xương cốt cứng rắn, ai mà ngờ cái thằng này lại là miệng cọp gan thỏ chứ. Lúc sắp chết lại là bộ dạng xấu hổ như vậy. Mày không phải là một lòng muốn chết hay sao? Sao vậy? Bây giờ sợ rồi. Lâm Ngọc An lên xe. Chờ mẹ một chút đã. Trương Lan Phượng nhanh chóng chạy tới, mở cửa bước lên xe, ngồi ở hàng ghế sau. Hoàng Thiên vốn dĩ không định mang theo Trương Lan Phượng, bởi vì anh thật sự quá chán ghét người phụ nữ này. Nhưng vì cha con nhà họ Phạm vẫn còn ở trong khách sạn chưa ra, Trương Lan Phượng lạc đàn mà nói, chắc chắn không thể gây ra rắc rối gì.
cho nên Hoàng Thiên cũng không đuổi bà ta xuống xe, lái xe trở về biệt thự. Trong khách sạn, lúc này Ngô Diệu Hoa đã lay tỉnh Phạm Văn Hùng, đang băng bó vết thương cho anh ta. Cái tên họ Hoàng này, tao thề tao phải biết chết mày. Vẻ mặt Phạm Văn Hùng âm tàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nói nữa, chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện xử lý ngón tay, rồi sau đó rời khỏi thành phố Bắc Ninh, mảnh đất đầy sự thị phi này. Phạm Văn Hùng căng thẳng nói, sau đó nhặt ngón tay của Phạm Văn Hùng lên, mang mọi người rời khỏi khách sạn, chạy thẳng đến bệnh viện. 6 sát thủ mà Phạm Văn Hùng gọi tới, tất cả đều cần phải trị liệu, nhưng Phạm Văn Hùng cũng không dám để họ ở trong bệnh viện thành phố Bắc Ninh, nên định để họ về Bắc Giang chữa trị. Anh Hùng, anh kiên nhẫn chờ đợi một chút, em đã có biện pháp đối phó Hoàng Thiên rồi. Trên đường đến bệnh viện, cái miệng nhỏ nhắn của Ngô Diệu Hoa mím lại, lạnh lùng nói. Phạm Văn Hùng đau đến choáng váng, sau khi nghe thấy mấy câu Ngô Diệu Hoa nói, anh ta giống như vô tình bị đâm một nhát mạnh, trong phút chốc liền cảm thấy đau đến không thở nổi. Em yêu, em nói thật sao? Em có cách đối phó với Hoàng Thiên? Phạm Văn Hùng dò hỏi Ngô Diệu Hoa. Ngô Diệu Hoa vẫn còn rất đắc ý, nhếch môi nói với Phạm Văn Hùng, anh Hùng, lẽ nào anh quên nhà em làm gì rồi hay sao? Phạm Văn Hùng gật đầu một cái, nói với Ngô Văn, đương nhiên là không quên rồi, thế nhưng Hoàng Thiên đó mất dạy như vậy, lại còn có chiến đội đặc biệt giúp anh ta, cha em có xử nổi anh ta không đấy? Thấy Phạm Văn Hùng không tin tưởng cô ta đến thế, Ngô Diệu Hoa tức đến hộc máu. Hứ, anh khinh thường cha em, anh đừng quên nếu xét về thực lực thì cha em mạnh hơn anh nhiều. Ngô Diệu Hoa nói, Phạm Văn Hùng cũng thừa nhận điểm này, cha vợ tương lai của anh, Ngô Bá Khuê là một nhân vật rất tài giỏi. Ở tỉnh Khánh Hòa, Ngô Bá Khuê là nhân vật trong truyền thuyết, vừa bí mật lại vừa máu lạnh, rất nhiều người chỉ cần nghe thấy tên Ngô Bá Khuê là đã sợ đái ra quần. Ngô Diệu Hoa, anh nào dám khinh thường bố em chứ? Lát nữa anh sẽ làm theo lời em nói, chúng ta lập tức đi đến chỗ bố em, xin ông ra tay báo thù cho anh. Phạm Văn Hùng nịnh nọt Ngô Diệu Hoa. Ngô Diệu Hoa hừng một tiếng, không nói gì, thế nhưng trong lòng cô ta đã nghĩ tới chuyện bố cô sẽ xử lý Hoàng Thiên thế nào. Sau khi đưa Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng về biệt thự, Hoàng Thiên một mình lái xe đến công trường Sơn Trang Cẩm Viên. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Hoàng Thiên đã mấy ngày không xem tình hình của công viên nước và Sơn Trang Cẩm Viên rồi. Hạng mục công viên nước ở ngoại ô phía Tây là hạng mục lần đầu tiên trong đời Hoàng Thiên đầu tư, thế nên anh rất kỳ vọng vào hạng mục này. Còn về Sơn Trang Cẩm Viên, Hoàng Thiên đang chuẩn bị dốc sức hoàn thành nó, anh muốn giúp Lâm Ngọc An hoàn thành tâm nguyện. Hạng mục công viên nước đã dần định hình được đôi chút, sau khi Hoàng Thiên quan sát nơi này một lượt, anh liền đi đến Sơn Trang Cẩm Viên. Thấy Sơn Trang Cẩm Viên đã sắp hoàn toàn thi công xong xuôi, tâm trạng Hoàng Thiên vô cùng vui vẻ, anh cũng không lập tức nói cho Lâm Ngọc An biết, mà chuẩn bị cho Lâm Ngọc An một bất ngờ lớn. Cậu Thiên, cậu tới rồi. Tô Quân Long đang trông coi thi công công trường, thấy Hoàng Thiên tới, ông lập tức nhiệt tình ra nghênh đón, chào hỏi Hoàng Thiên một tiếng. Lúc này Tô Quân Long đang đội một chiếc mũ an toàn màu đỏ, ông đã bị cháy nắng tới đen thui, sau khi Tô Quân Long nhận hạng mục thi công Sơn Trang Cẩm Viên, ông ấy cũng đã hao tổn công sức không hề ít. Chỉ có điều, Hoàng Thiên nhận ra bác Tô có rất nhiều tâm sự, dường như ông đang lo lắng điều gì đó. Bác Long à, cháu và con gái bác là bạn học, bác cứ gọi cháu là cháu xưng bác là được rồi. Hoàng Thiên cười nhẹ với Tô Quân Long, vì nể mặt Tô Lạc Yến nên anh vẫn rất khách sáo với Tô Quân Long. Tô Quân Long có cảm giác được yêu ái mà thất kinh, bởi vì ở trong lòng ông, Hoàng Thiên vẫn là một nhân vật ông với không tới. Ông có thể tiếp nhận hạng mục Sơn Trang Cẩm Viên này, có thể kiếm được gần 100 triệu để trả hết nợ, hoàn toàn đều nhờ vào việc Hoàng Thiên là bạn học của con gái ông, Hoàng Thiên đã giúp đỡ ông nhiều lắm rồi. Không đâu cậu, tôi nào dám gọi như vậy chứ? Tô Quân Long thấp thỏm, khiêm tốn nói. Lạc Yến thì sao, cô ấy không có ở đây ạ? Hoàng Thiên nhìn xung quanh, thuận tiện hỏi bác Tô. Tô Quân Long vẫn luôn có một tâm nguyện, đó là con gái Tô Lạc Yến có thể có gì đó với Hoàng Thiên. Bởi vì theo như hiểu biết của Tô Quân Long, Hoàng Thiên là người ở rể, dường như anh ở nhà vợ không được đối xử tốt lắm, có lẽ hôn nhân của Hoàng Thiên và vợ anh cũng sẽ không dài lâu được. Con gái ông xinh đẹp cao giáo, lại còn là bạn học với Hoàng Thiên, hai người họ rất có khả năng xảy ra gì đó. Vì vậy khi Tô Quân Long nghe Hoàng Thiên nhắc đến Tô Lạc Yến, trong lòng cảm thấy vô cùng kích động. Lạc Yến ấy à, con bé đang ở trong văn phòng của tôi rồi. Bác Tô lắp bắp nói với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên thấy vậy liền nhíu mày, lúc này, anh có thể nhìn ra dáng vẻ ấp úng của Tô Quân Long rất có vấn đề. Bác Long, bác gặp phải chuyện gì sao? Hoàng Thiên nhìn Tô Quân Long, tùy ý hỏi một câu. Không có, không có chuyện gì hết. Tô Quân Long đầu đầy mồ hôi, lúng túng cười với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng đâu phải dễ bị qua mặt, anh nhìn thấy rất rõ, Tô Quân Long đã gặp phải chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện rất đáng sợ. Thế nhưng nếu Tô Quân Long đã nói chắc nịch như vậy, Hoàng Thiên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Lúc này, anh đi về phía văn phòng của Tô Quân Long. Tô Quân Long thấy đi phía sau Hoàng Thiên, giống như người làm đi theo anh vậy. Mấy người công nhân đang làm việc đều nhìn thấy cảnh tượng này hết, ở trên công trường, Tô Quân Long là người có tiếng nói, vậy mà giờ đây lại đi phía sau Hoàng Thiên như thằng cu ly, việc này khiến mấy người công nhân vô cùng hiếu kỳ, họ không biết Hoàng Thiên rốt cuộc đang làm gì. Cậu Thiên, cậu đi gọi Lạc Yến ra đi. Thấy sắp tới cửa văn phòng rồi, Tô Quân Long cướp lời trước, đi đến trước mặt Hoàng Thiên, ông cười gượng gạo nói. Hoàng Thiên càng cảm thấy bên trong nhất định có vấn đề, sao Tô Quân Long lại căng thẳng đến nỗi này. Hơn nữa, hình như Tô Quân Long không muốn Hoàng Thiên đi vào văn phòng lắm, điểm này Hoàng Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được. Ha ha, không nhất thiết phải như vậy, cháu vào gặp Lạc Yến là được rồi. Hoàng Thiên mỉm cười, sau đó đi vào văn phòng. Việc này khiến bác Tô tức đến nỗi suýt nữa thì dậm chân, bởi vì ông biết ông không giấu nổi Hoàng Thiên nữa rồi. Thấy Hoàng Thiên đi vào văn phòng, Tô Quân Long cảm thấy vừa buồn bực lại vừa lo lắng. Sau khi Hoàng Thiên đi vào văn phòng, anh đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì phía sau bàn làm việc của Tô Quân Long lại có một người thanh niên tầm hai mấy tuổi đang ngồi ở đó. Người đàn ông này ăn mặc rất chỉnh chu, đồng hồ đeo tay cũng là hàng cao cấp mấy trăm triệu, vẻ mặt anh ta kiêu ngạo, vừa nhìn là biết loại người bình thường đã quen kiêu căng với người khác rồi. Điều khiến Hoàng Thiên phản cảm nhất là tên nhóc này lại vắt hai chân lên bàn làm việc, nhàn nhã hút thuốc, dáng vẻ rất chỉ là hưởng thụ. Người đang đối diện với người đàn ông này là Tô Lạc Yến, cô ấy đứng bên cạnh bàn làm việc, dáng vẻ yểu điệu nóng bỏng. Hoàng Thiên thừa nhận, bất luận là về tướng mạo hay vóc dáng, Tô Lạc Yến đều không thua kém Lâm Ngọc An, cô ấy khẳng định là một mỹ nhân. Điều quan trọng nhất là khi Hoàng Thiên học phổ thông, bạn bè và thầy cô trong lớp không ai thích anh cả, họ đều rất bài xích anh. Nguyên nhân là vì khi Hoàng Thiên đi học, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn nên đã bị kỳ thị. Chỉ có lớp trưởng Tô Lạc Yến là rất quan tâm đến anh, cũng không hề xem thường anh, đoạn ký ức này anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Vậy nên từ đầu đến cuối, Hoàng Thiên luôn đối xử khác với Tô Lạc Yến, anh rất quý trọng tình bạn khác giới này. Thế nhưng bây giờ Hoàng Thiên lại cảm thấy bầu không khí trong văn phòng rất kỳ quái. Tô Lạc Yến đứng ở đó, rõ ràng rất gò bó, rất căng thẳng, còn người đàn ông kia lại háo sắc nhìn Tô Lạc Yến, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Tô Lạc Yến. Mẹ nó nữa, thảo nào bác Long không muốn để anh đi vào văn phòng, thì ra trong văn phòng có tên nhóc này. Tô Quân Long đang làm cái quái gì vậy? Tên nhóc này vừa nhìn là biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì, Tô Quân Long lại cứ thế yên tâm để Tô Lạc Yến ở một mình với anh ta. Trong lòng Hoàng Thiên thầm nghĩ vậy, sau khi quan sát kỹ lưỡng người thanh niên này một lúc, anh đột nhiên kinh ngạc. Tên nhóc này sao lại quen thế nhỉ? Khi Hoàng Thiên nhìn người đàn ông trẻ tuổi này, ánh mắt người đàn ông đó cũng luôn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Nhìn đủ 10 giây, người đàn ông này đột nhiên cười ha ha một hồi, anh ta lắc chân phải, lười nhác nói với Hoàng Thiên, tôi nói sao mà nhìn quen thế không biết, đây không phải Hoàng Thiên sao? Sau khi Hoàng Thiên nghe thấy giọng Việt được rất riêng của người đàn ông, anh đã nhớ ra rồi, người đàn ông này cũng là bạn thời phổ thông của anh, Phương Vũ. Khi còn học phổ thông, Phương Vũ là một tên đại gia. Là đồng bọn với tên Vương Tử Tuyên bị anh làm cho tên phế kia. Thật sự không ngờ được, hôm nay, tại nơi này lại gặp được Phương Vũ. Là tôi, anh là Phương Vũ, Hoàng Thiên nhìn Phương Vũ, rất bình tĩnh nói. Trên mặt Phương Vũ hiện ra nụ cười hứng thú, anh ta quan sát Hoàng Thiên một lượt, trong lỗ mũi không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng. Anh ta nghĩ, nghèo thì cho gì có bao nhiêu năm đi chăng nữa vẫn cứ nghèo, khi đi học Hoàng Thiên là kẻ bị cả lớp ghẻ lạnh. Bây giờ bước chân vào xã hội rồi mà anh vẫn ăn mặc quê mùa đến như vậy. Vào giây phút này, Phương Vũ càng xem thường Hoàng Thiên hơn nữa. Ha ha, anh làm việc ở công trường này hả? Cũng không tệ nha, có Lạc Yên ở nơi này quản lý, cô ấy có thể bố thí anh vài bữa cơm. Vẻ mặt Phương Vũ rất đắc ý, bạn học cũ gặp nhau mà anh ta không hề khách sáo với Hoàng Thiên chút nào hết.
Hoàng Thiên vừa nhìn đã hiểu, tên nhóc Phương Vũ này vẫn tính nào tật nấy, vẫn ngạo mạn y như lúc đi học, vẫn khinh thường người khác như vậy. Bỏ đi, tôi và Lạc Yến ở đây có chút quan hệ hợp tác. Hoàng Thiên rất thản nhiên đáp lại một câu. Quan hệ hợp tác? Ha ha, đúng thật là buồn cười quá mà, tên Hoàng Thiên này biết rát vàng lên mặt mình từ lúc nào thế? Lại còn nói hợp tác với Tô Lạc Yến. Trong lòng Phương Vũ thầm cười nhạo, anh ta càng cảm thấy Hoàng Thiên thật nực cười, vì thể diện mà có thể khoác lác như vậy. Ha ha, thế à? Vậy hợp tác theo kiểu nào thế? Là anh làm việc cho Lạc Yến, Lạc Yến trả lương cho anh à? Phương Vũ cười cay nghiệt nói. Tô Lạc Yến đứng ở đó không nói gì, thế nhưng cô đã ghét bỏ Phương Vũ ra mặt rồi. Hơn nữa Phương Vũ còn cho rằng Hoàng Thiên là công nhân dưới tay Tô Lạc Yến, điều này càng khiến Tô Lạc Yến cảm thấy buồn cười hơn. Đúng là mắt chó không hiểu sự đời, Phương Vũ à, sao anh vẫn dùng ánh mắt năm đó để nhìn Hoàng Thiên nữa vậy? Trong lòng Tô Lạc Yến thầm nghĩ vậy, thế nhưng cô cũng lười giải thích những việc này với Phương Vũ, bởi vì vừa nãy Phương Vũ luôn nói mấy lời xến xúa với cô, chính là kiểu vừa đấm vừa xoa với cô, lại còn hiện rõ vẻ cha nam bi ổi. Đúng thật là, tên nhóc Phương Vũ này vẫn luôn nhớ nhung Tô Lạc Yến, suốt mấy năm anh ta vẫn quấy rối Tô Lạc Yến, thế nhưng dạo gần đây tần suất ngày càng nhiều hơn. Vào lúc nấy, Phương Vũ tìm đến đây, cố ý muốn dẫn Tô Lạc Yến đi xem phim, cứ bám mãi lấy cô không thôi. Mà với quyền thế và bối cảnh của Phương Vũ, Tô Quân Long cũng không dám nổi giận ra mặt, chỉ cần Phương Vũ không quá phận thì Tô Quân Long vẫn sẽ không dám xé tan bản mặt Phương Vũ ra. Tô Lạc Yến cũng hết cách, cô biết cô không đắc tội nổi với tên Phương Vũ này, vậy nên cũng chỉ có thể mặt dày nghe Phương Vũ lải nhải với cô. Hoàng Thiên lại không biết được những điều này. Vốn dĩ bạn học cũ gặp mặt thì nên ôn lại chuyện cũ mới phải, nhưng thấy Phương Vũ vừa gặp đã sủa tiếng chó như này, Hoàng Thiên cũng rất thất vọng với người bạn cũ. Xem ra chó thì làm sao có thể không ăn xít được, xem ra Phương Vũ vẫn y như hồi đi học, vẫn chẳng ra cái dạng gì hay ho cả. Trong lòng Hoàng Thiên đã có cách, lúc này anh mỉm cười, nói với Phương Vũ, anh nghĩ sao cũng được hết, thế nhưng nói qua cũng phải nói lại, cho dù tôi ở đây làm công thì cũng chẳng sao cả. Ha ha. Ở đây làm công mà cũng gọi là đi làm. Việc này chẳng khác lao động khổ sai là mấy. Phương Vũ càng nói càng đắc ý, lúc này anh ta đứng lên, đi tới gần Tô Lạc Yến. Lạc Yến, tôi thấy công nhân bên ngoài đều đang làm việc, Hoàng Thiên không làm việc mà chạy tới đây ngây ngốc mà cô cũng không nói gì hay sao. Phương Vũ nói tới đây, anh ta đưa tay ra định ôm eo Tô Lạc Yến, động tác vừa thô tục lại liều lĩnh. Tô Lạc Yến sớm đã phòng bị Phương Vũ. Cô lập tức lùi về sau hai bước, không kiềm chế được mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa thấy dáng vẻ từ chối như vậy của Tô Lạc Yến, Phương Vũ lại càng hứng thú hơn, anh ta cười hì hì đuổi theo, nói với Tô Lạc Yến, đi đi Lạc Yến, vé xem phim tôi cũng mua rồi, hai chúng ta đã mấy tháng không gặp nhau, chỉ bằng ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau buổi đi. Tôi thật sự không đi được, Tô Lạc Yến rất nhãn nại nói với Phương Vũ. Ha ha, không sao, có bố cô ở đây. Ông ấy sẽ lo liệu tốt thôi, cô đi với tôi đi. Phương Vũ nói, anh ta lại động tay động chân với Tô Lạc Yến. Hoàng Thiên thấy cảnh trước mắt, trong lòng chẳng biết nói sao. Tên Phương Vũ này không cần mặt mũi nữa hay sao? Anh ta theo đuổi Tô Lạc Yến thì chẳng sao hết, nhưng cũng chẳng có ai lại theo đuổi như anh ta cả. Tô Quân Long nhìn thấy thì tức đến mặt đều tái xanh. Ông ấy làm nhà thầu bao năm nay cũng không phải có tính tình tốt gì. Nếu như không phải kiêng dè bối cảnh của Phương Vũ thì Tô Quân Long đã sớm lôi đầu Phương Vũ ra ngoài rồi. Anh Vũ này, tôi thấy hai là anh đổi sang hôm khác đi, hôm nay trên công trường thật sự có nhiều việc lắm. Tô Quân Long đi tới, chăn giữa Phương Vũ và Tô Lạc Yến, nén giận khuyên Phương Vũ. Trong lòng Phương Vũ rất khó chịu, thế nhưng anh ta vẫn nhẫn nại cười nói với Tô Quân Long, bác Long, hôm nay tôi có chút thời gian, hơn nữa tôi rất nhớ Lạc Yến nên muốn ra ngoài đi dạo với cô ấy. Tô Quân Long nghe thế thì mặt đen lại, nghĩ Phương Vũ này là loại người gì vậy? Anh ta và Lạc Yến chỉ là bạn bè lại dám nói nhớ con bé. Nói năng tùy tiện quá rồi đấy. Thấy Tô Quân Long không lên tiếng, Phương Vũ hơi mất kiên nhẫn, giọng điệu anh ta cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Bác Long, tôi nhận ra bác quản lý con gái mình cũng nghiêm khắc quá rồi đấy. Cô ấy đã là người thành niên rồi, lại nói thêm tôi và cô ấy cũng là bạn bè, hai chúng tôi đi ra ngoài bác còn có gì không yên tâm sao? Tô Quân Long nhìn Phương Vũ nói thế thì biết anh ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn rồi. Anh Phương, nếu anh đã nói đến chuyện này thì tôi nói thẳng với anh vậy, tôi hiểu dụng ý của anh, nhưng tôi muốn nói cho anh biết,
anh và Lạc Yến không hợp nhau, anh đừng lãng phí sức lực và thời gian lên người con bé nữa. Tô Quân Long có ý đuổi thẳng Phương Vũ, chuẩn bị khiến tên nhóc này hoàn toàn bỏ hết mấy suy nghĩ kia đi, không làm phiền Tô Lạc Yến nữa. Thế nhưng Tô Quân Long nghĩ chuyện này đơn giản quá rồi, Phương Vũ đâu có dễ khuyên giải như thế. Ha ha, bác Long, lời bác nói không đúng rồi, tôi và con gái bác ở bên nhau có hợp hay không thì chỉ có thì mới biết được. Sao bác có thể định đoạt luôn là hai chúng tôi không hợp chứ? Phương Vũ cười khẩy, nhìn chằm chằm bác Long. Thái độ của Lạc Yến đã nói lên tất cả, giữa hai người không có khả năng đâu. Anh Phương, tôi vẫn mong anh tự trọng một chút, đừng quấy nhiễu con bé nữa. Tô Quân Long nghiêm khắc nói. Bây giờ ông đã không nhịn được nữa, lời nói ra cũng cứng rắn hơn rất nhiều, bởi vì có Hoàng Thiên ở đây, mà ông luôn cảm thấy thế. Thế nhưng những lời nói của Tô Quân Long lại chọc tức Phương Vũ. Sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi, anh ta đột nhiên nói to, bác Long. Tôi cho ông mặt mũi mà ông không cần. Tôi nói cho ông biết, người đẹp đợi tôi yêu thương không đủ 1.000 cũng đủ 800. Ông đây nhìn chúng con gái ông là phúc phận của nhà các người, ông đừng có mà không biết tốt xấu. Lời này đã khiến Tô Quân Long rất phẫn khi ở trước mặt con gái, đặc biệt là ở trước mặt Hoàng Thiên. Tô Quân Long cảm thấy mặt mũi đều mất hết rồi, bị Phương Vũ quát mắng như vậy sao ông có thể chịu nổi. Tô Quân Long cũng là người cần thể diện, lúc này ông đã tức đến run cầm cập. Ông chỉ vào Phương Vũ, nói, anh ra ngoài cho tôi ha ha, kêu tôi ra ngoài. Mẹ nó, ông không nhầm đấy chứ, tôi cho ông thể diện mà ông không cần, vậy thì tôi cũng không khách khí với ông nữa. Tô Quân Long, ông có tin tôi khiến công trình của ông dừng ngay hay không? Ông có tin tôi san bằng Sơn Trang Cẩm Viên không hả? Phương Vũ vô cùng kiêu ngạo chỉ vào Tô Quân Long, nói. Sắc mặt Tô Quân Long tím xanh, ông rất tức, cũng rất khó chịu. Thế nhưng ông cũng không dám phản bác lại mấy câu, bởi vì ông biết Phương Vũ thật sự có khả năng làm ra tất cả những chuyện này. Hoàng Thiên ở bên cạnh yên lặng xem Phương Vũ ở đây tác quái, trong lòng anh thật sự cảm thấy rất nực cười. Mặc dù nói nhà Phương Vũ rất có tiền, nhưng những lời vừa nãy anh ta cũng chém quá tay rồi. San bằng Sơn Trang Cẩm Viên, anh ta thử san bằng thử xem. Tô Lạc Yến cắn chặt môi, cô thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Cô quay đầu nhìn Hoàng Thiên, trong mắt đầy vẻ cầu cứu. Hoàng Thiên nhìn ánh mắt đó của Tô Lạc Yến, đầu anh cũng run lên, anh rất đau lòng cho cô. Phương Vũ, anh ra ngoài đi, nể tình bạn học cũ, tôi không muốn gây gổ với anh. Hoàng Thiên chỉ Phương Vũ, bình tĩnh nói. Lời này khiến Phương Vũ ngây người, sau đó anh ta cười lăn lộn. Ha ha ha, tôi nói này Hoàng Thiên, anh có thể dừng làm mấy chuyện hài hước nữa được không? Vừa nãy anh nói gì? Gây gổ với tôi. Phương Vũ cười đến da mặt đều đau, giống như thấy Hoàng Thiên là kẻ ngốc vậy, anh ta cảm thấy lúc này Hoàng Thiên thật sự rất tấu hài. Còn cần tôi phải nói lần thứ hai sao? Khuôn mặt Hoàng Thiên trầm xuống, anh nhìn Phương Vũ nói. Mẹ kiếp, tên này đúng là nghiện khoác lác nhỉ, anh có phải là người không đấy, dám lớn tiếng trước mặt tôi. Hoàng Thiên, có phải anh quên gia đình mình như thế nào rồi không, quên mình là kẻ yếu đuối vô tích sự rồi à? Phương Vũ liếc nhìn, chế giễu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không muốn đứng đây lải nhải với người này nữa, nếu anh ta đã không muốn tự biến đi thì Hoàng Thiên anh cũng không ngại giúp anh ta. Anh vừa định đi đến chỗ Phương Vũ thì Tô Quân Long liền kéo Hoàng Thiên lại. Cậu Thiên, cậu đừng kích động, người này chúng ta không động vào nổi đâu. Tô Quân Long thấp giọng, lo lắng khuyên Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không biết trên thế giới này người mà anh không động vào nổi là ai, lúc này anh nhìn Tô Quân Long. Hỏi, sao lại không động vào nổi? Mặt Tô Quân Long đã nhìn đến đỏ ửng, ông liếc nhìn Phương Vũ, sau đó kéo Hoàng Thiên ra ngoài cửa. Bác Long, có gì thì bác mau nói đi, bây giờ cháu không muốn nhìn thấy anh ta thêm một giây nào nữa. Hoàng Thiên mất kiên nhãn nói với Tô Quân Long. Tô Quân Long căng thẳng khuyên Hoàng Thiên, nhà Phương Vũ rất giàu, rất có tiếng ở thành phố Bắc Ninh. Điều khủng khiếp nhất là, Phương Vũ có qua lại với ông Kha Phù. Hoàng Thiên nghe tới đây. Trong lòng càng cảm thấy cạn lời hơn. Nói cả nửa ngày trời, thì ra Tô Quân Long sợ điều này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Thiên thật không ngờ rằng tên Phương Vũ này lại quen biết được với ông Kha Phùi lúc học cấp 2, Phương Vũ là anh đại trong lớp, thậm chí còn là côn đồ ngầu nhất trong cả trường. Lúc đó Phương Vũ sống khá được, không ngờ rằng sau khi tên này vào đời lại còn đi theo ông Kha Phù. Hoàng Thiên liếc nhìn Phương Vũ đang ngồi trong văn phòng,
cuối cùng cũng hiểu tại sao tên này lại có thế lực vậy rồi, vòng vèo cả buổi, hóa ra là dựa vào ông Kha Phù. Nghĩ đến đây, ấn tượng của Hoàng Thiên với Kha Phù càng tệ hơn, lão Phù này, đúng là ai cũng thu nhận cho được, ngay cả tên loại cặn bã như Phương Vũ mà ông ta cũng nhận. Hoàng Thiên cảm thấy về mặt này Kha Phù thua xa Lã Việt, mặc dù những người dưới trướng Lã Việt cũng vàng thau lẫn lộn, nhưng ít nhất Tiêu Tấn và anh Pháo và cả đàn em của họ đều không có vấn đề về nhân phẩm. Cậu Thiên, cậu thấy chuyện này phải làm thế nào đây? Tô Quân Long cảm thấy rất nan giải, không an lòng mà hỏi Hoàng Thiên. Bác Long đừng sợ, cháu sẽ xử lý chuyện này. Hoàng Thiên an ủi Tô Quân Long một phen, sau đó trở về trong văn phòng. Phương Vũ ngồi trong văn phòng đã nghe thấy lời Hoàng Thiên nói với Tô Quân Long, trong lòng tên này càng đắc ý hơn nữa. Có ngọn núi ông Kha Phù chống lưng, Phương Vũ cảm thấy trong tỉnh ngang anh ta có thể đi ngang luôn đấy, sao có thể để mắt đến Tô Quân Long được. Còn về Hoàng Thiên, Phương Vũ càng không coi ra gì, trong mắt anh thì Hoàng Thiên là một tên phế vật, loại phế vật này có gì đáng lo đâu. Hai người thì thầm cái gì ngoài đó vậy? Ha ha, suy tính làm thế nào để đối phó tôi à? Phương Vũ cười huênh hoang, đi đến trước mặt Hoàng Thiên, gương mặt tỏ vẻ khinh thường. Hoàng Thiên nhìn tên Phương Vũ này cảm giác như tên này đúng là biết tìm đường chết. Lời vừa nãy tôi nói, tôi không muốn nhắc lại nữa. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Phương Vũ, anh đã không còn kiên nhẫn với tên này nữa rồi. Ha ha, lúc nãy anh đã nói gì thế? À đúng rồi, muốn tôi rời khỏi đây không làm phiền Tô Lạc Yến nữa sao? Phương Vũ cười to ha ha đắc ý. Sau đó đi đến gần Tô Lạc Yến, lại muốn động tay động chân với Tô Lạc Yến. Tô Lạc Yến thật sự cảm thấy Phương Vũ rất phiền, cô tránh xa Phương Vũ theo bản năng để tự bảo vệ mình, cuối cùng hết cách, chỉ có thể nép bên người Hoàng Thiên. Phương Vũ thấy Tô Lạc Yến dám nép bên người Hoàng Thiên, lúc này anh ta chừng đôi mắt xếch lên, cảm giác chua chua. Bà nội nó, chẳng lẽ tên phế vật Hoàng Thiên này có quan hệ mờ ám với Tô Lạc Yến sao? Nếu không thì sao Tô Lạc Yến lại nép bên cạnh Hoàng Thiên chứ? Trông hai người họ có vẻ rất thân mật. Phương Vũ thầm đoán mò trong lòng, lúc này trong lòng đã rất khó chịu rồi, thấy Tô Lạc Nhiên đứng bên cạnh Hoàng Thiên như chú chim nhỏ vậy, anh ta thật sự hận không thể đánh cho Hoàng Thiên một trận. Ha ha, được đấy phế vật Hoàng Thiên, chẳng trách ăn nói lung tung trước mặt tôi, thì ra là có quan hệ với Tô Lạc Yến à? Tôi nghe nói anh đã đi ở rể có vợ rồi kia mà, không nhìn ra nha. Anh cũng lăng nhăng quá nhỉ, đứng núi này trông núi nọ. Tô Lạc Yến, cô cũng thiếu tự trọng quá đấy, Hoàng Thiên đã là người có vợ rồi mà cô còn dụ dỗ anh ta à? Loại phế vật này cũng đáng để cô dụ dỗ sao? Giờ tôi đúng là phục khẩu vị của cô luôn ấy. Phương Vũ cười lạnh âm hiểm, những lời thốt ra cảnh khiến người ta không tài nào nghe lọt. Tô Lạc Yến vừa nghe những câu này của Phương Vũ, mặt đỏ lên trong tức khắc. Bởi vì dạo gần đây, trong lòng cô thật sự yêu thầm Hoàng Thiên, chỉ là giữa cô và Hoàng Thiên thật sự trong sạch, bị Phương Vũ nói như thế khiến mặt Tô Lạc Yến nóng phừng phừng. Hoàng Thiên thấy Phương Vũ càng nói càng không giống tiếng người, anh làm sao có thể chịu được nữa. Mấy bước đã đến trước mặt Phương Vũ, Hoàng Thiên chỏ vào mũi tên này nói, nếu anh còn nói ra những lời bẩn như CT ấy nữa, coi chừng tôi đánh chết anh đó. Phương Vũ nghịch ra một hồi, anh ta thật sự cảm thấy quá bất ngờ. Bởi vì trong ấn tượng của anh ta, Hoàng Thiên là loại người luôn chịu ức hiếp, có bao giờ dám nói chuyện với anh ta như thế chứ? Ô ha, được lắm Hoàng Thiên, mấy năm không gặp anh có bản lĩnh hẳn ra rồi nhỉ, dám nói chuyện như vậy với Phương Vũ này à? Trên mặt Phương Vũ mang theo nụ cười giễu cợt, hất tay Hoàng Thiên ra tiếp tục nói, nếu ra anh căng quá rồi thì tôi không ngại vuốt lại giúp anh đâu. Hoàng Thiên làm gì có tâm trạng dây dưa với Phương Vũ, lúc này anh nắm lấy cổ áo Phương Vũ, kéo anh ra đến cửa văn phòng. Siết cổ Phương Vũ khiến anh sắp không thở nổi nữa, tức đến nỗi đỏ bừng cả cổ, mắng to, CNM sao mày Hoàng Thiên? Mày dám động tay động chân với tao à? Thịch, Hoàng Thiên vứt mạnh cả người Phương Vũ, khiến tên này ngã mạnh xuống đất. Phương Vũ ngã đau khiến anh ta kêu lên một tiếng, anh ta cảm thấy sức lực của Hoàng Thiên thật sự quá lớn, anh ta hình như không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Mẹ nó! Mày dám động tay động chân với tao à, mày chán sống rồi chứ gì? Phương Vũ tức giận mắng thẳng, cảm thấy bị mất mặt trước mặt Tô Lạc Yến, xông qua muốn đánh Hoàng Thiên. Dầm! Hoàng Thiên chẳng khách khí chút nào, chỉ một chân đã đá cho Phương Vũ lăn ra xa 3-4 mét. Nhìn lại Phương Vũ ôm lấy bụng sắc mặt xanh tím đứng lên, tên này lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Tôn Thành Long,
lập tức đưa người đến đây. Tôi đang ở khu đất công của Sơn Trang Cầm Viên, bị chịu đòn. Sau khi gọi điện thoại xong, Phương Vũ hung ác trừng mắt nhìn Hoàng Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Thiên vậy. Thấy quả nhiên Phương Vũ gọi người đến, Tô Quân Long và Tô Lạc Yến đều bị dọa sợ mất hồn, họ vô cùng căng thẳng. Nhưng trong mắt Hoàng Thiên thì trông Phương Vũ thật sự vô cùng buồn cười. Tôn Thành Long là cọng lông nào, Hoàng Thiên chưa thấy có tiếng tăm gì. Anh mau đi đi Hoàng Thiên, một lát Phương Vũ mà gọi người đến là anh không chạy nổi nữa đâu. Tô Lạc Yến vội đi đến khuyên Hoàng Thiên mau chạy đi. Đúng đó cậu Hoàng, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, cậu mau đi đi, ở đây để tôi lo. Tô Quân Long cũng khuyên Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết chắc chắn Tô Quân Long sẽ không lo liệu được, những chú Tô vẫn được đấy, lúc nguy hiểm mà còn có thể nghĩ đến người khác. Không sao đâu, hơn nữa các người nhận thầu công trình ở đây và cũng làm việc cho tôi lo cho các người cũng là điều tất nhiên thôi. Hoàng Thiên cười nhạt với Tô Quân Long và Tô Lạc Yến. Khiến Tô Quân Long ngơ cả người, ông không biết Hoàng Thiên lấy tự tin ở đâu ra Phương Vũ đã gọi người đến rồi mà sao Hoàng Thiên còn bình tĩnh như vậy được. Tô Lạc Yến say mê nhìn Hoàng Thiên, lúc này, cô cảm thấy Hoàng Thiên thật sự là một người đàn ông đáng tin, loại đàn ông như vậy đúng là khiến người khác có cảm giác an toàn mà. Lời Hoàng Thiên nói lúc nãy, Phương Vũ nghe không sót chữ nào. Khiến cho tên này cảm thấy đầy mơ hồ, trong lòng nghĩ thầm lời Hoàng Thiên nói là thật hay giả. Mày đúng là nói khoác được cái lớn thì không nói cái bé. Tô Lạc Yến nhận thầu công trình là làm việc cho mày à? Mày tưởng Sơn Trang Cầm Viên là nhà mày à? Còn lo cho Tô Lạc Yến nữa chứ? Ha ha, anh mày đúng là con mẹ nó buồn cười mà, một lát mày còn khó bảo vệ được mà còn đòi lo cho người khác nữa sao? Phương Vũ nói kháy chế giễu Hoàng Thiên. Phương Vũ, anh đừng có mà quá đáng. Tốt xấu gì chúng ta cũng từng là bạn học mà anh còn gọi người ngoài đến đối phó với Hoàng Thiên sao? Tô Lạc Yến nổi giận chất vấn Phương Vũ, cô vẫn muốn khuyên Phương Vũ bỏ qua, nếu không một lát mấy tên lưu manh thật sự tìm đến đánh Hoàng Thiên thì phải làm sao? Lạc Yến, đâu phải là tôi quá đáng đâu, cô cũng thấy đó, tên phế vật Hoàng Thiên này dám đánh tôi. Em mờ sao nó, Phương Vũ này sống đến giờ này vẫn chưa ai dám đánh tôi đấy. Phương Vũ trừng to đôi mắt xếch giống to. Tô Lạc Yến thấy Phương Vũ chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua, cô đột nhiên nghĩ tới hình như Hoàng Thiên có quan hệ khá tốt với Lã Việt Mài Phương Vũ, tôi khuyên anh mau chóng dừng lại đi. Hoàng Thiên là bạn tốt của ông Tư Long, Lã Việt đấy, anh dám đối đầu với ông Tư Long sao? Tô Lạc Yến nói to. Chuyện này, lòng Phương Vũ hồi hộp, anh ta vẫn rất sợ Lã Việt. Anh ta là người Bắc Ninh, sao có thể không biết đến Lã Việt được chứ? Thật không thế. Loại người như Hoàng Thiên sao có thể là bạn với Lã Việt được? Lòng Phương Vũ nghi ngờ không thôi, nhưng vừa nghĩ đến người mình theo là ông lớn ông Kha Phù của thành phố Hải Phòng, lá gan anh ta lại phồng lớn trở lại. Hừ, dù nó có quen Lã Việt thì thế nào? Biết sau lưng tôi là ai không hả? Ông Kha Phù của thành phố Hải Phòng đấy. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, không hề quan tâm nói. Tên này cũng biết cáo mượn oai hùm thật. Muốn làm Hoàng Thiên và Tô Lạc Yến phải kiêng dè mà kéo cả ông Kha Phù vào luôn rồi. Tô Lạc Yến cũng từng nghe bố cô nói với cô từ trước, Phương Vũ thật sự có quan hệ thân thiết với ông Kha Phù, cũng chính vì thế mà Tô Lạc Yến mới bị Phương Vũ quấy rối đến mức này. Thở dài một hơi, Tô Lạc Yến hết cách nhìn Phương Vũ nói, anh nói đi, muốn tôi làm thế nào thì anh mới bảo đám người kia đừng đến đây. Phương Vũ thấy Tô Lạc Yến sợ, lựa chọn thỏa hiệp, trong lòng anh ta rất hưng phấn. Liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của Tô Lạc Yến, Phương Vũ cười híp mắt nói, nếu cô đã nói vậy, vậy thì tôi ắt phải cho cô mặt mũi rồi. Chỉ cần cô cùng tôi đi xem phim, buổi tối cũng ở tạm với tôi thì tôi sẽ không xử lý Hoàng Thiên nữa. Câu nói này khiến cả người Tô Lạc Yến run nhẹ, cũng không biết là do bị Phương Vũ chọc giận hay bị dọa sợ nữa. Hoàng Thiên cũng không nhịn được mà nghiến răng, tên Phương Vũ này đúng là được đẳng chân lân đẳng đầu mà, quá vô si. Thấy Tô Lạc Yến không nói gì, Phương Vũ càng kích động hơn, mấy năm gần đây, anh ta có mơ cũng muốn có được Tô Lạc Yến. Đê tiện bước đến trước mặt Tô Lạc Yến, Phương Vũ muốn kéo tay Tô Lạc Yến. Đi thôi Lạc Yến, con người tôi nói được làm được, chỉ cần cô chiều theo tôi thì tôi chắc chắn sẽ không đánh Hoàng Thiên nữa. Phương Vũ cười đê tiện nói, muốn cưỡng ép kéo bàn tay ngọc ngà của Tô Lạc Yến. Mặc dù Tô Lạc Yến rất xoắn xuýt. Muốn giải quyết phiền phức này giúp Hoàng Thiên nhưng cô vẫn thật sự phản cảm với Phương, Vũ, nếu bị Phương Vũ nằm tay thì cô có thể buồn nôn chết mất. Vừa tránh đi thì Phương Vũ lại áp đến,
ôm, thoáng chốc đã ôm lấy Tô Lạc Yến. À, anh làm gì thế? Mau buông tôi ra. Tô Lạc Yến giật mình sợ hãi hét to, tát. Phương Vũ một cái theo bản năng, bốp một tiếng, đánh cho Phương Vũ ngớ cả người, nhưng lập tức lại không quan tâm. Nữa mà cười to một tiếng, đánh đi Lạc Yến, bị cô đánh là niềm vinh hạnh của tôi, đánh là thương mảng là yêu mà, tôi không giận cô đâu. Vừa vô sỉ nói, Phương Vũ vừa ôm chặt lấy Tô Lạc Yến, muốn hôn lên mặt Tô Lạc. Yến Hoàng Thiên thật sự không ngờ rằng Phương Vũ lại có thể làm ra những hành động vô sỉ đến vậy, vừa định bước qua đã thấy Tô Quân Long đã xông lên trước rồi. Mặc dù Tô Quân Long sợ tên Phương Vũ này từ tận đáy lòng, nhưng Tô Lạc Yến dù sao cũng là con gái ông, nhìn con gái mình chịu nhục, Tô Quân Long cũng mặc kệ tất cả. Bốp bốp, Tô Quân Long lao đến trước mặt Phương, Vũ tát vào hai bên mặt Phương Vũ hai cái tát xúc sinh. Buông con gái tao ra. Tô Quân Long tức giận mảng to. Lúc này mắt Phương Vũ lóe lên sự sắc lạnh, sau khi buông Tô Lạc Yến ra, lao đến đấm lên mặt Tô Quân Long nhanh như chớp. Tô Quân Long không kịp trở tay, bị một đấm của Phương Vũ làm ngã xuống, mũi chảy máu. Anh làm gì thế hả? Phương Vũ tôi liều mạng với anh. Tô Lạc Yến bị chọc giận hoàn toàn, cô cũng không nghĩ được nhiều thế nữa, la lớn một tiếng rồi muốn liều mạng với Phương Vũ. Phương Vũ để lộ ra bản chất bị ối của mình, lúc này nằm lấy tóc Tô Lạc Yến muốn đáng cô. Nhưng nắm đấm của anh ta còn chưa buông xuống thì cổ tay đã bị Hoàng Thiên nắm lấy. Tiếng xương giòn giã gãy răng rắc, lực tay của Hoàng Thiên quá mạnh, Phương Vũ có cảm giác như cổ tay như sắp bị Hoàng Thiên bóp nát vậy, đau đớn rú lên. Tao con mẹ mày Hoàng Thiên, mẹ nó mày dám bóp chết tao à, buông tay ra. Phương Vũ trừng tròng mắt đỏ ửng lên, chấm cay nghiệt chửi mắng Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên thật sự nổi giận rồi. Tên Phương Vũ này thật biết tìm đường chết quát bốp 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 bốp. Một tay Hoàng Thiên giữ lấy cổ tay Phương Vũ, tay khác nằm chặt nâm đấm đấm thật mạnh vào mặt Phương Vũ mười mấy đấm. Có muộn số người cứ hạ tiện như vậy đấy, không làm anh ta sẽ không biết đừng lại trên con đường tìm đến chỗ chết. Hoàng Thiên biết rõ đạo lý này, đối với loại người như Phương Vũ, Hoàng Thiên. Không ngại giáo dục anh ta thay cho cha mẹ. Anh ta sau mười mấy đấm, mũi Phương Vũ bị đánh lệch đi. Cả mặt đầy máu. Ai đừng đánh nữa, Hoàng Thiên đừng, đánh nữa, tôi không chịu nổi nữa rồi. Phương Vũ cầu xin tha thứ với Hoàng Thiên, bộ dạng nhếch nhác ấy thật sự rất giống gã hề trong rạp xiếc, oai phong của anh lúc nãy đâu rồi. Nhanh vậy mà đã yêu tồi à hai. Hoàng Thiên nổi giận đùng đùng, lại giáng vài cú đấm sắt mạnh lên mặt Phương Vũ, đấm Phương Vũ như một con chó vậy, chề ngoặt ngã xuống đất không đứng dậy nổi nữa, đầu anh ta chấn động ong ong. Sao còn đứng dậy nối nữa? Tô Quân Long và Tô Lạc Yến trông thấy tất cả, họ vừa chút được nỗi hận trong lòng mà đồng thời cũng vừa vô cùng lo sợ. Hoàng Thiên đánh Phương Vũ ra nông nỗi này là đã không thể lo liệu được nữa rồi, một lát người của Phương Vũ mà tìm đến thì Hoàng Thiên còn có thể yên ổn sao chứ? Mau đi đi Hoàng Thiên, thật sự không, thể ở lại đây nữa tồi, một lát người của Phương Vũ sẽ tìm đến. Tô Lạc Yến chạy đến trước mặt Hoàng Thiên, nắm lấy cánh tay của Hoàng Thiên muốn đưa anh rời khỏi đây. Ha ha, không sao đâu Lạc Yến, ra trận bỏ trốn không phải là phong cách của tôi. Hoàng Thiên chỉ rất bình thản cười với Tô Lạc Yến, vốn chẳng hề có định rời khỏi đây. Tô Lạc Yến thấy Hoàng Thiên không chịu đi, cô nôn nóng dậm chân. Yên tâm đi Hoàng Thiên, không ai cười nhạo anh đâu, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, không cần phải đứng ở đây chờ ăn đồn đâu. Tô Lạc Yến khuyên bảo. Thấy dáng vẻ sốt sắng của Tô Lạc Yến, lòng anh đầy ấm áp. Nhớ về lúc những người bạn học trước đây của mình cũng chẳng có mấy ai tốt lành cả, chỉ có Tô Lạc Yến vẫn luôn thật sự cô anh là bạn của mình, từ đầu đến cuối vẫn không hề cô khinh anh. Tôi nói không sao là không sao, tin tôi để Hoàng Thiên nhìn Tô Lạc Yến nói, đồng thời cũng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô. Cơ thể Tô Lạc Yến run nhẹ, cảm thấy mặt mình nóng ran, bản quyền ô có thể cảm nhận được sự tự tin của Hoàng Thiên, cũng cảm nhận được độ ấm truyền đến từ bàn tay to lớn của Hoàng Thiên. Mẹ nót Phương Vũ đang ngã dưới đất thấy Hoàng Thiên nằm lấy tay Tô Lạc Yến, tên này. Tức đến nổi chút nữa đã phun ra máu. Tên phế vật họ Hoàng này, không chỉ đánh ông đây mà còn muốn giành gái cậu ông đây sao? Phương Vũ tức đến méo miệng, bật dây. Từ niền đất, xông đến trước mặt Hoàng Thiên, nâng chân muốn đá Hoàng Thiên. Ánh mắt của Hoàng Thiên đã nhìn thấy, Phương Vũ từ trước, lúc này một sú đã nghiêng qua trúng ngay bụng dưới của Phương Vũ. Dầm. Ưa cả người Phương Vũ bay ra xa va vào bàn làm việc, chút nữa là va gãy cả eo, nhổ ra một ngụm máu, tên này đã bị nội thương nghiêm trọng,
ngồi dưới đất hoàn toàn không thể đứng dậy nổi nữa. Tô Lạc Yến lúc này cũng không khuyên Hoàng Thiên nữa, cô lựa chọn tin tưởng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lạnh lùng liếc nhìn Phương Vũ, anh bước qua đó. Thấy Hoàng Thiên bước qua, Phương Vũ thật sự cảm thấy sợ hãi. Người anh ta gọi vẫn chưa đến, mà Hoàng Thiên lại ra tay ác độc như vậy, e là hẳn phải chịu trận rồi đây. Hoàng Thiên mày đừng có đến đây, tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dám đến đây, một lát người của tao mà đến thì tao lột da mày ra đấy. Phương Vũ sợ hãi nhìn Hoàng Thiên chấm chậm, âm thanh cũng run rổ y, nhưng... Lúc này anh ta cũng không lo đến vấn đề mặt mũi được nữa, bởi vì ý lạnh trong mắt của Hoàng Thiên lướt qua, vẻ mặt đầy sát khí. Trước đây tôi đã cảnh cáo anh rồi, mẹ nó anh vẫn cứ không tự tìm chết thì không, dễ chịu. Hoàng Thiên tức giận nói, nắm lấy tóc của Phương Vũ, kéo lên này lên, một bạt tai to lớn giáng đến. Một trận bôm bốp vang lên giòn giã, cả văn phòng như đang nổ pháo, Hoàng Thiên đánh một lượt hơn 100 cái tát lên mặt Phương Vũ. Khiến Tô Quân Long và Tô Lạc Yến nhìn mà ngây ngốc, họ đâu từng thấy cách hành. Hạ người khác như thế bao giờ đâu. Hoàng Thiên ra tay quá tàn ác. Tô Quân Long thầm lau mồ hôi, bây giờ ông lại biết thêm một chút về Hoàng Thiên rồi Tô Lạc Yến càng cảm thấy hoài nghi cuộc đời hơn. Dù sao thì trong ấn tượng của cô, Hoàng Thiên vẫn luôn chịu ức hiếp, nghèo khổ cùng trêu chọc cô lập, đã bao giờ oai phong như thế đâu. Rốt cuộc anh dựa vào cái gì mà làm như thế chứ? Chẳng lẽ thật sự không sợ Phương Vũ gọi người đến sao? Trong lòng Tô Lạc Yến khó giải được. Nghỉ vấn, ngơ ngác nhìn những thứ trước mắt. Diễn ra bạn học cũ à, đừng đánh nữa, tôi chịu thua rồi, tôi thật sự chịu thua rồi mà. Phương Vũ chịu thua, khóe môi ứa đầy máu, anh ta cảm thấy răng mình đều đã lung lay cả rồi, gần như không cọng nào giữ lại được nữa, sau này ăn cơm cũng là một vấn đề, chịu thua rồi à. Anh mẹ nó chọi đến cùng đi chứ. Hoàng Thiên quát mảng. Lại đánh thêm. Hơn 10 cái tát hành hạ Phương Vũ đến nỗi thảm hại, tên này không thể không hối hận được, bây giờ cả ruột anh ta chắc cũng thâm tím luôn tồi nếu biết trước bây giờ Hoàng Thiên hung dữ như thế thì anh ta đã đợi Tôn Thành Long đưa người đến rồi mới xử lý Hoàng Thiên rồi. Giờ thì hay rồi, người của mình còn chưa, đến mà đã bị Hoàng Thiên hành đến nỗi sống không bằng chết, mất mặt thì thôi đi, răng cũng lỏng hết cả rồi. Đừng đánh nữa, tôi xin anh đó bạn học cũ. Sau này tôi không quấy rối Tô Lạc Yến nữa được chưa hả? Tôi xin lỗi anh và Tô Lạc Yến, chúc các người trăm năm hạnh phúc. Giờ cái miệng nhỏ của Phương Vũ đã ngọt đi rồi, chỉ hy vọng Hoàng Thiên có thể đừng đánh anh ta nữa thôi là được. Hoàng Thiên nghe vậy thì thật sự cạn lời, cái gì mà trăm năm hạnh phúc chứ? Này thì tên khốn này dám nói lung tung à? Hoàng Thiên tức giận nói, nắm lấy tóc Phương Vũ, sau khi kéo đầu anh ta thấp xuống, đá một trận thật mạnh vào mặt tên này. Câu chủ Hoàng Thiên nổi giận. Thì thật không phải đùa đâu, đánh một hồi như vậy. Hành cho cả cha mẹ Phương Vũ cũng nhận không ra anh ta. Phương Vũ chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết, lại không dám nói thêm chữ nào, anh ta cuối cùng cũng biết nổi được làm ra từ thép. Rồi, Hoàng Thiên đã không giống như trước nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa văn phòng, 4 chiếc sedan thẳng gấp lại, sau khi dừng trước cửa, mười mấy tên đàn ông mạnh mẽ cả người mặc ảo ba lỗ đen xông vào. Thôi toang cả rồi. Tô Quân Long nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng chợt trở nên lạnh lẽo. Tô Lạc Yến càng như thế này, tìm đã muốn nhảy ra khỏi cổ họng, biết được toàn bộ những người xông tới này đều là do Phương Vũ gọi đến. Hoàng Thiên vẫn đang điên cuồng hành. Hạ Phương Vũ, muốn tự tìm đường chết hay sao? Tô Lạc Yến vì Hoàng Thiên toát cả mồ. Hôi hột, căng thẳng nhìn xung quanh. Có mười mấy người ở bên trong, cầm đầu là một người cao lớn, chính là tên khốn. Vũ Thiết khi Vũ Thiết bước vào liền nhìn thấy Phương Vũ bị xã hội đen đánh đập một cách tàn nhân, anh thật sự mở rộng tâm mắt. Tình huống gì vậy hả trời, ở thành phố, Bắc Ninh, còn có người dám đánh Phương, Vũ. Cứ cho là Lã Việt làm, cũng phải trừ lại cho Phương Vũ vài phần mặt mũi chứ. Huyền Vũ Thiết thầm kinh hãi, anh không dám tùy tiện xông lên đánh nhau với Hoàng Thiên, mà chỉ cẩn thận quan sát Hoàng Thiên, muốn nhìn xem người đã hành hung Phương Huyền Vũ, rốt cuộc là nhân vật nào. Sau khi đã nhìn rõ Hoàng Thiên, trong lòng anh rất tức giận vì từ trước đến giờ Vũ Thiết chưa từng gặp qua Hoàng Thiên, nhìn thoáng qua, Vũ Thiết cảm thấy Hoàng Thiên chỉ là một thằng danh con mà thôi, loại người này mà cũng dám đánh Phương Vũ. Thế này không phải tự tìm chỗ chết sao? Nhóc con cậu không muốn sống nữa. Sao, dám động đến cậu Vũ? Vũ Thiết giống lớn lên một tiếng, dẫn theo người tiến sát đến Hoàng Thiên. Tô Lạc Yến bị dọa sợ đến mức không, dám nhìn,
cô cảm thấy hôm nay Hoàng Hiên nhất định sẽ rất thảm. Thằng khốn Vũ Thiết Anh nhào vào đây. Mau lên, đánh chết thằng Hoàng Thiên này đi, đánh gãy chân tay nó. Phương Vũ lấy lại tinh thần, hét lên về phía Vũ Thiết. Vũ Thiết vừa định ra tay, sau khi nghe thấy Phương Vũ hét lên cái tên Hoàng Thí, Vũ Thiết nhất thời sửng sốt, đứng bất động ngay tại chỗ. Người này là Hoàng Thiên sao? Trong lòng Vũ Thiết không ngừng kinh hãi, anh ta nhìn Hoàng Thiên, không dám xông lên nữa. Song thế giới ngầm hiện tại ở Bắc Ninh, tên tuổi của Hoàng Thiên thật sự rất nổi tiếng, tai Vũ Thiết lúc nào cũng nghe thấy cái tên Hoàng Thiên này, biết rằng Hoàng Thiên và Lã Việt có quan hệ mật thiết với nhau, thậm chí còn có lời đồn, Lã Việt thực ra là em trai của Hoàng Thiên. Tên tuổi của ông Tư Long lừng lẫy như vậy, thế mà lại là em của Hoàng Thiên, việc này đối với thế giới ngầm ở Bắc Ninh mà nói giống như một quả bom phát nổ. Vũ Thiết chỉ là một tên giang hồ nhỏ ở thành phố Bắc Ninh này. Anh nào dám động đến một nhân vật tâm cỡ như Hoàng Thiên? Được chứ? Mà Phương Vũ thì gần đây ở toàn ở tỉnh, ít khi về thành phố Bắc Ninh, ảnh còn thật sự. Không biết mình là bạn học cũ của Hoàng Thiên, đã lợi hại đến như vậy. Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Không nghe thấy lời tôi nói sao? Phương Vũ mất kiên nhẫn, giận dữ hét lên với Vũ Thiết, bình thường anh tiêu tốn không ít tiền cho Vũ Thiết, bây giờ cậu ta lại không nghe lời anh nói, đương nhiên anh rất tức giận. Cậu Vũ, anh ta chính là Hoàng Thiên đó. Giọng nói Vũ Thiết có chút run rẩy, lắp bắp nói với Phương Vũ. Hoàng Thiên thì làm sao? Chẳng lẽ cậu sợ tên phế vật này? Phương Vũ trưng ra vẻ mặt cạn lời, tức giận hỏi ngược lại Vũ Thiết. Vũ Thiết thật sự sợ Hoàng Thiên, sợ muốn chết. Trước tiên cậu Vũ đừng vội, tôi sẽ nói rõ ràng với cậu sau. Vũ Thiết trấn an Phương Vũ một chút, sau đó cẩn thận hỏi Hoàng Thiên. Xin hỉ anh, có phải Hoàng Thiên người có quan hệ rất tốt với Lã Việt không? Hoàng Thiên cũng chưa từng gặp qua Vũ Thiết, thậm chí còn chưa nghe qua số má của anh ta ở Bắc Ninh, không nhịn được liếc nhìn Vũ Thiết một cái, nói, cậu đáng được. Biết sao? Vũ Thiết cứng họng, cảm thấy rất mất mặt nhưng lại không dám nổi giận với Hoàng Thiên. Lúc này một đàn em của Vũ Thiết nhận ra Hoàng Thiên, nói nhỏ với anh ta, anh, thiết vị này chính là Hoàng Thiên trong truyền thuyết. Trời ơ, đầu Vũ Thiết vang lên ong ong, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch ra không ô, dù là Lã Việt, Vũ Thiết cũng không dám đụng vào. Nếu như khiến Lã Việt biết chuyện anh ta đưa người đến làm phiền Hoàng Thiên, anh cũng đừng hòng lăn lộn ở Bắc Ninh, ní không khéo tay cả chân cũng bị Lã Việt đánh gây. Hơn nữa, nếu như lời đồn là sự thật, Hoàng Thiên thật sự là đàn anh của Lã Việt, vậy thì thân thế của Hoàng Thiên sẽ đáng sợ biết bao nhiêu. Vũ Thiết không dám suy nghĩ tiêm nữa. Anh mang người đến giúp Phương Vũ, chỉ là muốn phô trương thân thế cho Phương Vũ một chút rồi kiếm thêm chút lợi lộc. Nhưng anh ta thả rằng không cần lợi lộc còn hơn làm mất lòng nhân vật lớn như Hoàng Thiên đây. Thì ra là cậu Thiên sao, mạo phạm rồi, bây giờ bọn tôi sẽ cút đi ngay. Vũ Thiết khom lưng cúi đầu nói với Hoàng Thiên, sau đó mang theo người vất chân lên cổ trường đi mất. Chuyện này là sao? Tô Lạc Yến thật sự rất ngạc nhiên, cô không hề nghĩ rằng sẽ có kết cục như thế. Này, Huyền Vũ Thiết hùng hùng hổ hổ dẫn người đến, sau đó u xìu kéo Quân về. Như thế này, là sợ Hoàng Thiên sao? Tô Quân Long cũng cực kỳ kinh hãi, vẻ mặt nể phục nhìn Hoàng Thiên, không biết nên nói cái gì mới ổn. Lần này Phương Vũ hoàn toàn choáng, váng, chỉ có thể mong chờ vào Vũ Thiết dẫn người đến xử lý Hoàng Thiên, nhưng lại chạy cong đi trời sao? Cậu được Lâm Hoàng Thiên, hiện tại tên khốn cậu lợi hại như vậy sao? Ngay cả Vũ Thiết cũng không dám đụng đến. Phương Vũ cứng đầu, bày ra cái bộ dạng. Tất mất dậy hỏi Hoàng Thiên, trong mắt cậu, Vũ Thiết rất lợi hại sao? Hoàng Thiên cười lạnh, hỏi lại Phương Vũ, trong mắt Phương Vũ, Vũ Thiết thật sự rất lợi hại, thế nhưng sự thật đã chứng minh, Huyền Vũ Thiết chẳng là gì khi ở trước mặt Hoàng Tê, vì vậy Phương Vũ tất xấu hổ, cũng vô cùng hoảng loạn, bây giờ anh ta thật sự. Không biết nên làm thế nào để đối phó với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên. Hôm nay coi như Phương, Vũ tôi thua trong tay anh, bây giờ tôi đi đây. Phương Vũ miệng hùm gan sứa quát to lên một tiếng, định bụng rời đi. Muốn chạy. Hoàng Thiên nhíu mày, tóm lấy áo Phương Vũ kéo người anh ta lại, tôi cho anh đi rồi sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Phương Vũ. Anh còn muốn cái gì nữa? Hoàng Thiên, tôi nói cho anh biết, anh còn dám đụng đến tôi thì không xong với tôi đâu. Phương Vũ hung dữ nói với Hoàng Thiên. Nhưng những lời này lại không hề có chút trọng lượng nào cả. Ha ha, nói có vẻ như tôi không xong với anh thật vậy. Hoàng Thiên cười lạnh nói, lại hung hăng, dạy dỗ Phương Vũ một trận.
Sau khi xoay chân đá một cước, xương sườn Phương Vũ như muốn gãy ra làm ba. Khúc, tên này bị Hoàng Thiên đánh cho phát khóc, anh đợi đấy Hoàng Thiên, tôi sẽ gọi ông Kha Phù xử lý anh, không đánh cho anh tàn, phế tôi không mang họ Phương. Hu hu hú, Phương Vũ ngồi dưới đất, khóc lóc thảm thiết. Khiến Hoàng Thiên cạn lời, thằng nhóc Phương Vũ, vậy mà lại ngồi đây khóc hu hu. Đúng thật là mất mặt, nhìn thấy Hoàng Thiên không nói gì, Phương Vũ cho rằng anh sợ, lúc này mới nói tiếp, hu hu, còn có Tô Quân Long nữa, cũng đừng hòng được yên thân. Tô Quân Long bị những lời nói của Phương Vũ dọa sợ, vì Phương Vũ thật sự có quen biết với ông Kha Phù, cho dù Hoàng Thiên có quen biết với Lã Việt cũng vô dụng, Lã Việt cũng không phải là đối thủ của ông Kha Phù. Phương Vũ lại chỉ về phía Tô Lạc Yết Căn Tầng nói, un khốn kiếp Tô Lạc Yến Ki, cô nhất định đang cười thầm tôi trong bụng chứ gì. Cô đợi đấy, nếu tôi không cướp được cô về tay, tôi không mang tên Phương Vũ nữ, Tô Lạc Yến tức giận cản chặt môi, nhưng, trong lòng lại rất lo lắng, vì ông Kha Phù mà Phương Vũ nhắc đến, con người đáng sợ này thật sự có tồn tại. Hoàng Thiên càng nghe càng tức giận, tên Phương Vũ này còn chưa chịu yên, hay là vì còn có thể dựa hơi ông Kha Phù sao? Nghĩ đến lúc trước, vậy mà ông Kha Phù lại cấu kết với Phạm Văn Hùng, mặc dù sau này ông ta biết sai rồi, nhưng Hoàng Thiên tất ấn tượng với người này, còn chạm trán nhau không ít lần. Ông về chưa? Hoàng Thiên lấy điện thoại ra, gọi cho ông Kha Phù. Đầu dây bên ông Kha Phù rất đề giặt, vì lão già này là người gian manh, biết Hoàng Thiên đã ấn tượng rất xấu với ông ta. Lúc này nghe được Hoàng Thiên hình như rất tức giận, ông Kha Phù rất luống, cuống, chưa về, ngài Thiên tìm tôi có việc gì không? Ông Kha Phù cẩn thận hỏi lại, Hoàng Thiên tôi đang ở Sơn Trang Cẩm Viên, ông qua đây ngay cho tôi. Hoàng Thiên vừa dứt lời, đã lập tức ngắt máy. Phương Vũ chỉ nghe thoáng qua, trong lòng thầm nghĩ Hoàng Thiên còn quen người nào ở tỉnh nữa sao? Anh ta bảo ai qua đây vậy? Mặc dù trong lòng rất hoài nghi, nhưng lúc này Phương Vũ đau đến chịu không nổi, xương sườn đã bị gãy làm ba đoạn, phải lập tức đi bệnh viện mới được. Hoàng Thiên, đều là bạn học cũ, anh đưa tôi đi bệnh viện trước được không? Phương Vũ thương lượng với Hoàng Thiên, đau đến mồ hôi lạnh toát ra không? Ngừng! Tờ anh còn gọi tôi là bạn học cũ. Anh còn nhớ chúng là bạn học sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Phương Vũ. Phương Vũ tức giận đến nổi đau dạ dày, trong lòng đã thầm giết chết Hoàng Thiên không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ anh ta lại không dám mạnh miệng, vì Hoàng Thiên thật sự sẽ đánh chết anh. Hoàng Thiên nhìn Phương Vũ, biết trong lòng tên nhóc này không phục phải trị, nhất định phải trị cho tên này phục mới thôi, nếu không, sau này Tô Lạc Huyền Yến nhất định sẽ còn gặp rất nhiều phiền phức. Cho nên Hoàng Thiên đã lạnh lùng nói với Phương Vũ, tôi biết cậu không phục, cho rằng cậu có ông Kha Phủ che chở, có thể giúp anh đối phó với tôi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Phương Vũ trừng mắt hỏi ngược lại Phương Vũ, nhắc đến ông Kha Phủ, Phương Vũ trở nên rốt kiêu ngạo. Vậy thì được, lát nữa ông Kha sẽ đến. Đây, xem ông ấy sẽ xử lý ai. Hoàng Thiên nở một nụ cười lạnh lùng nói. Nếu như ông Kha Phù ấy thật sự đến đây thì anh cảm thấy với quan hệ của anh và ông, nhất định sẽ giúp anh xử lý Hoàng Thiên thôi. Nếu như không phải đau muốn chết đi vì bị đánh gãy xương sườn thì bây giờ chắc chắn Phương Vũ sẽ hả hê cười vào mặt Hoàng Thiên. Nhưng bây giờ tên nhóc này lại không thể cười thành tiếng, vì gãy xương sườn thật sự rất đau, đau đến không thể chịu được. Hoàng Thiên, anh đúng là không biết sống chết. Cậu có biết tôi và ông Kha Phù có quan hệ gì không? Phương Vũ hung hãng trừng mắt với Hoàng Thiên, trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh lát nữa Hoàng Thiên sẽ phải quỳ dưới chân anh xin tha mạng. Tuy nhiên Phương Vũ cũng cảm thấy có chút lo lắng, sao Hoàng Ti thoại của ông Kha Phù? Chẳng lẽ Hoàng Thiên cũng quen biết ông ấy sao? Nại có số điện mang theo sự nghi ngờ này, trong lòng Phương Vũ hơi bất an. Hoàng Thiên cho rằng, Phương Vũ thật đúng là làm liều. Tưởng rằng vì quen biết với ông Kha Phù. Mẹ có thể ăn nói ngang ngược ở đây sao, thật là đáng giận mà. Cứ cho anh là con trai uột của ông ấy đi nữa thì hôm nay đừng hồng yên thân. Hoàng Thiên chỉ lạnh lùng cười mà không giải thích nhiều với Phương Vũ nữa. Phương Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, vốn đi anh ta muốn đấu võ mồm với Hoàng Thiên, nhưng đau đến không thể mở miệng, hơn nữa cũng đang rất sợ Hoàng Thiên sẽ đánh anh, nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn thấy bộ dáng nén giận của Phương Vũ, Hoàng Thiên cười thầm trong lòng. Thật đúng là dòng chảy của thời gian chi.qua rất nhanh, nhớ lúc còn học ở trường, Phương Vũ không ít lần bắt nạt Hoàng Thiên, bây giờ thì ngược lại bị chính Hoàng Thiên xử. Lý một cách thảm hại,
có thể nói rằng dường như Hoàng Thiên đang muốn tính sổ với anh ta từ trước đến giờ trong một lần. Tô Lạc Yến đứng bên cạnh nhìn thấy, toàn bộ sự việc này, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ lo lắng, không biết lúc nấy có thật là Hoàng Thiên đã gọi điện cho ông Kha Phù hay không. Hoàng Thiên, anh thật sự đã gọi điện cho ông Kha Phù sao? Tô Lạc Yến không, yên tâm, chạy lại hỏi nhỏ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn cô gật đầu, không giải thích gờ nhiều, Tô Lạc Yến cực kỳ kinh ngạc, cô thật sự không dám tin, bây giờ Hoàng Thiên đã lợi hại đến như vậy sao? Ngay đến cả ông trùm của tỉnh là ông Kha Phù mà anh cũng quen. Hơn nữa lúc Hoàng Thiên vừa mới gọi điện, giống như là dùng giọng điệu ra lệnh mà nói chuyện điện thoại với Hoàng Thiên. Dám dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với ông Kha Phù, có lẽ Hoàng Thiên chính là người đầu tiên rong lòng Tô Lạc Yến rối như tơ vò, bây giờ cô lại càng kính phục Hoàng Thiên hơn, càng cảm thấy cực kỳ tò mò. Đầu óc Tô Quân Long thì càng choáng váng hơn nữa, ông ấy cứ đứng một bên mà ngấn người ra nhìn Hoàng Thiên, trong lòng vô cùng thấp thỏm lo âu. Nếu như Hoàng Thiên thực sự quen biết ông Kha Phù, vậy thì tốt biết bao nhiêu, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Nhưng không quen biết ông Kha Phù hoặc là có quan hệ qua lại xã giao bình thường với ông ấy thì hôm nay Hoàng Thiên gặp rắc rối to rồi. Không khéo Hoàng Thiên lại bị ông Kha Phù đánh cho tàn phế, với sự hung ác của ông ấy, loại chuyện gì mà không thể làm. Song phòng làm việc rất yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ. Tô Quân Long và Tô Lạc Yến căng thẳng cực độ không dám lên tiếng, còn Phương Vũ gâng gượng bò dậy, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tên nhóc này rất muốn ngay lập được. Đưa đến bệnh viện điều trị tiếc rằng Hoàng Hiên lại không cho anh ta đi, chỉ có cố gắng cẩn răng mà ngồi đó. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, chưa đến 20 phút sau, bên ngoài phòng làm việc có. Tiếng động vang lên. Một chiếc xe limousine dừng ngay trước. Cửa, ngay sau đó, một người vừa mập vừa ùn đi bên cạnh người con gái diêm dúa lòe lỡ ớt, vội vàng bước xuống xe, đi vào bên trong văn phòng, đây chính là ông Kha Phù và Lăng Thanh. Chúc, hai người hấp tấp bước vào. Trên trán đã toát một tầng mồ hôi lạnh. Một phần là vì thời tiết bên ngoài rất nóng, một phần là vì ông Kha Phù và Lăng Thanh Trúc đang cực kỳ căng thẳng. Ôn Đí Hoàng Thiên đã không có ấn tượng tốt với ông Kha Phù, lúc Hoàng Thiên gọi điện đến, giọng điệu trông có vẻ rất tức. Giận, làm sao ông Kha Phù không thể lo lắng cho được. Có thể đến ôm đùi lấy lòng Hoàng Thiên đã là phúc lớn của ông Kha Phù rồi, sợ rằng từ nay về sau Hoàng Thiên sẽ không coi ông già này là cái quần què gì cả. Phương Vũ vừa mới nhìn thấy ông Kha Phù đến, trong lòng thầm cả kinh, sợ hãi anh ta không ngờ rằng, chỉ với một cuộc điện thoại của Hoàng Thiên mà ông Kha Phù đã thực sự chạy đến đây. Tuy nhiên lúc này Phương Vũ đã bị sự căm hận lấn chiếm cả lý trí, anh ta cũng không nghĩ nhiều đến mối quan hệ giữa ông Kha Phù và Hoàng Thiên, chỉ muốn Hoàng Thiên mau chóng phải trả cái giá thật đỡ ti ông Kha Phù. Chị Thanh Trúc, hai người phải đòi lại công bằng cho Ơ Mi Độ. Phương Vũ đau đến nỗi khóc lóc thê thảm. Giống như đang gặp lại được người thân nơi quê nhà, khóc mà thấy đau lòng. Vốn đi ông Kha Phù còn chưa biết Hoàng Thiên tức giận vì chuyện gì, càng không biết lý do tại sao anh ấy lại gọi ông đến tận đây ngay lập tức. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phương Vũ bị đánh tả tơi thành ra bộ dạng như thế này, công rất nhanh có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì 89 phần 10, là tên ngốc Phương Vũ này chọc đến cậu Thiên rồi. Ông Kha Phù nghĩ đến đây, nổi giận đùng đùng rong mắt của ông, tên Phương Vũ này chẳng qua chỉ là thằng em bình thường mà. Thôi, không quan trọng cho lầm. Thế mà cái thằng này lại đi chọc Hoàng Thiên tức giận, muốn ông đây sống sao, lấy làm công bằng cho mày. Gương mặt ông Kha Phù trở nên u ám, xê dẫn Lăng Thanh Trúc đến gần Phương Vũ. Phương Vũ không hề ý thức được tình huống này có chút vấn đề, còn khóc lóc nói với ông Kha Phù, ông Kha Phù, thằng nhóc tên Hoàng Thiên này đánh em, còn muốn cướp gái từ tay em. Ông xem, cậu ta, đánh em gãy đến mấy cái xương sườn. Phương Vũ càng nói càng tỏ vẻ oan uất, mách lẻo trước mặt ông Kha Phù. Bốp, ông Kha Phù hung dữ vung tay tát một bạt tai thật mạnh vào mặt Phương Vũ. Cái tát này, khiến Phương Vũ sấp mặt, ngã nhào xuống đất không thể đứng dậy. Ông Kha Phù, ông, sao ông lại đánh em? Phương Vũ vừa oan ức vừa nghỉ ngờ, tế trên mặt đất hỏi ông Kha Phù mẹ kiếp, đánh mày như vậy là còn nhẹ, ông đây còn muốn đánh cho mày không đi được luôn cơ. Ông Kha Phù nổi cơn thịnh nổ quát thắng vào mặt anh ta, chợt kéo cái ghế dựa đến, muốn đập vỡ đầu Phương Vũ. Dưới cơn giận dữ như vậy, ông Kha Phù chắc chắn sẽ đập chết anh ta. Nhìn thấy chuyện này không ổn, Lăng Thanh Trúc lập tức ôm ông Kha Phù lại. Ông Kha Phù bớt giận, đừng kích động quá, cứ thế này ông sẽ đánh chết người đó. Lăng Thanh Trúc khuyên can.
Lúc này ông Kha Phù mới bình tĩnh lại một chút, nghĩ đến thân phận và địa vị của mình, điều hy vọng nhất bây giờ là bình an vô sự, ông ta cũng không muốn gây ra tai nạn. Chết người, nếu như vậy chắc chắn sẽ rất phiền phức. Vì thế ông ta đã bình tĩnh lại, sau đó mới đặt cái ghế xuống. Ông Kha Phù bị làm sao vậy đại ca? Em, bị người khác bắt nạt, ông không đứng ra Hương Vũ nằm trên nằm đất tức giận, trách nóc ông Kha Phù. Với tính cách bị ối của ông Kha Phù, Hứa từng bị đàn em đứng trước mặt mà tách máng như thế này bao giờ. Nhất là ở trước mặt Hoàng Thiên, mặt mũi ống Kha Phù không nén được cơn giận, hai nanogam cho rằng Hoàng Thiên nhất định sẽ cho ông là kẻ vô dụng, không biết cách dạy làn em. Đánh mày, ông đây còn muốn đánh gạch dưới hết mày. Ông Kha Phù quát lớn vào mặt Phương. Vũ rồi đạp cho anh ta một phát. Chỗ xương sườn bị gấy thành ba đoạn của Phương Vũ, lại bị ông Kha Phù điên cuồng đạp lên, có thể thấy rằng, tên nhóc này. Bị đạp rất thê thảm. Phương Vũ bị đánh đến sang chấn tâm lý, quẫn quại nẫm trên mặt đất, luôn miệng xin ông Kha Phù tha mạng. Tô Quân Long và Tô Lạc Yến nhìn đến phát ngốc, nếu như không tận mắt nhìn thấy, dù như thế nào bọn họ cũng sẽ không tin. Ông Kha Phù lại không dám đánh Hoàng Thiên lấy một cái, mà ngược lại ra tay đánh đàn em mình đến bán sống bán chết. Ở đây chỉ có Lăng Thanh Trúc mới biết giữa Hoàng Thiên và ông Kha Phù có quan hệ gờ. Lúc này Lăng Thanh Trúc cảm thấy Phương Vũ lớn chuyện rồi. Tự rước họa vào thân, tốt nhất không đến đụng đến Hoàng Thiên. Ông Kha Phù tha cho em đi, đá nữa là đá chết em luôn mất. Phương Vũ kêu thảm, xin ông Kha Phù tha mạng. Lúc này ông mới dừng tay, hung hãng, trừng mắt nhìn Phương Vũ, sau đó lại tiến, đến gần Hoàng Thiên. Cậu Thiên, thật sự xin lỗi cậu, đàn em của tôi khiến cậu tức giận rồi. Ông Kha Phù thấp thỏm lo sợ đứng trước mặt Hoàng Thiên. Gì thế này? Tô Quân Long nhìn thấy trợn tròn mắt, nghi ngờ bản thân mình có nghe nhầm hay. Không, đường đường là một lão đại mệnh cơ đanh là ông Kha Phù ở tỉnh này, vậy mà lại phải nhún nhường trước mặt Hoàng Thiên. Tô Lạc Yến càng kinh ngạc hơn, há hốc. Mồm, cô nhìn Hoàng Thiên một cách vi diệu, tất cả những chuyện này thật không dám tin vào mắt mình. Hoàng Thiên đứng ở đó, vẻ mặt cực kỳ, bình tĩnh, anh liếc nhìn ông Kha Phù, trong lòng cảm thấy không thoải mái ông Kha, ông khiến tôi quá thất vọng. Một hồi lâu, Hoàng Thiên mới thốt lên câu nói lạnh như băng. Câu này đối với ông Kha Phù mà nói, giống như sét đánh ngang tai. Cậu Thiên, chuyện hôm nay, tôi sẽ giải quyết thỏa đáng cho cậu. Ông Kha Phù vội vàng cam đoan với Hoàng Thiên, sau đó chỉ về phía Phương Vũ, quát lên, mày mau cút đi cho ông. Phương Vũ đau đến mức choáng váng, nằm trên mặt đất mà cảm giác như toàn thân vỡ vụn. Anh ta không ngờ được. Hôm nay Kha Phù bị làm sao mà lại đánh anh ta dữ dội như vậy? Kha Phù, em thật sự không đứng dậy. Phượng Vũ bày ra vẻ mặt đau khổ, nói với Kha Phù. Nếu mày không dậy được thì bây giờ tao sẽ dạy cho mày một bài học ra trò. Trong mắt Kha Phù lóe lên hung quang. Ông ta không hề nói đùa với Phương Vũ, lời nói ra chắc chắn sẽ thực hiện. Phương Vũ vô cùng sợ hãi, mặc dù đau. Muốn chết cũng không dám làm phật ý Kha Phù. Nếu thực sự thì sẽ bị đánh chết mất. Ông Kha Phù. Phương Vũ đi đến bên cạnh Kha Phù, như một con gà trống bị đánh bại, vẻ mặt bơi phờ. Tập tức xin lỗi cậu Thiên, cầu xin anh ta tha lỗi cho mày. Nếu không dù có thần tiên, cũng không thể cứu được mày đâu, hôm nay tao nhất định sẽ xử lý cả nhà mày. Kha Phù ra lệnh. Phương Vũ tức giận đến mức tuyệt vọng. Đừng có đùa, Hoàng Thiên đánh gãy xương sườn của mình. Vậy mà còn muốn mình cầu xin hân tha lỗ. Ông Kha Phù, chính Hoàng Thiên đã đánh gãy xương sườn của em, sao ông lại bát tầm? Nói nhảm nhí gì đấy? Kha Phù vung tay lên, tát vào mặt Phương Vũ. Phương Vũ lúc này vô cùng thê thảm, trên mặt không còn chỗ nào bình thường, sưng đỏ một máng lớn. Phương Vũ dù có bị mù cũng nhìn ra được, quan hệ giữa Hoàng Thiên và Kha Phù. Vô cùng thân thiết. Trông thấy thái độ kinh sợ của Kha Phi có lẽ ông ta rất sợ Hoàng Thiên. Trời ạ, sao có thể vậy được? Hoàng Thiên chỉ là một tên phế vật tại sao Kha Phù lại phải sợ hẳn? Phương Vũ nghĩ mãi cũng không ra, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, sự. Thật đã bày ra trước mắt, anh ta không tin cũng không được. Này, cho xin lỗi. Giọng nói của Phương Vũ vô cùng nhỏ, không tình nguyện xin lỗi Hoàng Thiên. Bốp, bốp. Kha Phù tức giận. Cho anh ta thêm hai bạt ti. Còn dám ăn nói cợt nhả, ngay cả tao cũng không có tư cách gọi như vậy, thằng khốn nhà mày có muốn chết không? Kha Phù tức giận mảng. Phương Vũ khóc lóc,
lúc này, anh ta thực sự có uất ức muốn chết. Anh Thiên ơi, thật sự xin lỗi anh, em sai rồi. Phương Vũ khóc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhíu mày, vô cùng khinh bỉ Phương Vũ. Vậy cũng tự gọi mình là đàn ông, động. Một chút đã khóc nhè, đúng là không biết xấu hổ, Phương Vũ, mày còn không bằng một con đàn bà. Hoàng Thiên bất lực nói với Phương Vũ. Phương Vũ vô cùng tức giận nhưng cũng không dám bộc lộ ra ngoài bị Hoàng Thiên châm chọc như vậy, Phương Vũ cảm thấy rất xấu hổ, không còn mặt mũi đâu mà ở lại nơi này. Đặc biệt việc này còn diễn ra ngay trước. Mặt Tô Lạc Yến, làm cho Phương Vũ càng không thể chấp nhận được. Anh ta khẽ nhìn về phía Tô Lạc Yến, trông thấy Lạc Yến đang nhìn Hoàng Thiên, ánh mắt vô cùng tình cảm. Điều này khiến Phương Vũ tức muốn chết, nhận sai là xong rồi sao? Mày mau quỳ xuống trước mặt cậu Hoàng Thiên mau. Kha Phú quát lớn với Phương Vũ, ông ta có thể tinh mắt nhận ra, Hoàng Thiên vẫn chưa nguôi giận cho nên, mới ra lệnh cho Phương Vũ quỳ xuống trước Hoàng Thiên. Phải giúp cho Hoàng Thiên bất giận thì Kha Phù mới có thể yên tâm. Phương Vũ nghe xong thì lập tức chấn động, đã bị đánh thành ra như vậy, còn phải quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Vậy thì anh ta còn mặt mũi đâu nữa? Phải chịu nhục nhã ngay trước mặt Tô Lạc Yến, Phương Vũ không thể làm được. Coi lời tao nói như gió thoảng qua tai sao? Kha Phù vô cùng tức giận, chỉ vào mặt Phương Vũ mảng. Phương Vũ vô cùng sợ hãi. Anh ta cũng biết tính khí nóng nảy của Kha Phù, nếu không nghe lời. Ông ta còn có thể đánh chết anh. Bịch. Phương Vũ quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên, khóc lóc cầu xin tha thứ. Anh Thiên Y, em không biết điều mới đi gây sự với anh, cầu xin anh tha thứ cho em. Hoàng Thiên chỉ lạnh lùng cười, vỗ vào khuôn mặt của Phương Vũ. Bạn học cũ à, bạn nói bạn có tội gì thế? Trước đó, tôi đã khuyên bạn rời đi, vậy mà bạn lại cứ không vâng lời. Phương Vũ như sắp điên lên. Hiện tại, Hoàng Thiên còn tỏ ra thương tiếc cho anh ta. Thực sự làm cho anh ta vô cùng hối hận. Mẹ kiếp, nếu biết mày đáng sợ như vậy thì tao đã sớm bỏ đi rồi. Sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Phương Vũ mắng thăm Hoàng Thiên, thật sự là vô cùng hối hận. Anh Thiên ơi, nế tình chúng ta là bạn. Học, anh tha cho em có được không? Em biết sai tồi. Một con đường sống. Hoàng Thiên không thèm để ý đến anh ta nữa, quay sang nhìn Tô Lạc Yến, nói với cô, Lạc Yến, cậu muốn xử lý thế nào? Tô Lạc Yến há miệng, cô làm sao biết phải xử lý như nào chứ? Hoàng Thiên, tôi cũng không biết phải xử lý thế nào. Hay là cậu quyết định đi? Tô Lạc Yến nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, chỉ vào. Phương Vũ nói, vì đã từng là bạn học nên hôm nay tôi tha cho cậu một mạng. Cậu nhớ kỹ khô tôi, lần sau nếu còn dám quấy rối Tô Lạc Yến, kết cục của cậu nhất định sẽ rất thảm. Không nói nhiều, nhưng vẫn tràn đầy uy. Phương Vũ không hề nghĩ ngờ lời nói của Hoàng Thiên, anh ta nào dám quấy rầy Tô Lạc Yến nữa, thực sự bị Hoàng Thiên dọa sợ mốt mật rồi. Anh yên tâm, anh Thiên. Dù cho em một chấm cái lá gan, em cũng không dám làm loạn nữa. Phương Vũ gật đầu thật mạnh. Hoàng Thiên chẳng buồn để ý đến anh ta nữa, xua tay, ra hiệu cho anh ta mau xéo đi. Phương Vũ lúc này chỉ ước có thêm một đôi chân để nhanh chóng chạy khỏi đây, anh. Ta che cái xương sườn bị gãy. Lên xe của mơ mình rồi phóng thẳng đến bệnh viện. Hoàng Thiên nhìn qua cửa trông thấy rất rõ. Cái tên Phương Vũ này cũng thật ghê, gớm, bị thương nặng như vậy còn dám tự mình lái xe. Lúc này đây, Kha Phù đang vô cùng căng thẳng, xoa xoa đôi bàn tay, nơm nớp lo sợ. Nhìn Hoàng Thiên, vốn định tìm cách thân thiết với Hoàng Thiên nhưng phát hiện Hoàng Thiên còn chẳng thèm để ý đến ông ta. Điều này khiến cho Kha Phù càng thêm đau lòng, mỉm cười xấu hổ, nói, cậu Thiên à. Cậu ăn cơm chưa? Để tôi mời cậu ăn cơm. Ông có thể đi rồi. Hoàng Thiên lập tức đuổi ông ta đi. Chuyện này, mặt mũi Kha Phù tái mét, không dám. Làm phiền Hoàng Thiên, chỉ đành ngượng ngùng cười. Được rồi, cậu Thiên, sau này có chuyện gì cậu cứ sai bảo, tôi sẽ lập tức đến. Thấy Hoàng Thiên không nói gì, mặt mũi Kha Phù đỏ lừ, đành phải dẫn Lăng Thanh. Trúc rời khỏi nơi này. Tô Quân Long nhìn rõ mọi chuyện. Hiện tại ông có hơi sững sờ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Thân phận của Kha Phù cao quý như thế, tại sao lại dám ra vẻ như là cháu trai của Hoàng Thiên vậy chứ? Hơn nữa, Hoàng Thiên còn chẳng quan tâm đến thái độ của Kha Phù, hoàn toàn lạnh lùng với ông ta. Chuyện này thật là đáng sợ. Cậu Thiên, thật sự đa tạ cậu. Nếu không có cậu, con gái của tôi không biết còn bị quấy rối đến mức nào.
Tô Quân Long lắp bắp nói với Hoàng Thiên, ông cũng không biết phải nói gì cho đúng. Hoàng Thiên nhìn Tô Quân Long, mỉm cười, bác Long, bác cứ gọi cháu là Hoàng Thiên là được rồi. Không, không, tôi nào dám. Ngay cả một người quyền lực như Kha Phù còn phải gọi cậu một tiếng cậu Thiên. Tô Quân Long vội đáp. Ha ha, đâu có giống nhau. Bác là cha của Lạc Yến, trước sau vẫn là trưởng bối của cháu mà. Hoàng Thiên lạnh nhạt cười, chỉ một câu nói của Hoàng Thiên cũng đã khiến Tô Quân Long vô cùng tiếc nuối. Ông cảm thấy cậu thanh niên này thật tài giỏi lại lễ phép, nếu chưa kết hôn TH tốt biết mấy. Nếu vậy ông nhất định sẽ nhận cậu làm con rể. Lạc Yến, bố đi đến công trường một chuyến, con ở đây tâm sự với Hoàng Thiên đi. Tô Quân Long nói với Lạc Yến. Vã ngã. Tô Lạc Yến gật đầu đồng ý, nhưng mà trái im lại đập liên hồi Tô Quân Long nói với Hoàng Thiên vài câu, rồi rời khỏi văn phòng chỉ còn lại Hoàng Thiên và Tô Lạc Yến. Hoàng Thiên thấy mặt Tô Lạc Yên đỏ lên, trong lòng cũng hơi khẩn trương. Hai lần trước, Tô Lạc Yến đã bày tỏ tình cảm của mình với anh. Vẽ chuyện này, anh vẫn có thể cảm giác được. Bây giờ nhìn thấy biểu cảm của Tô Lạc Yến, Hoàng Thiên càng chắc chắn cảm giác của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Thiên cũng hơi suy nghĩ lung tung. Dù sao anh cũng là người có vợ, mấy chuyện tình cảm. Như vậy phải cố hết sức tránh xa mới được. Đặc biệt, Tô Lạc Yến còn xinh đẹp như vậy, bất kỳ người đàn ông nào cũng rất khó chống cự lại Lạc Yến, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi phái về nhà đây. Hoàng Thiên nói với Tô Lạc Yến, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, không muốn ở lại với Tô Lạc Yến. Đã lâu không gặp, cậu không thể ở lại lâu hơn à? Tô Lạc Yến nhìn Hoàng Thiên, dịu dàng cười nói. Xong rồi, xem ra Tô Lạc Yến thực sự có. Suy nghĩ như vậy trong lòng Hoàng Thiên rõ ràng, không, khỏi âm thầm kêu khổ. Hiện tại đi không được, mà ở lại đây thì chẳng khác gì tôi. Hoàng Thiên, thật ra tôi cũng biết, ở trong căn nhà đó cậu cũng không hề cảm thấy hạnh phúc, đúng không? Tô Lạc Yến đi đến trước mặt Hoàng Thiên, giọng nói nhẹ nhàng, thanh mát nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không ngờ, Tô Lạc Yến lại nói đến vấn đề này. Đương nhiên, anh cũng không thể giấu giếm những chuyện xảy ra trong nhà với Tô Lạc Yến, chắc hẳn Tô Lạc Yến đã sớm nhận ra. Nhưng Hoàng Thiên cảm thấy, Tô Lạc Yến nói không đúng. Mấy năm nay ở cùng Lâm Ngọc An, cuộc sống của anh vô cùng hạnh phúc. Dù phải chịu không ít oan ức, nhưng bên người luôn có bà xã yêu quý, Hoàng Thiên vẫn luôn cảm thấy vui vẻ. Không, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hoàng Thiên nghiêm túc nói với Tô Lạc Yến. Tô Lạc Yến hơi ngơ ra, nhưng lập tức lại nở một nụ cười mê hoặc. Cô nghĩ có lẽ Hoàng Thiên chỉ đang sĩ diện mà thôi. Chẳng qua là khẩu thị tâm phi, cố gắng che giấu những thứ không tốt đẹp trong cuộc sống của mình, cũng chỉ vì lòng tự trọng. Hoàng Thiên, nếu cậu thực sự coi tôi là bạn thì không cần phải giấu giếm tôi. Thật ra tôi đã sớm biết, mẹ vợ và em vợ của cậu luôn ức hiếp cậu. Hơn nữa vợ của cậu là Lâm Ngọc An cũng rất ghét bỏ cậu, giữa hai người cũng không có tình cảm gì, đúng chứ? Tô Lạc Yến nói thẳng, muốn kéo lớp ngụy trang của Hoàng Thiên xuống. Hoàng Thiên không ngờ, Tô Lạc Yến lại nói ra hết mọi chuyện như vậy. Lạc Yến, cậu chỉ nói đúng một nửa thôi. Hoàng Thiên nói với Tô Lạc Yến. Chỉ đúng một nửa. Tô Lạc Yến khẽ giật mình, nhìn Hoàng Thiên. Đúng vậy, vế sau cậu nói sai rồi. Thật ra tình cảm của tôi và vợ tôi rất tốt, tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Hoàng Thiên nói đến đây, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười ngọt ngào. Tô Lạc Yên lập tức căng thẳng. Sở dĩ cô còn tơ tưởng đến Hoàng Thiên cũng chính là vì chuyện tình cảm của Hoàng Thiên và vợ anh ấy, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Nhưng nếu chuyện này đúng như Hoàng Thiên nói, anh ấy và vợ anh ấy đều rất yêu nhau, thì việc cô còn tơ tưởng đến Hoàng Thiên thực sự là một chuyện sai trái. Nghĩ đến đây, Tô Lạc Yến lập tức cảm thấy khó xử. Cô biết mình đã thích Hoàng Thiên từ lâu. Thấy vẻ mặt của Tô Lạc Yến, Hoàng Thiên biết mình không thể ở lại được nữa, phải mau chóng rời đi thôi. Hơn nữa, sau này cũng cố gắng ít gặp mặt Tô Lạc Yến đi một chút. Quả nhiên, giữa nam nữ không bao giờ có thể tồn tại thứ gọi là tình hữu nghị, cuối cùng cũng chỉ có tình yêu mà thôi. Lạc Yến, tôi đi trước nhé. Cậu đừng suy nghĩ lung tung. Nói xong, Hoàng Thiên chuẩn bị rời đi. Nhưng anh nào ngờ, Tô Lạc Yến lại đột nhiên ôm anh từ đằng sau. Thân thể Hoàng Thiên lập tức rung động. Sao anh có thể ngờ được, cô gái lớp trưởng năm nào lại thực sự có tình cảm với anh? Cậu làm cái gì vậy? Giọng nói Hoàng Thiên hơi run rẩy, không hề chuẩn bị trước cho tình huống này. Hoàng Thiên,
tôi thích cậu. Tô Lạc Yến dán mặt vào lưng Hoàng Thiên, nói một cách tình cảm. Hoàng Thiên có hơi sững sờ, nhưng vẫn không thể ngờ được, mình lại được một mỹ nữ tỏ tình. Muốn nói là không rung động thì cũng không phải. Hoàng Thiên không phải thánh nhân, anh chỉ là một nam nhân bình thường. Tô Lạc Yến không những xinh đẹp, dáng người lại vô cùng quyến rũ, nhân cách cũng tốt. Một cô gái như vậy mà làm như này với bất cứ người đàn ông nào, cũng là một đòn công kích chí mạng. Nhưng lý trí vẫn kiềm chế Hoàng Thiên, anh khẽ thở dài một tiếng, không quay đầu lại mà chỉ nói, Lạc Yến, tôi đã có vợ rồi. Tôi rất yêu cô ấy, không thể phản bội cô ấy được. Ẩn, hy vọng cậu có thể hiểu. Tô Lạc Yến nghe xong, vành mắt lập tức đỏ ửng. Hoàng Thiên đúng là một người đàn ông tốt bụng, một người đàn ông như vậy hà cớ gì lại không thuộc về cô chứ? Cậu không gạt tôi chứ? Tình cảm của cậu với cô ta thực sự rất tốt sao? Tô Lạc Yến vẫn không tin, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhẹ nhàng cầm tay Tô Lạc Yến, nói với cô, đúng vậy, tôi không lừa cậu. Tô Lạc Yến khẽ buông Hoàng Thiên ra, nói, cậu muốn đi thì đi đi, nhưng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Chậc chậc, Hoàng Thiên thực sự bất đắc dĩ. Có điều, bây giờ đầu óc anh quá hỗn loạn, không biết phải trả lời Tô Lạc Yến như nào. Anh không quay đầu lại, rời khỏi văn phòng, lái xe đi khỏi nơi này. Khi nhớ đến Tô Lạc Yến, trong lòng Hoàng Thiên vô cùng hỗn loạn. Anh thật sự không ngờ, Tô Lạc Yến lại thầm mến anh. Có lẽ chính là từ lần họp lớp kia, Tô Lạc Yến đã dần dần có tình cảm với anh. Càng nghĩ đầu óc càng loạn, Hoàng Thiên dứt khoát không nghĩ tới nữa, lái xe về biệt thự Hải Hoa.